Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 131, duyên tới là anh. Khi thấy Tần Hồng Cẩm thở phì phò thì Vương Tử Quân khẽ cười hỏi ngược lại. Mở một siêu thị, anh còn tưởng rằng đã mọc lên như nấm rồi chứ? Thế nào, siêu thị mình được mở, chẳng lẽ không cho người ta mở sao? Anh biết rất rõ là em không có ý này. Tần Hồng Cẩm nở nụ cười miễn cưỡng rồi dùng giọng ai oán nói. Em xem, sau này siêu thị sẽ ngày càng nhiều, cạnh tranh sẽ càng dữ dội. Thị trường Giang Thị là một cái bánh ngọt lớn, siêu thị Quân Thành của chúng ta muốn trở thành người đi đầu thì không những phải mở rộng kinh doanh, còn phải xây dựng nền văn hóa, đề cao ý thức phục vụ của nhân viên, dùng chất lượng phục vụ tốt nhất để tạo ra thương hiệu cho siêu thị Quân Thành. Vương Tử Quân trước đó đã có quy hoạch phát triển siêu thị, bây giờ nói với Tần Hồng Cẩm tất nhiên sẽ là xuất khẩu thành văn. Lúc mới bắt đầu thì Tần Hồng Cẩm còn không ngừng gật đầu, nhưng sau khi hắn nói ra những kinh nghiệm kinh doanh siêu thị được biết từ đời trước, Tần Hồng Cẩm cảm thấy ngạc nhiên và lấy một quyển sách ra ghi lại những lời của hắn. Khi Vương Tử Quân nói một mạch những ý nghĩ trong lòng cho xong, đúng lúc thấy gương mặt không thể tưởng được của Tần Hồng Cẩm, nàng đang nhìn hắn chằm chằm. Bộ dạng chuyên chú của nàng lúc này thật sự giống như nhìn một quái vật đến từ ngoài địa cầu vậy. Những thứ này đều là do anh nghĩ ra sao? Tần Hồng Cẩm nhìn những dòng chữ dày đặt mà dùng giọng nghiêm trang hỏi. Không phải anh đã nói xong rồi sao? Thế nào? Có vấn đề gì à? Vương Tử Quân thấy bộ dạng khiếp sợ của Tần Hồng Cẩm thì trong lòng có chút xấu hổ, thầm nghĩ mình nên bảo thủ một chút nữa, nếu không cô nàng này sẽ sợ đến mức độ gì mất. Tần Hồng Cẩm thở dài, nàng cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói. Những ngày qua em luôn một lòng học tập tri thức kinh doanh, em còn tưởng rằng mình học được không ít, nhận thức cũng khá nhiều, bây giờ xem ra em chỉ là chín châu học được một sợi lông mà thôi. Tử Quân, anh quả thật làm cho em sùng bái sát đất. Em cảm thấy một thiên tài kinh doanh như anh nếu đưa thân vào chính giới thì chỉ có thể xếp hạng thứ ba, nhưng nếu vào thương giới thì rất có thể sẽ sáng tạo ra đại nghiệp. Này, sao em uống nước của anh? Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm cầm ly nước của mình mà không khỏi lớn tiếng hỏi. Tần Hồng Cẩm chợt sững sờ, nàng nhìn cái ly mà dùng giọng đùa giỡn nói. Thế nào, sợ em lây bệnh sang anh sao? Anh nếu bị viêm phổi thì em là ung thư phổi. Tần Hồng Cẩm nói ra những lời như vậy cũng làm cho Vương Tử Quân phì cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Hồng Cẩm nói bằng gương mặt tràn đầy ngưng trọng. Em cảm thấy kế hoạch của anh là rất tốt, nhưng chúng ta không có nhiều tài chính như vậy, chỉ có thể dựa vào tiền vay mượn của ngân hàng mà thôi, nhưng chúng ta đi vay cũng có chút khó khăn. Chúng ta có thể mở rộng, để cho người ta gia nhập vào liên minh siêu thị Quân Thành. Vương Tử Quân dùng giọng hồn nhiên không thèm quan tâm nói. Gia nhập liên minh, sao để gia nhập liên minh? Tần Hồng Cẩm lần đầu tiên nghe được hai chữ liên minh, thế nên thuận miệng nói. Gia nhập liên minh chính là bọn họ bỏ tiền còn chúng ta quản lý, sau đó chia tiền theo hoa hồng ghi trên hợp đồng. Vương Tử Quân nhanh chóng cho ra một giải thích dễ hiểu nhất. Vậy bọn họ tình nguyện sao? Tần Hồng Cẩm hỏi có chút lo lắng. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống liên minh lan tràn vào đời sau, hắn cười ha hả nói. Em cứ chờ đó mà xem. Sau khi cùng Tần Hồng Cẩm bàn thêm một chút về siêu thị Quân Thành, Vương Tử Quân lúc này mới chợt nhớ đến mục đích của mình. Hồng Cẩm, bây giờ vốn lưu động của chúng ta còn được bao nhiêu? Tần Hồng Cẩm không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn thành thật đáp. Hơn 200 ngàn, vài ngày trước vừa trả lợi tức ngân hàng, nếu không sẽ có nhiều hơn. Hơn 200 ngàn, nếu dùng nó để đầu tư vào thị trường chứng khoán cũng sẽ kiếm được chút tiền, nhưng Vương Tử Quân thấy nếu bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì thật sự không cam lòng. Ngân hàng, xem ra chỉ có thể mượn gà đẻ trứng. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, hắn đang chuẩn bị bỏ đi thì máy nhắn tin chợt vang lên. Bí thư Vương, nói cho anh biết một tin tức tốt, bạn tốt của anh là Chu Ái Quân bây giờ đã đến làm chỉ đạo viên đồn công an xã Lưỡng Đạo Lương. Chúc mừng anh đã đẩy bạn tốt của mình vào ngõ cụt. Những dòng chữ hiện trong máy nhắn tin làm cho vẻ mặt Vương Tử Quân trở nên cực kỳ khó coi, hắn đứng lên muốn nói lời cáo từ với Tần Hồng Cẩm. Lúc này Tần Hồng Cẩm cũng có chút hốt hoảng, nàng dùng giọng yếu ớt hỏi một câu. Anh không ở lại thêm một lúc được sao? Có gì cần anh đi xử lý ngay à? Vương Tử Quân không thể giải thích cho Tần Hồng Cẩm, hắn chỉ trầm giọng nói một câu. Việc này rất khẩn cấp. Chỉ có anh mới có thể xử lý mà thôi. Sau đó Vương Tử Quân xoay người bỏ đi, Tần Hồng Cẩm nhìn bóng lưng to lớn kia đi xuống lầu,
trong cặp mắt chợt hiện ra hai vệt nước mắt. Lúc này Vương Tử Quân thật sự không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, hắn lặng lẽ đi qua siêu thị Quân Thành náo nhiệt sau đó bắt taxi về nhà. Mẹ đang làm món ăn ngon gì vậy, con đói chết mất. Vương Tử Quân vừa vào nhà thì ngửi thấy mùi hương nước mũi, thế là chạy vào nhà bếp thấy mẹ đang bận rộn. Thấy con trai về nhà thì Triệu Tuyết Hoa tỏ ra rất vui vẻ, bà cầm lấy tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng oán trách nói. Tiểu tử ngốc, cũng không sợ mẹ bị phỏng sao. Được rồi, con nghỉ ngơi một chút đi, chờ lát nữa mẹ gọi xuống dùng cơm. Đúng là mẹ tốt nhất, nếu ngày nào mẹ cũng làm món ngon cho con như vậy, con tình nguyện ở nhà làm heo, mỗi ngày chỉ lo ăn ngủ, không cần làm gì cả. Vương Tử Quân nhìn mẹ mình đang loay hoay nấu nướng mà cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn cười lớn nói. Đi đi, con ở đây cũng không giúp gì được, con trai lớn như vậy rồi mà chỉ biết quấy rối. Triệu Tuyết Hoa được những lời nói của con trai làm cho ấm lòng, cảm động thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, thế nên phải lấy cớ đuổi đi. Vương Tử Quân từ trong nhà bếp đi ra, hắn đành quay về phòng khách, muốn mở tivi ra xem, trong lòng chợt nhớ đến tin nhắn kia. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, hắn nhìn về chiếc máy điện thoại màu đỏ trong nhà mình, sau giây lát trầm ngâm, hắn cầm điện thoại gọi đi. Alo, chào anh, tôi là Đậu Minh Nhạc, là bí thư ủy ban tư pháp thành phố Giang Châu. Sau khi điện thoại nối thông thì Vương Tử Quân đã suy nghĩ kỹ càng, hắn khẽ cười rồi dùng giọng khách khí nói. Chu Đậu, cháu là Vương Tử Quân. Âm thanh uy nghiêm trong điện thoại chợt trở nên ôn hòa. Thì ra là Tử Quân, cậu quay về Giang Thị rồi à? Hôm nay cháu vừa về nhà, không phải ngày mai là sinh nhật bố cháu sao? Vương Tử Quân tùy ý mở miệng nói. Sinh nhật của anh Quang Vinh lại đến, đúng rồi, anh ấy lớn hơn tôi nửa tuổi. Tôi cũng đang định liên lạc với anh ấy. Thế này đi, Tử Quân, cậu nói với bố mình một câu, nói ngày mai anh ấy chuẩn bị rượu ngon, tôi sẽ cùng uống với anh ấy vài ly. Bí thư ủy ban tư pháp Đậu Minh Nhạc rất có lòng với bố của Vương Tử Quân, nhưng lúc này ở chính đàn tỉnh Chiết Giang có ai không biết Vương Quang Vinh đang ở vào giai đoạn mặt trời buổi ban trưa. Người này sau lưng không những có Vương gia giúp đỡ, hơn nữa còn được bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn tín nhiệm, nếu như không phải là lý lịch quá kém. Chỉ sợ đã nắm nhiều quyền lực hơn rồi. Cháu nhất định sẽ chuyển cáo cho bố, ngày mai cháu sẽ châm trà phục vụ cho hai người. Vương Tử Quân nói rồi thay đổi chủ đề. Chú Đậu, bây giờ cháu có một việc tư cầu ngài giúp đỡ. Đứa bé này, tìm chú làm việc còn phải dùng chữ cầu sao? Đừng khách khí, chỉ cần không phải hái trăng sao, chỉ cần chú Đậu có thể làm được, sẽ không nói hai lời, lập tức xử lý ổn thỏa. Vương Tử Quân gọi điện thoại đến. Đậu Minh Nhạc dù không biết rõ ý nghĩa là gì, nhưng có thể đoán được hắn sẽ không đơn giản chỉ vì sinh nhật bố. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói ra vấn đề thì hắn đáp ứng cực kỳ sảng khoái, nhưng lời nói lúc này còn ẩn giấu huyền cơ. Có thể làm được thì nhất định sẽ làm, nếu làm không được thì cũng không thể trách được. Đều là người trong quan trường, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ hiểu ý của Đậu Minh Nhạc, thế là thầm nghĩ cáo giả nhưng lại thản nhiên nói. Chú Đậu, có chuyện thế này, cháu có một người bạn. Vốn đã sắp được đưa lên làm ủy viên đảng ủy cục công an huyện Hồng Bắc, bây giờ sự việc không thành, ngược lại còn đánh mất chức vụ trước đó. Vương Tử Quân nói khá hời hợt nhưng Đậu Minh Nhạc ở đầu dây bên kia lại cầm lấy bút ghi lại. Chú, nguyên nhân chuyện này là vì cháu và cục trưởng ngụy của cục công an huyện Hồng Bắc có chút náo loạn không thoải mái, cuối cùng mới sinh ra cục diện như vậy. Chú Đậu, chú nên giúp cháu, bạn của cháu mất mặt là chuyện nhỏ nhưng mất tương lai mới là chuyện lớn. Đậu Minh Nhạc vốn tưởng Vương Tử Quân nhờ mình chuyện gì lớn, lúc này vừa nghe đến chức vụ ủy viên đảng ủy cục công an huyện, hơn nữa lại là huyện Hồng Bắc xa xôi, thế cho nên nhanh chóng yên lòng. Cấp bậc phó khoa kia thật sự quá nhỏ, căn bản không tính là gì. Tử Quân, cháu yên tâm, có chú Đậu ở đây thì dù thế nào cũng sẽ không làm cho cháu khó xử, việc này cứ đặt lên người chú Đậu là được. Đậu Minh Nhạc lên tiếng đồng ý, hắn cũng không nói sẽ xử lý chuyện này thế nào. Đối với người khác thì hắn có lẽ sẽ nói vài lời khó khăn, nhưng đối với Vương Tử Quân là người trong thể chế, hắn cũng không khoe khoang tự cho là thông minh. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi thở dài một hơi, hắn biết rõ Đậu Minh Nhạc như vậy đã là đồng ý, coi như sự việc Chu Ái Quân đã xong. Tử Quân, con gọi điện thoại với ai mà lâu như vậy? Triệu Tuyết Hoa bưng vào một tô xương hầm rồi dùng giọng oán trách nói. Mẹ, con có thể nói với ai lâu như vậy? Không phải vì vài chuyện liên quan đến công tác sao? Vương Tử Quân cũng không nói với mẹ về chuyện công tác, hắn thay đổi chủ đề.
Đồng chí thư ký trưởng sao còn chưa quay về? Không phải bố đã đi dùng cơm rồi đấy chứ? Triệu Tuyết Hoa biết Vương Tử Quân nói về Vương Quang Vinh, bà cười nói. Đồng chí thư ký trưởng của chúng ta hôm nay có nhiệm vụ tiếp đãi, hôm nay chỉ có hai mẹ con dùng cơm thôi. Bữa cơm này Vương Tử Quân ăn như gió cuốn mây tan, một bàn đầy thức ăn bị hắn càn quét sạch sẽ. Hắn vừa giúp mẹ thu dọn bát đĩa vừa nói đủ mọi chuyện. Tử Quân, con cũng đã 24 tuổi rồi, cũng nên tìm đối tượng là vừa. Triệu Tuyết Hoa ở bên cạnh lên tiếng nói. À, con cũng cảm thấy nên như vậy, thế này đi, con sau khi về xã Tây Hà Tử sẽ xuống thôn đi dạo một vòng, xem có cô gái nào vừa lòng không, sẽ đưa về cho mẹ xem. Vương Tử Quân vừa ăn cam vừa bịa chuyện nói. Tiểu tử này đúng là, mẹ đang nói chuyện chính sự, con lại ở đây đặt chuyện sao? Triệu Tuyết Hoa khẽ vỗ lên đầu con trai, sau đó lại đưa cho hắn một quả cam đã bóc vỏ. Vương Tử Quân cười hì hì nói. Mẹ, tình huống của con không phải là mẹ không biết. Mẹ chưa từng nghe câu ca miêu tả đám cán bộ nông thôn sao? Đó là, lang sói chạy khắp đường, trong thôn xóm đều là mẹ vợ, con công tác ở xã Tây Hà Tử, lại là bí thư đảng ủy xã, còn không phải dễ tìm đối tượng sao? Có câu bọ hung cảm thấy con mình thơm, nhím cảm thấy con mình mềm mại, Triệu Tuyết Hoa bình thường ghét những tính cách côn đồ, bây giờ nghe thấy con mình nói như vậy thì không khỏi nở nụ cười, càng nhìn càng cảm thấy con mình thêm tươi sáng hơn. Con trai, những chuyện thế này con nên nắm thật chặt, dù sao thì mẹ nghe phía ông cụ nói đang chuẩn bị xem xét đối tượng cho con. Triệu Tuyết Hoa nói đến ông cụ thì âm thanh có vẻ hạ thấp xuống vài phần. Ông cụ xem xét đối tượng cho mình. Vương Tử Quân nghĩ đến điều này mà cảm thấy đau đầu, hắn không nhớ rõ kiếp trước ông cụ đã xem xét đối tượng gì cho mình. Vương Tử Quân nghĩ đến tư tưởng gần như cố chấp của ông nội, hắn nhịn không được phải phất tay nói. Mẹ, trên sự kiện này thì thái độ của mẹ cực kỳ quan trọng, mẹ nên cùng con nhất trí hành động, nếu không thì hạnh phúc tuổi già của con trai sẽ bị hủy trong hôn nhân môi giới như vậy. Tút, tút, tút. Âm thanh quen thuộc vang lên, Vương Tử Quân lấy máy nhắn tin ra xem. Là tin nhắn của Tiểu Huy. Hắn thầm nghĩ tiểu tử này đã lâu không liên hệ, thế nên lập tức cầm điện thoại gọi đi. Vương Tử Quân, tiểu tử cậu thật sự ở Giang Thị sao? Mấy người chúng tôi đang nói đến cậu đấy, mau đến đây, quán Ba Hồng Phường. Điện thoại vừa nối thông thì âm thanh vui vẻ của Tiểu Huy đã vang lên. Quán Ba Hồng Phường là ở chỗ nào, không chờ Vương Tử Quân hỏi thì bên kia đã cúp điện thoại. Hắn nhìn ánh mắt điều tra của mẹ, thế là không khỏi cười nói. Mẹ, nhóm Tiểu Huy hẹn con ra ngoài chơi. Quán Ba Hồng Phường ở trên một con đường nhỏ, những ánh đèn rực rỡ bùng ra khắp bốn phía làm cho những kiến trúc ở chung quanh trở nên ảm đạm. Vương Tử Quân lần đầu tiên tiến vào quán ba vừa khai trương chưa lâu này, mới đi vào bên trong đã thấy Tiểu Huy ngồi cùng hai thanh niên ở phía bên kia. Tử Quân, đây này. Thấy Vương Tử Quân thì Tiểu Huy hưng phấn vẫy tay, âm thanh của hắn tuy vang dội nhưng vẫn bị tiếng nhạc mạnh lấn át. Trong quán ba, những cô gái ăn mặc hở hang đang thi nhau nhảy múa, ánh đèn lúc sáng lúc tối làm cho bầu không khí chung quanh bùng lên sức hấp dẫn rất nguyên thủy. Những thứ mới lạ đến rất nhanh, Vương Tử Quân thầm cảm thán, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Tiểu Huy. Hay cho Vương Tử Quân, quay về cũng không liên lạc với tôi, có phải đã quên anh em rồi không? Tiểu Huy vừa gọi cho Vương Tử Quân một ly rượu vừa lớn tiếng oán trách. Vương Tử Quân hầu như đã quen với tính cách hồ đồ tự nhiên của Tiểu Huy. Hắn cười hì hì tiếp nhận ly rượu, căn bản cũng không quan tâm đến khiêu khích của Tiểu Huy, sau đó khẽ gật đầu với hai người bên kia. Trương Diễm Thuận, Địch Thư Đồng, đã lâu không gặp. Trương Diễm Thuận và Địch Thư Đồng cũng cùng Vương Tử Quân lớn lên, nhưng quan hệ tư nhân lại không được tự nhiên như Tiểu Huy và Vương Tử Quân, thế nên bây giờ gặp Vương Tử Quân cũng chỉ gật đầu cười thăm hỏi mà thôi. Bốn người xem như là bạn bè ở cùng một chỗ, thế cho nên nhanh chóng trò chuyện vui vẻ. Trong lúc nói chuyện thì Vương Tử Quân biết Trương Diễm Thuận lúc này đang làm một vị phó khoa ở phòng tài chính tỉnh, mà Địch Thư Đồng cũng đang công tác ở sở nông nghiệp, đều là cấp phó khoa. Bí thư Vương, trong đám bạn bè thì cậu là người cấp bậc cao nhất, là bí thư đảng ủy xã cấp chính khoa, mọi người mời cậu một ly. Tiểu Huy vừa nói vừa nâng ly rượu lên. Vì uống rượu Tây nên Vương Tử Quân cũng có vẻ thả lỏng hơn, hắn nâng ly rượu cùng với ba người kia, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tiểu Huy, cậu xem cô nàng kia, cánh tay căng tròn, nhìn có vẻ cảm xúc rất tốt. Cô ta đang ngồi kia uống rượu giải sầu, không bằng chúng ta thử xem ai có thể ôm được mỹ nhân về. Địch Thư Đồng đặt ly rượu xuống rồi chỉ vào một góc nói.
Nhóm Tiểu Huy đều còn trẻ, cũng không có sở thích gì đặc biệt, cũng thích theo đuổi các cô gái đẹp. Lúc này nghe lời của Địch Thư Đồng thì cũng nhanh chóng nhìn sang. Trong góc kia là một cô gái mặc váy tím, đang uống rượu giải sầu một mình. Cô nàng có mái tóc bồng bềnh, gương mặt trắng nõn tự nhiên, dáng người thon thả cao ráo, dưới ánh đèn quán ba nhấp nháy giống như một nữ thần bùng ra sức quyến rũ vô hạn. Vương Tử Quân nhìn thấy cô gái kia mà không khỏi ngẩn ngơ, hắn thật sự không ngờ có thể gặp mặt nàng ở chỗ này. Khoảnh khắc khi Vương Tử Quân ngây người thì Trương Diễm Thuận lớn tiếng giật dây. Bây giờ không phải lưu hành theo kiểu luận cấp bậc sao? Tử Quân, bây giờ nếu so cấp bậc thì cậu cao nhất, thế nào, cậu lên trước đi. Trương Diễm Thuận lúc này ồn ào cũng nhớ về thời đại học, khi đó Vương Tử Quân thật sự là quân tử, chưa từng tham gia vào những chuyện thế này, bây giờ hắn lên tiếng xúi giúp căn bản chỉ là muốn trêu chọc bạn bè mà thôi. Tiểu Huy và Địch Thư Đồng cũng ồn ào theo, nhưng khi bọn họ cho rằng Vương Tử Quân sẽ cầu xin tha thứ, chợt thấy Vương Tử Quân đứng lên, đi hai ba bước đến bên cạnh cô gái kia, sau đó cầm lấy ly rượu trên bàn, lại nói. Đi theo anh. Khi ly rượu bị lấy đi, cô gái chợt đứng lên, đang định nổi giận thì chợt phát hiện người đang giữ tay mình là Vương Tử Quân, thế nên gương mặt muốn nổi giận chợt trầm xuống. Không biết có phải vì uống quá nhiều không, hay vì cơ thể không phối hợp tốt, khoảnh khắc nàng ngây người thì chợt lệch sang một bên, tuy chỉ là lệch người đổ xuống ghế salon nhưng Vương Tử Quân vẫn vội vàng đưa tay đỡ lấy. Vương Tử Quân đưa tay đỡ, thế nên thân hình thướt tha của nàng ào vào tay hắn, nhìn qua giống như hai người đang ôm nhau. Vương Tử Quân, ha ha, anh đến thì tốt, giúp em uống rượu. Uống rượu. Tần Hồng Cẩm ngẩng gương mặt tinh xảo lên, bật ra hơi thở như lan, nàng dùng hai mắt mê ly nhìn Vương Tử Quân rồi lẩm bẩm nói. Em uống say rồi, đi theo anh. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm đã say đến mức rối tinh rối mù, hắn không nói hai lời mà dìu nàng đi ra ngoài cửa. Chương 132, đàn ông không xấu phụ nữ không yêu. Quán bar đôi khi cũng chính là nơi để người ta thổ lộ những điều thương cảm. Lúc này Tiểu Huy và Địch Thư Đồng đều giật mình, Vương Tử Quân phất tay với ba người, sau đó dìu Tần Hồng Cẩm rời đi dưới ánh đèn chớp tắt. Sao có thể như vậy? Tiểu Huy nhìn về phía Vương Tử Quân đi khuất, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi hai người bạn bên cạnh. Trương Diễm Thuận và Địch Thư Đồng cũng đều tỏ ra nghi hoặc. Khí phách, đây gọi là khí phách. Những phụ nữ đến đây tìm say đều muốn tìm loại đàn ông có khí phách như vậy, chỉ cần trên người anh có khí phách, có thể khuất phục được cô nàng mà thôi. Xem ra Vương Tử Quân còn trẻ mà làm chính khoa cũng đúng, chúng ta vẫn đang dậm chân ở cấp phó khoa cũng không sai, xem như tôi cũng học tập từ cậu ấy được vài thứ. Địch Thư Đồng trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng giống như chợt bừng tỉnh. Hai vị, tôi cũng nên sớm ra tay, ngày mai nếu như tôi thức dậy muộn thì ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại. Tôi muốn được hưởng một đêm hạnh phúc. Địch Thư Đồng nói rồi trực tiếp đi về phía một người phụ nữ đang uống rượu một mình ở bên kia. Em đi theo anh. Địch Thư Đồng cũng học theo đúng cách của Vương Tử Quân lúc vừa rồi, tất nhiên cũng không quên đưa tay giữ lấy cánh tay của cô nàng. Cô gái cũng ngây người, nhưng sau khi cảm giác bất ngờ qua đi, bàn tay của Địch Thư Đồng còn chưa đụng vào người nàng, thì một bàn tay khác đã tát thẳng vào mặt Địch Thư Đồng. Đồ lưu manh. Một tát làm cho Địch Thư Đồng tỉnh mộng. Hắn nhìn người phụ nữ đang đong đưa bỏ đi, trong lòng chợt cảm thấy có vấn đề, vì sao cũng cùng là một cách mà người ta làm được nhưng mình lại không. Trong ý nghĩ của ba người bạn trong quán bar thì lúc này Vương Tử Quân đang được tận hưởng diễm phúc, nhưng thật sự thì hắn đang luống cuống dìu Tần Hồng Cẩm đi ra khỏi quán bar, những giọt mồ hôi từ chân mày hắn chảy xuống. Rượu thật sự là một thứ đáng sợ, dù là một người phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, dưới tác dụng của rượu cũng biến thành là lơi ong bướm. Vương Tử Quân, anh dựa vào cái gì để không cho tôi uống rượu? Anh là gì của tôi chứ? Anh nói đi, anh nói thử xem, tôi có quyền được uống, tôi muốn tiếp tục uống. Tần Hồng Cẩm khoát một tay lên vai Vương Tử Quân, một tay cấu véo trước ngực hắn. Vì hai bên có chút rằng co mà bàn tay của hắn lơ đãng động vào ngực của nàng, cảm thấy nơi đó rất có cảm xúc, rất co giãn, một cảm giác khó hiểu bùng lên trong lòng. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt mê ly của Tần Hồng Cẩm, hắn cố gắng nhẫn nhịn. Tự tay bắt một chiếc taxi, sau đó đỡ Tần Hồng Cẩm lên xe. Các người ép tôi, các người đều ép tôi không lấy chồng, các người có thể làm gì tôi? Hừ, không phải là một chức phó phòng sao? Vì một cái chức phó phòng mà muốn bán em gái của mình đi sao? Các người đúng là không có lương tâm. Tần Hồng Cẩm đã uống say như điên cuồng, sau khi vào taxi thì ôm lấy Vương Tử Quân và khóc giống lên.
Vương Tử Quân thấy Tần Hồng Cẩm khóc rất đau khổ, hắn tranh thủ thời gian an ủi. Đừng khóc nữa, người ta thấy cũng không hay. Tần Hồng Cẩm vốn cảm thấy đần độn vô vị, bây giờ nghe được lời an ủi của Vương Tử Quân thì càng như thêm dầu vào lửa, càng khóc lớn hơn. Nàng vùi đầu vào khuỷu tay của hắn, toàn thân rung động, chỉ một lát sau đã khóc như thác lũ. Đang lúc Vương Tử Quân thầm oán người anh của Tần Hồng Cẩm, hắn chợt ngẩng đầu và nhìn thấy ánh mắt có chút hèn mọn của tên tài xế. Hắn có chút xấu hổ, lại có hơi lúng túng, chỉ cảm thấy mình thật sự oan ức và mất mặt, tên tài xế kia là người xa lạ, có khinh bỉ mình cũng không là vấn đề, vì đối phương nào biết mình và Tần Hồng Cẩm là ai. Anh muốn lấy nhà của cha mẹ, không có vấn đề, em cho anh, chị dâu sinh con cần tiền, em cũng cho anh. Nhưng anh muốn lên vị trí phó phòng, em không thể không quan tâm tất cả, không thể dung túng cho anh. Con trai của trưởng phòng tổ chức có bộ dạng thế nào thì không phải anh không biết. Anh muốn đẩy em gái của mình vào trong hố lửa sao? Tần Hồng Cẩm vừa nói vừa khóc làm cho quần áo của Vương Tử Quân chợt ướt đẫm, tài xế chợt hừ một tiếng rất hàm hồ nhưng không nói lời nào. Vương Tử Quân nở nụ cười tự chế giễu, sau đó lên tiếng giải thích. Bạn của tôi uống rượu quá chén. Cũng may không mất quá nhiều thời gian thì xe đã đến nhà của Tần Hồng Cẩm, cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt khinh bỉ của tài xế, Vương Tử Quân chợt thở dài một hơi. Nhưng khi hắn trả tiền cho bác tài, tài xế nhân tiền và dùng giọng chân thành nói. Cậu trai, cậu không có khả năng làm quan cả đời, khi tại vị thì rất đắc ý nhưng thân nhân mới là những người đáng quan tâm, nếu đánh đổi tất cả để bò lên trên, như vậy cậu sẽ hối hận. Tôi không phải là anh của cô ấy. Nhưng tài xế cũng không chờ Vương Tử Quân giải thích, nói xong thì khởi động xe chạy đi ngay. Vương Tử Quân, hì hì, anh là Vương Tử Quân, em muốn anh đi uống rượu với em. Gió lạnh thổi qua. Tần Hồng Cẩm cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, lúc này nàng mới giật mình phát hiện mình còn nằm trong lòng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn thầm nghĩ, tiểu thư của tôi ơi, tôi cũng không thể cứ như thế này, cô nên nhanh chóng tỉnh lại, nếu cô sớm nói ra những lời này thì bác tài vừa rồi cũng không khinh bỉ tôi như vậy. Được, chúng ta đi uống rượu. Vương Tử Quân vừa đỡ Tần Hồng Cẩm vừa dùng giọng bất đắc dĩ nói. Vương Tử Quân cũng đã từng một lần ghé qua chỗ ở của Tần Hồng Cẩm. Sau khi miễn cưỡng mở cửa, hắn đưa nàng lên phòng. Vương Tử Quân, hôm nay có thể gặp anh, em thật sự rất vui. Hi hi, tuy anh không phải đặc biệt đến chúc mừng sinh nhật em, nhưng em vẫn rất vui. Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy, hèn gì mà uống nhiều như vậy. Vương Tử Quân nghĩ đến những lời nói vừa rồi của nàng, trong lòng có chú áy náy, giống như hắn ý thức được mình có hơi thiếu quan tâm đến nàng. Hồng Cẩm, em nghỉ ngơi một chút đi. Anh đi rót cho em ly nước. Vương Tử Quân nhìn cặp môi khô của Tần Hồng Cẩm dưới ánh đèn, sau đó khẽ nói. Nhưng Vương Tử Quân còn chưa đứng lên đã bị Tần Hồng Cẩm vươn tay ra giữ lấy cổ. Anh đừng gạt em không cho phép anh đi, em không thể cho anh đi, anh biết không, Vương Tử Quân, em yêu anh, em vừa gặp anh đã mến anh rồi. Tần Hồng Cẩm mắt say lờ đờ, nàng thật sự có chút khó thể tự giữ được chính mình, nàng hầu như bổ nhào đến trước mặt Vương Tử Quân. Dán mặt lên lưng hắn, sau đó thì thào nói. Tuy Tần Hồng Cẩm uống rượu say nhưng lời thổ lộ của nàng vào lúc này giống như một tuyên cáo nghiêm trang với toàn bộ thế giới, trong lòng Vương Tử Quân cũng chợt cảm động khó thể giải thích. Hắn uốn người muốn đỡ Tần Hồng Cẩm ngồi xuống, nào ngờ hai người lại trở thành mặt đối mặt. Tần Hồng Cẩm dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn Vương Tử Quân, hai bàn tay của Vương Tử Quân cũng vuốt lên gò má láng mịn của Tần Hồng Cẩm, sau đó bàn tay vuốt xuống cánh tay mềm mại của nàng. Nàng chợt bắt được bàn tay của hắn, sau đó lại há miệng cắn, hàm răng trắng cắn ngón trỏ thật sự đau rứt ruột. Lúc này tâm tình của hắn chợt rối loạn, cảm thấy đầu lưỡi ấm áp đang ve vuốt ngón tay của mình, nàng cắn ngón tay của hắn mà mang lại cảm giác nghịch ngợm, hắn bắt đầu mê say, cảm thấy tâm ý viên mãn. Vương Tử Quân chợt cảm thấy hai chân như mềm nhũn, khí lực toàn thân giống như đang co rút lại, trong lòng bắt đầu bùng lên một loại tình cảm mãnh liệt này cực kỳ đẹp, chỉ có thể ngộ mà khó cầu. Hắn chợt có một ý nghĩ xấu xa, nhưng đây có lẽ là bản tính của nhân loại, hắn muốn phát huy, hắn chờ mong loại cảm giác ngủ say chợt thức tỉnh. Một khi sự việc phát sinh thường ít nhiều mang theo chút cảm giác bạo lực, có tiến công và thừa nhận. Hai người khẩu chiến bằng môi, anh đến tôi đi, không biết quấn lấy bao lâu. Sau đó Tần Hồng Cẩm chợt dùng sức nghiêng đầu, Vương Tử Quân chợt lảo đảo không vững, thế là ôm Tần Hồng Cẩm ngã xuống giường. Vương Tử Quân hỗn loạn mở to mắt. Hắn cảm thấy cánh tay ê ẩm, một thân hình trơn mượt giống như một con cá đang bò trong lòng mình,
những ngón tay thon dài mềm mại đang ve vuốt cơ thể mình. Trước mặt hắn là một gương mặt trắng như trứng gà bóc, hơn nữa còn có hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng giống như hoa phù dung. Một vầng sáng không biết đã bùng lên qua cửa sổ từ khi nào đang chiếu vào trong phòng. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm nằm ngủ trong lòng như một đóa hoa hải đường ngủ vào mùa xuân, hắn không khỏi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra vào tối qua, nhớ đến tình huống hai người điên cuồng trên giường. Hắn cảm thấy có chút khát nước, hắn vô thức liếm môi, sau đó nghịch ngợm há miệng ngậm vào một hạt nho hồng hào thơm tho. Gương mặt mỹ nhân có chút lười biếng, bộ ngực ngạo nghễ đứng sừng sững, cần cổ trắng như tuyết, Vương Tử Quân nhìn khung cảnh bày ra trước mắt, nhìn vưu vật trong lòng mình, hắn không tự chủ được phải sinh ra phản ứng. Tần Hồng Cẩm đang ngủ mơ màng giống như bị Vương Tử Quân liếm láp mà sinh ra phản ứng, nàng lầm bầm một tiếng không cần, sau đó toàn thân chợt giống như một khối thuốc nổ bị kích hoạt, điều này làm bùng lên tình cảm của Vương Tử Quân. Hắn xúc động ôm lấy nàng, sau đó ghé người sát vào cơ thể mềm mại của nàng. Một cuộc chiến triền miên lại được tiến hành, Vương Tử Quân ngang ngược đặt Tần Hồng Cẩm xuống bên dưới, lúc này trong phòng biến thành sân khấu, động tác của Vương Tử Quân thật sự mạnh mẽ. Cảm giác nóng hổi và chật khít cũng làm cho Tần Hồng Cẩm liên tục rền rĩ. Nàng cảm thấy máu mình chạy nhanh hơn, nóng hơn, cơ thể của nàng giống như pháo hoa tỏa sáng giữa bầu trời. Ánh mặt trời vẫn chiếu vào phòng, Tần Hồng Cẩm mở to mắt, ánh sáng như nở hoa trong mắt nàng. Lúc này nàng đang nằm trong lòng Vương Tử Quân, cơ thể giống như đang bay lượn, đầu óc có hơi choáng váng. Trước những động tác tấn công dồn dập của Vương Tử Quân, Tần Hồng Cẩm nhắm mắt lại hưởng thụ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. Bọn họ cùng ngã xuống nệm, cảm thấy cơ thể như bốc hơi. Tần Hồng Cẩm siết chặt lấy vai người đàn ông của mình, nàng thấy Vương Tử Quân khẽ hô một tiếng, mở mắt ra mới phát hiện mình đã cắn vai hắn chảy máu. Sau khi tất cả mọi thứ đã bình tĩnh trở lại, hai người nằm song song trên giường, cảm thấy rất mỹ mãn, giống như hai con cá vui vẻ nổi trên mặt nước. Tần Hồng Cẩm cảm thấy máu huyết chảy xuôi trong người mình giống như không còn là màu đỏ. Hình như đã biến thành màu xanh mất rồi. Biểu hiện điên cuồng của Vương Tử Quân làm cho Tần Hồng Cẩm cảm thấy lạ lẫm và vui sướng, cảm giác điên cuồng đó làm cho nàng cảm thấy mỹ mãn, đăng phong tạo cực. Hồng Cẩm, thế nào? Âm thanh của Vương Tử Quân giống như một khối xương mềm mại ướt át đến vây quanh lấy nàng. Em cảm thấy mình giống như bay, đầu có hơi choáng váng. Tần Hồng Cẩm nói mà đầu lưỡi có cảm giác ngọt ngào, giống như có thứ gì đó đang hòa tan bên trong miệng. Vương Tử Quân chống đầu nhìn nàng, gương mặt của nàng đỏ bừng, bùng ra những luồng sang mê người dưới ánh mặt trời. Hắn khẽ thổi một hơi lên mặt nàng rồi nói. Em nói xem, tối qua có phải là em cố ý không? Còn nói nữa, anh còn nói nữa sao? Anh không thấy người ta say thế nào à? Say còn biết không cho anh đi, nếu không thì anh nào có nằm lại đây? Vương Tử Quân nở nụ cười xấu xa nói. Tần Hồng Cẩm mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nàng dùng sức đánh lên người Vương Tử Quân, vẻ mặt đỏ bừng, một lúc lâu sau vẫn chưa hết đỏ. Được, 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 coi như là anh không tốt, hôm qua cuối cùng cũng thực hiện được âm mưu, được chưa? Vương Tử Quân khẽ nói, môi khẽ động, khẽ hôn lên mặt Tần Hồng Cẩm. Tần Hồng Cẩm đang đùa giỡn, ánh mắt nàng chợt trở nên mê ly, dần dần càng chìm sâu vào nụ hôn của Vương Tử Quân, hai tay của nàng dần khoát lên cổ hắn. Tần Hồng Cẩm cảm nhận được thứ gì đó của Vương Tử Quân có phản ứng, nàng chợt vội vàng xin tha. Không được, anh không thể tiếp tục, em thật sự không chịu được nữa. Tần Hồng Cẩm nói rồi đưa tay cản Vương Tử Quân. Đây là lần đầu tiên của em, anh không nên như vậy nữa. Ôi, bây giờ là mấy giờ rồi? Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên tiếng thì Tần Hồng Cẩm giống như chợt nhớ đến thứ gì đó, nàng lớn tiếng hỏi. 10 giờ. Vương Tử Quân tiện tay cầm lấy máy nhắn tin rồi khẽ nói. Chết, chết rồi, đây không phải đã trễ rồi sao? Tần Hồng Cẩm vừa nói vừa mạnh mẽ vùng dậy. Vương Tử Quân nhìn vẻ nôn nóng bất an của Tần Hồng Cẩm mà khẽ cười một tiếng an ủi. Hồng Cẩm, chúng ta mở siêu thị, công nhân viên có người quản lý, em là giám đốc cần gì phải quá khắt khe với mình như vậy? Tần Hồng Cẩm nghe lời nói của Vương Tử Quân thì vẻ mặt hòa hoãn đi rất nhiều. Nhưng lúc này nàng vẫn nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng. Hôm nay em không cần đến siêu thị, tất cả giao cho anh, nếu như một công ty lớn chúng ta mở ra không có em và không vận chuyển được, như vậy xem như chúng ta đã thất bại. Trên giường đơn có một mảnh màu đỏ, Tần Hồng Cẩm nhìn thấy vậy mà gương mặt chợt đỏ hồng, nàng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó bấm vào hông hắn. Anh đúng là bại hoại.
Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm đi vào nhà vệ sinh mà thầm cảm thấy mình vô tội, tối qua hình như mình rất bị động, nếu nói là bại hoại thì cũng không phải là mình mới đúng. Nhưng sự việc như vậy ai giải thích cho được? Vương Tử Quân đang suy nghĩ, đúng lúc máy nhắn tin chợt vang lên. Hắn khẽ vỗ đầu mình, thầm trách mình hôm nay quá dối, rõ ràng quên gọi điện thoại về nhà. May mà chỗ này của Tần Hồng Cẩm có điện thoại, Vương Tử Quân nhấc máy gọi đi, quả nhiên bên kia nhanh chóng vang lên âm thanh oán trách của Triệu Tuyết Hoa. Đám thanh niên các anh, đã lớn như vậy rồi mà vẫn không làm cho người lớn bớt lo. Vương Tử Quân nở nụ cười rồi nói vài câu dễ nghe, xem như vượt qua kiểm tra của mẹ. Hai tô cháo trứng, hai người thanh niên tối qua hoạt động mệt mỏi ăn say sưa. Tần Hồng Cẩm ăn với tốc độ lang sói, sau đó nàng dùng hai tay vỗ vào bụng mình, lại duỗi duỗi người thoải mái, thật sự rất chân thật và hoạt bát đáng yêu. Bộ dạng khả ái của Tần Hồng Cẩm vào lúc này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy nóng lòng lên. Hôm nay là sinh nhật của bố anh, em cùng đi đến nhà với anh chứ? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Tần Hồng Cẩm, sau đó hắn khẽ nói. Không đi. Tần Hồng Cẩm chợt từ chối theo bản năng mà không cần suy nghĩ. Vương Tử Quân thấy lời nói từ chối không cần nghĩ ngợi của Tần Hồng Cẩm, trong lòng có hơi ngây ra, còn chưa đợi hắn hỏi nguyên nhân thì nàng đã dùng giọng mềm mại vô hạn nói. Bại hoại, em nếu đi với bộ dạng này, mẹ anh hỏi thì em biết nói làm sao? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngại ngùng của Tần Hồng Cẩm, hắn chợt nhớ đến những gì vừa xảy ra, thế cho nên cười phá lên ha hả. Anh còn cười, nếu anh cười em sẽ đánh chết bại hoại anh. Tần Hồng Cẩm nghe được tiếng cười của Vương Tử Quân, không biết vì sao mà mặt đỏ thêm vài phần, hai bàn tay trắng của nàng cũng vung vẫy, tức giận đấm vài cái lên ngực Vương Tử Quân. Khi hai người đùa giỡn thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tần Hồng Cẩm ở đây có rất ít người biết và đến, hôm nay nghe thấy tiếng đập cửa thì cả hai đều ngây ra. Để anh ra mở cửa. Thấy Tần Hồng Cẩm muốn đứng lên, Vương Tử Quân vội vàng đi ra, cánh cửa cũng không có mắt mèo, hắn vừa mở cửa thì thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi ở bên ngoài. Gương mặt người đàn ông này vốn rất tức giận, nhưng khi thấy Vương Tử Quân thì chợt sững sờ, vẻ mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười, sau đó liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi nhầm phòng. Vương Tử Quân thấy đối phương nói đi nhầm phòng thì cũng không quan tâm, hắn cũng không nói câu nào mà định đóng cửa lại. Tử Quân, là ai vậy? Âm thanh của Tần Hồng Cẩm từ phía sau truyền đến. Đi nhầm phòng. Vương Tử Quân nói rồi chuẩn bị xoay người lại, nhưng lúc này vẻ mặt của người đàn ông kia chợt biến đổi, hắn tự nhủ. Đúng là phòng này rồi. Người đàn ông này nhanh chóng vung tay cản cánh cửa sắp đóng lại. Sau đó bước vào phòng với gương mặt tràn đầy tức giận. Tần Hồng Cẩm với gương mặt tràn đầy nụ cười, nàng thấy người đàn ông đi vào trong nhà thì vẻ mặt chợt biến đổi, một làn sương bùng ra trên mặt. Ha ha, em gái, Tần Hồng Cẩm, em ở chung với người ta sao? Em không chịu ở nhà, chạy đến đây ở, lại làm mất mặt Tần gia, em nói cho anh xem, em và người này rốt cuộc có quan hệ thế nào? Chương 133, bữa tiệc sinh nhật của thư ký trưởng Vương. Các người rõ ràng ở chung sao? Người đàn ông kia thấy tình cảnh trước mắt thì thật sự nổi giận, hắn dùng ngón tay chỉ vào Tần Hồng Cẩm, vẻ mặt đầy căm phẫn và không cam lòng. Vương Tử Quân thầm suy đoán thân phận của đàn ông, cơ thể cũng đứng chắn giữa Tần Hồng Cẩm và người đàn ông kia. Tần Hồng Cẩm mới vừa rồi còn tỏ ra đầy quẫn bách, bây giờ nàng chợt khôi phục lại bình tĩnh, nàng ngạo nghễ ngẩng đầu rồi dùng giọng lạnh lùng đáp. Đúng vậy. Tần Hồng Cẩm trả lời giống như một cây diêm bùng lên đốt cháy người đàn ông kia một cách toàn diện, vẻ mặt hắn càng thêm khó coi. Tần Hồng Cẩm, cô, mặt mũi Tần gia đã bị cô làm hoen uế, cô. Cô đến đây, hôm nay tôi phải thay mặt cha mẹ dạy bảo cô nên người. Người đàn ông kia lớn tiếng chửi mắng và phóng về phía Tần Hồng Cẩm. Vương Tử Quân thấy người đàn ông kia muốn ra tay đánh người, hắn định tiến lên cho đối phương một trận, thế nhưng vừa nghe thấy đối phương nói là Tần gia. Vì vậy chợt cảm thấy không đúng, bàn chân đang định tung đá đã rút về. Vương Tử Quân tiến lên túm cổ người đàn ông kia, sau đó mở miệng nói. Không có gì là không được, có gì từ từ nói. Tiểu tử mày đúng là quá bố láo, ngủ với em gái của tao, bây giờ còn muốn nói gì nữa, con bà nó đúng là ức hiếp người. Vương Tử Quân mở miệng khuyên cũng chính thức làm cho người đàn ông kia nổi giận, hắn nhanh chóng cho Vương Tử Quân một tát. Vương Tử Quân tuy không muốn đánh người có khả năng là anh vợ của mình, nhưng hắn cũng không thể để mình bị đánh, thế là hắn vung tay đỡ lấy tay của đối phương. Tần Thụ Lâm,
anh không phải thấy tôi theo người khác thì giấc mộng thăng quan phát tài đổ vỡ sao? Vì vậy mà anh không nịnh bợ được trưởng phòng tổ chức, không thành thân thích với người ta, coi như chức vụ phó cục trưởng chó má của anh bị hớ rồi. Tần Hồng Cẩm thấy anh mình và Vương Tử Quân quấn lấy nhau, nàng cũng bất chấp tất cả, dùng giọng chanh chua phát tiết với Tần Thụ Lâm. Tần Thụ Lâm kia giống như bị Tần Hồng Cẩm vạch trần tâm sự, nắm đấm đang chuẩn bị vung về phía Vương Tử Quân trở rũ xuống, hắn thoát ra khỏi Vương Tử Quân, sau đó nhìn Tần Hồng Cẩm, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói. Hồng Cẩm, em cũng biết anh làm như vậy là tốt cho em. Tốt cho em, anh nói ra những lời này cũng không thấy ngại sao. Anh đừng cho rằng tôi không bia gì cả. Anh trăm phương ngàn kế dụ dỗ em, để em gả cho Ngũ Đức Nguyên, không phải vì bố hắn làm trưởng phòng tổ chức huyện nhà chúng ta sao? Anh sau khi gả em cho hắn, anh cũng có thể được bổ nhiệm lên làm phó phòng tài chính sao? Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm lúc này đang khóc sướt mướt, hắn chợt cảm nhận được những uất ức mà nàng gặp phải gần đây, vì thế không tự chủ được phải đến bên cạnh nàng, yêu thương kéo lấy tay nàng. Hồng Cẩm, có gì từ từ nói là được, không cần phải quá kích động. Khi Vương Tử Quân nói thì những tiếng bước chân từ dưới lầu vang lên, chợt nghe thấy có người nói. Chị Tần, đã xác định được chỗ ở của Hồng Cẩm rồi sao? Sao Thụ Lâm còn ở trên đó chưa xuống? Người đàn ông kia vừa lên tiếng vừa đi lên lầu, ánh mắt tìm kiếm Tần Thụ Lâm chợt rơi lên người Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm. Bỏ tay thúi của mày ra. Người đàn ông này lên tiếng, sau đó đi đến trước mặt Vương Tử Quân, bàn tay vung ra, muốn tát Vương Tử Quân. Sau khi tiến vào trong quan trường thì tính cách của Vương Tử Quân thật sự đã tốt đẹp hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, nhưng bí thư Vương sống an nhàn sung sướng đã quen cũng không phải một kẻ có thể vừa thấy mặt đã bị ăn tát. Vương Tử Quân thấy người đến bất thiện thì trong lòng chợt bùng lên cảm giác tức giận, khi bàn tay của người thanh niên kia còn chưa đến mặt hắn, hắn đã vung tay cho đối phương một tát thật mạnh. Tên thanh niên kia là kẻ đã quen thói kiêu ngạo, đừng nói là người ngoài, dù là bố hắn cũng chưa động vào hắn lần nào. Mày dám đánh tao, mày dám đánh tao. Tên thanh niên thở hổn hển nhìn Vương Tử Quân, trong mắt hầu như tóe lửa. Tần Thụ Lâm và người phụ nữ vừa mới đi đến thấy tên thanh niên kia bị đánh thì giận đến mức toàn thân phát run, đặc biệt là Tần Thụ Lâm. Tiểu tử, mày dám đánh tao, tao sẽ cho mày hối hận, tao sẽ cho mày hối hận cả đời. Những tiếng rít gào từ trong miệng tên thanh niên truyền ra ngoài, hắn giống như biến thành một con sư tử phẫn nộ. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên thanh niên, trong lòng cười thầm nghĩ đây cũng là một tên bị quyền thế của bố mình làm cho hư hại, không biết trời cao đất rộng. Ngũ, cậu không sao chứ? Tần Thụ Lâm nhanh chóng đi đến bên cạnh người thanh niên và dùng giọng nịnh hót nói. Con bà nó, không sao mới là lạ, ông bị đánh mà còn bảo không sao à? Con bà nó mày cút đi cho tao. Tên thanh niên chửi ầm lên, sau đó đưa tay đẩy Tần Thụ Lâm, lại cất bước đi về phía Vương Tử Quân, nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Vương Tử Quân thì lại rút chân về. Tiểu tử, chờ đó cho tao. Tên thanh niên nói rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc điện thoại rất lớn. Tần Hồng Cẩm thấy đối phương rút điện thoại ra thì vẻ mặt chợt biến đổi, nàng chuẩn bị mở miệng thì Vương Tử Quân khẽ vỗ tay của nàng rồi nói. Đừng lo, cứ để hắn gọi. Cậu, cháu là Đức Nguyên, cháu bị người ta đánh. Ngũ Đức Nguyên đối mặt với vẻ bình tĩnh của Vương Tử Quân thì càng thêm phẫn nộ, hắn cầm lấy điện thoại và nói lớn vào bên trong. Bên trong không biết nói gì đó. Nhưng khi Ngũ Đức Nguyên đặt điện thoại xuống thì vẻ mặt chợt lộ ra nụ cười. Tiểu tử, ông cho mày biết tay. Ngũ Đức Nguyên nói rồi tùy ý ngồi xuống ghế, hai mắt chớp động, căn bản không thèm nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn cầm lấy chiếc điện thoại bàn màu đỏ của Tần Hồng Cẩm, sau đó tùy ý gọi đi. Đội trưởng Tề, anh mang vài người đến đây cho tôi. Ngũ Đức Nguyên nghe thấy Vương Tử Quân gọi là đội trưởng Tề thì khóe miệng hếch lên, lại cười xì một tiếng khinh miệt. Sau đó rút một điếu thuốc ra châm lửa. Vợ chồng Tần Thụ Lâm lúc này như hai người đứng xa ngàn dặm, bọn họ chỉ có thể nhìn Ngũ Đức Nguyên và Vương Tử Quân đấu với nhau, căn bản xấu hổ đứng ngoài nhìn mà thôi. Như vậy có được không? Người khác không biết đội trưởng Tề là ai, Tần Hồng Cẩm lại biết rõ, thế cho nên dùng giọng lo lắng hỏi. Đừng lo, có anh ở đây rồi. Vương Tử Quân vỗ bàn tay của Tần Hồng Cẩm, sau đó khẽ nói. Đúng lúc này có 4-5 người đàn ông cường tráng mặc đồng phục chạy đến, bọn họ cúi chào Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm. Chào Giám đốc Vương, Giám đốc Tần. Ngũ Đức Nguyên vốn lắp bắp sợ hãi, nhưng khi nhìn rõ đồng phục của đối phương thì cười lên ha hả.
còn tưởng mày giỏi lắm, thì ra chỉ là một đám bảo vệ, ha ha ha. Ngũ Đức Nguyên chỉ vào Vương Tử Quân rồi cười lên ha hả. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến tiếng cười nhạo của Ngũ Đức Nguyên, hắn chỉ khẽ nói với viên đội trưởng bảo vệ. Đuổi ba người này ra ngoài. Tiểu tử, chỉ bằng vào đám bảo vệ mà muốn đuổi đại gia đi sao? Tao cho mày biết, mày không thoát được đâu, chuyện này tao sẽ không để yên. Ngũ Đức Nguyên không đợi Vương Tử Quân nói hết lời mà cười lên ha hả như rất ngứa ngáy. Đám bảo vệ của siêu thị quân thành đều là thanh niên hơn 20, ai cũng là kẻ nóng tính, bọn họ không thích nhất là bị người ta khiêu khích, bây giờ thấy Ngũ Đức Nguyên nói như vậy thì nhanh chóng trở nên hung hăng. Giám đốc Vương, điều này. Nếu so sánh với đám đội viên thì đội trưởng Tề trưởng thành hơn nhiều, lão dùng giọng chú ý xin chỉ trị Vương Tử Quân. Rác rưởi không đi, chẳng lẽ các anh không biết đuổi đi sao? Vương Tử Quân lên tiếng, sau đó nghiêng đầu đi chỗ khác dùng giọng không quan tâm nói. Vẻ mặt đội trưởng Tề chợt biến đổi, nhưng hắn cũng nhanh chóng làm ra lựa chọn. Chức phụ đội trưởng bảo vệ ở siêu thị quân thành không những phù hợp, còn kiếm nhiều tiền, dù thế nào thì hắn cũng không thể vứt bỏ, thế cho nên hắn hét lớn. Các anh em, đuổi đám vô lại này ra ngoài. Sau khi nghe xong lời phân phó của đội trưởng Tề, đám bảo vệ tất nhiên sẽ phóng lên ra tay. Ngũ Đức Nguyên căn bản không kịp vùng vẫy đã bị đám nhân viên bảo vệ ném ra ngoài. Cháu nội, nhớ cho kỹ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ông sẽ tính sổ với mày. Khi Ngũ Đức Nguyên bị ném ra khỏi cửa thì hét lên với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nở nụ cười khinh thường, sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua vợ chồng Tần Thụ Lâm. Vừa rồi Tần Thụ Lâm thấy Ngũ Đức Nguyên bị người ta ném ra ngoài, trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác khó chịu, không khỏi cảm thấy sợ hãi, hắn há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nên lời. Hồng Cẩm, em muốn làm gì? Em không ở trong huyện cũng phải nghĩ cho anh trai chứ. Anh ấy còn phải lăn lộn trong huyện, nếu như em đắc tội với Ngũ Đức Nguyên, em cho rằng sau này anh mình sẽ có thể phát triển tốt sao? Chị dâu của Tần Hồng Cẩm chợt mở miệng nói. Nếu so ra thì nàng còn mạnh mẽ hơn cả chồng, khi thấy chồng mình không mở miệng thì nàng lớn tiếng quát tháo. Tần Hồng Cẩm cắn môi, nàng không nói gì, đúng lúc này đầu bậc cầu thang chợt hỗn loạn, có người hô hào. Đám bảo vệ này, không biết lo công tác của mình, dám đánh người, biết pháp luật mà phạm pháp, tội càng thêm nặng. Hôm nay các người đừng hòng chạy đi đâu, tất cả theo tôi đi về đồn. Nghe thấy tiếng quát tháo như vậy thì chị dâu của Tần Hồng Cẩm chợt ý thức được người của cậu Ngũ Đức Nguyên đã đến, thế cho nên càng tỏ ra vui vẻ. Tôi vốn cũng không muốn nói với cô, nhưng vì bộ mặt của Tần gia, không thể không để cô phá hoại như vậy. Cô nhìn xem bây giờ mình có bộ dạng gì, không muốn làm một cô gái tốt, lại đi ở chung với người ta. Vương Tử Quân nhìn thấy trong cặp mắt đẹp của Tần Hồng Cẩm có ngấn lệ, hắn chợt có ý nghĩ muốn cho đối phương một tát. Từ khi trọng sinh, không phải vì có liên quan đến sinh lý hay không, hắn luôn cảm thấy nên dùng vũ lực để giải quyết đám người thích gây rối và càn quấy như thế này. Nhưng khi hắn định ra tay thì vài tên cảnh sát đã đẩy nhóm bảo vệ của siêu thị lên lầu. Ngũ Đức Nguyên đứng chính giữa đám cảnh sát, vẻ mặt đắc ý, bộ dạng rõ ràng là khinh thường đám bảo vệ, vì người mình gọi đến là công an. Đội trưởng Đoàn, tôi muốn tố cáo hắn ta đánh người gây thương tích, hắn đánh tôi, bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Ngũ Đức Nguyên nói rồi chỉ về phía Vương Tử Quân. Lúc này đội trưởng Đoạn rõ ràng cũng đang tận tình nịnh bợ Ngũ Đức Nguyên, nghe được lời của Ngũ Đức Nguyên thì hắn nhanh chóng vung tay lên nói. Giữa ban ngày ban mặt mà dám ra tay đánh người, mọi người tiến lên bắt hế lại cho tôi. Đội trưởng Đoạn còn chưa kịp hạ tay xuống, cánh tay vẫn dừng lại ở giữa không trung, hắn nhìn Vương Tử Quân đang đứng đó cười nhạt, miệng há hốc như đang ngậm một quả trứng gà. Vài tên cảnh sát thuộc hạ thấy đội trưởng đã ra lệnh thì nhanh chóng tiến lên trước mặt đám người Vương Tử Quân, nhưng đúng lúc đội trưởng Đoạn hét lên. Ai cho các anh ra tay? Còn không mau cút đi cho tôi. Đội trưởng Đoạn vừa nói vừa cung kính đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng cực kỳ chú ý nói. Chào ngài. Vương Tử Quân lúc này cũng nhận ra đối phương là ai, thầm nghĩ Giang thị này đúng là quá nhỏ, thế là chỉ gật đầu mà không nói gì. Đoạn Hy Tùng thấy gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân thì trong lòng có chút bất an, sự việc vài ngày trước hắn biết rất rõ, hai anh em bọn họ muốn vụ oan cho người này để kiếm chút tiền thuốc men, không ngờ địa vị của đối phương quá cao. Tuy đối phương cho tiền thuốc men nhưng hai anh em Đoạn Hy Tùng giống như sống trong nước sôi lửa bỏng, đặc biệt là Đoạn Hy Tùng, những ngày nay liên tục phải làm kiểm điểm, bị phạt. Tuy trước đó đã có tin sắp tiến lên nhưng sau sự việc kia thì không còn cơ hội,
Tuy bây giờ vẫn được gọi là đội trưởng, thế nhưng chỉ là người ta thấy đáng thương nên cho chút hương thơm mà thôi, thật sự vẫn chỉ là cấp phó. Lúc này phó cục trưởng phân cục đã hạ lệnh, Đoạn Hy Tùng cần phải có biểu hiện thật tốt, phải tranh thủ tự nhận lỗi, cũng không ngờ bây giờ lại gặp mặt Vương Tử Quân. Chẳng lẽ Đoạn Hy Tùng hắn thật sự gặp phải một ngôi sao bất hạnh? Sao cứ phải gặp người này? Hắn thầm ảo não không thôi, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vui mừng nhìn Vương Tử Quân đứng cách đó không xa. Đội trưởng Đoạn, anh là đội trưởng sao? Vương Tử Quân dùng ánh mắt như cười như không nhìn Đoạn Hy Tùng rồi dùng giọng hời hợt nói. Trái tim Đoạn Hy Tùng chợt run lên, hắn nói. Chỉ là phó đội trưởng mà thôi, là một chức vụ treo, hì hì. À, có người tố cáo tôi, anh phải chấp pháp công bằng đấy. Vương Tử Quân nói rồi chậm rãi ngồi xuống. Đoạn Hy Tùng lúc này đổ đầy mồ hôi, nhưng hắn biết rõ địa vị của đối phương quá lớn. Ngũ Đức Nguyên dù là thân thích của cục trưởng phó của phân cục, nhưng sau lưng tên kia lại là Trương Tùng Niên. Bây giờ Trương Tùng Niên không phải chỉ là phó cục trưởng cục công an tỉnh. Quan trọng là sau khi Triệu Lương Thu bị bắt, Trương Tùng Niên đã bắt đầu chủ trì công tác. Đội trưởng Đoạn, tôi đã điện thoại cho cậu, nói anh làm gì? Ngũ Đức Nguyên thấy Đoạn Hy Tùng vừa thấy Vương Tử Quân thì co vòi, thế là lửa giận trong lòng càng bùng lên, cũng bất chấp tất cả mà hét lên với Đoạn Hy Tùng. Nếu là trước kia thì Đoạn Hy Tùng sẽ sợ đến mức toàn thân bủn rủn, nhưng bây giờ có Vương Tử Quân, hắn không sợ. Tiểu Ngũ, chỉ là chút tranh chấp, cậu xin lỗi một tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi là được. Ngũ Đức Nguyên thật sự không tin vào tai mình, chị dâu của Tần Hồng Cẩm ở bên kia đang chuẩn bị giúp Ngũ Đức Nguyên thu thập Vương Tử Quân cũng bị một câu kia làm cho nghẹn họng. Ngũ Đức Nguyên tìm người đến giúp, không ngờ đối phương lại còn ép Ngũ Đức Nguyên xin lỗi, điều này thật sự là... Tốt, tốt, tốt. Gương mặt Ngũ Đức Nguyên chợt đỏ bừng, hắn lấy điện thoại ra, hắn gọi đi, khi đối phương nhấc máy thì nhanh chóng tố cáo vài câu, sau đó cười nói với Đoạn Hy Tùng. Đội trưởng Đoạn, là điện thoại của cậu tôi. Đoạn Hy Tùng không dám không tiếp điện thoại của cục trưởng phân cục, nhưng hắn lại đi ra ngoài cửa, cũng không biết nói thứ gì mà một lát sau lại đi vào với vẻ mặt tươi cười như hoa. Giám đốc Vương, cục trưởng chúng tôi nói anh đại nhân xin tha cho kẻ tiểu nhân, con cháu không biết chuyện. Chút nữa anh ấy sẽ sang xin lỗi anh. Ngũ Đức Nguyên thật sự không ngờ, ngay cả vợ chồng Tần Thụ Lâm cũng không ngờ, thậm chí đám cảnh sát tiến đến cũng không ngờ. Cục trưởng phó đến xin lỗi. Như vậy là thế nào? Phải biết rằng gần đây cục trưởng phó rất có danh tiếng, rất kiên cường, không nể mặt ai. Ngũ Đức Nguyên cũng bình tĩnh trở lại, hắn tuy có chút bừa bãi nhưng cũng biết quy củ, người có thể làm cho cậu hắn đến tận nơi xin lỗi, như vậy nhất định phải mạnh hơn cậu mình rất nhiều. Mình vì một con đàn bà mà động vào một người NS vậy, sau này về nhà cha còn tha cho mình sao? Ngũ Đức Nguyên chợt có ý nghĩ như vậy, hắn định mở miệng, Vương Tử Quân bên kia đã khua tay nói. Thôi bỏ, các người đi đi. Đoạn Hy Tùng nghe được lời của Vương Tử Quân thì thở dài một hơi, lại gật đầu như gà mổ thóc, sau đó hắn kéo Ngũ Đức Nguyên đi ra ngoài. Đội trưởng Tề và đám bảo vệ thấy tình huống như vậy thì hết ngực lên, trong lòng có chút thoải mái nói không nên lời. Đội trưởng Tề, các anh cũng về đi, đúng rồi mỗi người xuống phòng tài vụ nhận 100 đồng, xem như tiền thưởng. 100 đồng là nửa tháng lương, giám đốc Phương này không những địa vị cao, còn ra tay hào phóng không giống bình thường. Khi đội trưởng Tề cảm tạ đi ra ngoài, trong phòng khôi phục lại bình tĩnh, Tần Hồng Cẩm ôm lấy Vương Tử Quân, nàng rất hưởng thụ cảm giác được che nắng che mưa. Tần Thụ Lâm không biết nói gì cho phải, hắn nhìn em gái của mình, lại nhìn Vương Tử Quân. Đang định xoay người bỏ đi thì vợ hắn đã kéo giật lại, sau đó nàng khẽ hỏi. Cậu thanh niên, cậu tên gì? Hừ, người phụ nữ này có bộ mặt như trời tháng 6, trở mặt rất nhanh, mới vừa rồi còn chửi bới nước miếng văng tung tóe, bây giờ chỉ sau nháy mắt đã biến thành cậu em. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không quan tâm đến những người phụ nữ như vậy, nhưng dù thế nào thì nàng ta cũng là chị dâu của Tần Hồng Cẩm. Vương, chị dâu của Tần Hồng Cẩm thấy Vương Tử Quân trả lời. Sau đó nhanh chóng bắt chuyện. Nàng mở miệng hỏi những vấn đề không đâu ra đâu, nhưng Vương Tử Quân vẫn chỉ mỉm cười trả lời, giống như không quan tâm gì đến người phụ nữ ngang ngược này vậy. Tần Hồng Cẩm biết rõ Vương Tử Quân, tuy nàng chán ghét chị dâu của mình nhưng máu mủ tình thân cũng không thể nào xóa đi được, nơi đây dù thế nào cũng có anh ruột của nàng, dù sao thì đó cũng là vợ của anh mình. Tần Hồng Cẩm thấy Vương Tử Quân mỉm cười nói chuyện với chị dâu của mình, trong lòng nàng chợt bùng lên cảm giác ngọt ngào. Từ tận đáy lòng nàng cảm thấy quý trọng tình cảm của mình. Tuy nàng cũng chưa nói rõ ràng với Vương Tử Quân, thế
thế nhưng cử động của nàng lại không bỏ sót, nàng ỉ ôi trong lòng hắn, thật sự là êm dịu như nước. Chị dâu của Tần Hồng Cẩm tên là Phiền Hạnh Hoa, cái tên này chỉ kém một chữ so với một nữ anh hùng vào thời cổ đại, thế nhưng chỉ kém một chữ mà nhân phẩm lại kém quá xa. Phiền Hạnh Hoa là một người phụ nữ khôn khéo, nàng đã sớm thấy được uy thế của Vương Tử Quân trong tình huống vừa rồi, thế là một mưu đồ muốn tìm cho chồng mình một cấp bậc phó khoa từ trên người Vương Tử Quân chợt bùng ra trong lòng. Khi Phiền Hạnh Hoa có ý nghĩ này thì nhanh chóng nói câu được câu không lôi kéo làm quen với Vương Tử Quân, đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Nàng nhìn thấy Vương Tử Quân muốn đi ra mở cửa, thế là nhanh chóng mở miệng răn dạy chồng mình. Anh còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi ra mở cửa. Tần Thụ Lâm vốn rất sợ vợ, lúc này nghe vợ gọi chính mình, nào dám chậm trễ. Hắn vội vàng chạy ra mở cửa. Khi cửa mở ra thì một người cảnh sát trung niên tiến vào, sau lưng người này chính là Ngũ Đức Nguyên và Đoạn Hy Tùng. Người cảnh sát trung niên thấy Tần Thụ Lâm ra mở cửa hì duỗi hai tay dùng giọng nhiệt tình nói. Anh là giám đốc Phương sao? Tôi là... Tần Thụ Lâm lúc này rất xấu hổ, nhưng đã có người giải vây cho hắn. Ngũ Đức Nguyên hừ một tiếng rồi nói. Cậu, đây là Tần Thụ Lâm. Viên cảnh sát trung niên kia xấu hổ buông tay của Tần Thụ Lâm ra, sau đó nhìn về phía gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân ở phía bên kia. Giám đốc Vương, đây chính là cục trưởng Phó Bằng Vân của phân cục chúng tôi. Đoạn Hy Tùng thấy cục trưởng xấu hổ thì nhanh chóng tiến lên xuất thủ tương trợ. Vương Tử Quân nhìn Phó Bằng Vân, sau đó lại nhìn Ngũ Đức Nguyên, hắn cười ha hả nói. Cục trưởng Phó. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay có thể gặp mặt anh, tôi thật sự rất vui. Vương Tử Quân nói rồi vươn tay ra. Tuy không biết rõ thân phận của Vương Tử Quân, nhưng nghĩ đến tình huống người này có thể gọi đi một cuộc điện thoại làm cho Trương Tùng Niên đến đưa tiền, Phó Bằng Vân chợt cảm thấy mình rất có thể diện. Chào Giám đốc Vương, sự việc hôm nay là cháu của tôi không hiểu chuyện, kính xin Giám đốc Vương không so đo với trẻ con như nó. Phó Bằng Vân vừa bắt tay Vương Tử Quân vừa dùng giọng chân thành xin lỗi. À, cũng không có gì, nói ra thì tôi cũng không đúng, đã làm cho Tiểu Ngũ chịu chút uất ức. Cục trưởng Phó, việc này tôi cũng nói lời xin lỗi, thế này đi, lần này cục trưởng đến Giang thì tôi sẽ bao hết, nếu cục trưởng Phó cứ giành lấy thì xem thường tôi rồi. Khi Phó Bằng Vân đến thì đã sớm chuẩn bị đón nhận những lời khó nghe, nhưng không ngờ người thanh niên này lại nói ra những lời hay ho như vậy. Thế là không khỏi tỏ ra lau mắt mà nhìn, đồng thời càng có thêm vài phần hảo cảm, có ý nghĩ muốn kết giao. Sau khi hai người ngồi xuống thì trò chuyện vui vẻ một lúc, Ngũ Đức Nguyên đứng sau lưng Phó Bằng Vân, hắn nhìn cậu mình nói chuyện với Vương Tử Quân mà trong lòng sinh ra cảm giác ảm đạm, rõ ràng mình và người ta cách biệt quá xa. Xin hỏi Giám đốc Vương đang công tác ở chỗ nào? Phó Bằng Vân tuy nãy giờ gọi Vương Tử Quân là Giám đốc Vương, thế nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc đối phương là Giám đốc gì. Tôi là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, chỉ là một địa phương nhỏ. Vương Tử Quân tùy ý trả lời. Nhưng một câu nói của Vương Tử Quân lại làm cho Phó Bằng Vân thật sự kinh ngạc. Một bí thư đảng ủy xã, ít nhất đối phương cũng là chấp chính khoa. Mình ở trong thể chế nhiều năm cũng chỉ là cấp phó huyện mà thôi, nhưng đây là cấp phó huyện không xứng. Bí thư Vương thật sự là tuổi trẻ tài cao, tương lai như gấm như hoa. Phó Bằng Vân nói, tư thái lại hạ thấp thêm vài phần. Hai người bàn luận thêm vài câu, Phó Bằng Vân để lại số điện thoại của mình rồi chuẩn bị rút lui, đúng lúc Vương Tử Quân kéo tay Phó Bằng Vân nói. Cục trưởng Phó, chúng ta mới quen đã thân, nói thế nào thì tôi cũng phải mời ngài dùng một bữa cơm, nhưng hôm nay thật sự không khéo là vào đúng sinh nhật bố tôi, thật sự không thoát thân được, sau này nếu có cơ hội thì mong cục trưởng Phó đừng chối từ. Nào có, thật ra cũng là tôi mời khách mới đúng, nếu trong nhà cậu có việc, chúng ta xin hẹn lần sau. Phó Bằng Vân thấy Vương Tử Quân khách khí như vậy, chính hắn cũng tỏ ra cực kỳ khách khí. Lúc này Tần Hồng Cẩm cầm đến hai tờ giấy rất đẹp đặt trong lòng bàn tay của Vương Tử Quân, bên trong có ghi con số 1.000 đồng. Anh Phó, đây là siêu thị mà tôi và Hồng Cẩm cùng mở, nếu anh có rảnh thì cùng chị dâu đến quan tâm một chút. Vương Tử Quân vừa nói vừa đưa trang giấy vào trong tay Phó Bằng Vân. Đối với loại phương án dùng hiện vật thay thế tiền như thế này, Phó Bằng Vân tất nhiên sẽ không nhận không được. Nhưng vừa nghe nói đó là siêu thị mà Vương Tử Quân mở ra, Phó Bằng Vân chợt có hơi ngây người. Đoạn Hy Tùng không hiểu rõ nhưng cũng biết rõ về Tống Thiết Cương hoành hành nhiều năm ở Giang Thị, cũng biết rõ chỗ dựa sau lưng của người này, đó là Cục trưởng Cục Công an thành phố Triệu Lương Thu. Tên kia vì chọc vào siêu thị quân thành mà bị người ta đánh ngã,
bây giờ Tống Thiết Cương đã bị xử bắn, Triệu Lương Thu cũng đã bị mất chức cục trưởng cục công an thành phố, tất cả nguyên nhân đều là do Siêu Thị Quân Thành. Vì bảo trụ vị trí của mình, vị cục trưởng phó này cực kỳ xem trọng Siêu Thị Quân Thành. Vừa rồi hắn còn thấy Vương Tử Quân cao hơn mình một chút, bây giờ hắn chợt phát hiện đối phương chính là một ngọn núi lớn đứng trước mặt mình. Thế cho nên lúc này Phó Bằng Vân nhanh chóng mở miệng từ chối. Bí thư Vương, anh yên tâm đi, sau này có việc gì cứ phân phó một tiếng, dù thế nào thì tôi cũng sẽ đảm bảo Siêu Thị Quân Thành được bình an. Bộp! Vương Tử Quân chợt khẽ vỗ đầu mình, hắn nói. Anh Phó nếu không nói thì tôi cũng thật sự quên mất, anh của Hồng Cẩm là thủ hạ của bố Tiểu Ngũ, anh nói dùm cho một lời, thời điểm thích hợp thì quan tâm một chút, anh ấy đã hơn 30 mà còn chưa là phó khoa, đúng là mất mặt. Đây là chuyện nhỏ, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Phó Bằng Vân dùng giọng khách nói, lúc này mới bỏ đi. Vợ chồng Tần Thụ Lâm thật sự đứng ngây người, bọn họ không tin những gì mình vừa được nghe là sự thật, nhưng những lời nói có lực vừa rồi lại thật sự đánh sâu vào màng nhĩ của nàng, tất cả đều là sự thật. Chức vụ phó khoa làm cho bọn họ phấn đấu nhiều năm chưa được, bây giờ chỉ cần đối phương nói vài ba câu đã giải quyết ổn thỏa. Sau khi Phó Bằng Vân cáo từ thì hai vợ chồng Tần Thụ Lâm cũng thức thời cáo từ, nhưng thật sự là cảm tạ không thôi, hận không thể coi Tần Hồng Cẩm và Vương Tử Quân là bầu trời của mình, điều này cũng làm cho hai mắt Tần Hồng Cẩm chợt lóe sáng. Sau khi tiến chân hai vợ chồng Tần Thụ Lâm thì Vương Tử Quân thở dài một hơi, ngay sau đó là một thân hình mềm mại lao vào lòng hắn, làn môi nóng hổi áp lên, hai người hôn lấy nhau cuồng nhiệt. Tần Hồng Cẩm biết rõ, người yêu của mình nếu không vì mình, căn bản sẽ không cần kết giao với Phó Bằng Vân, cũng không phải vì anh mình mà mở miệng yêu cầu một vị trí cấp phó khoa. Dưới sự nhiệt tình của Tần Hồng Cẩm, Vương Tử Quân cũng nhiệt tình đáp trả, thế nhưng khoảnh khắc lửa nóng bùng lên não, hắn chợt mở miệng. Hồng Cẩm, em hôm qua mới, cần nghỉ ngơi cái đã. Không, bây giờ em muốn anh ôm em. Tần Hồng Cẩm nói rồi dùng sức đẩy Vương Tử Quân, cũng không biết hai bên đã lùi đến bên giường từ khi nào. Vương Tử Quân không để phòng bị nàng đẩy ngã xuống giường. Khi thân thể mềm mại của Tần Hồng Cẩm áp lên, hai người nghênh đón lẫn nhau, cơ thể bùng lên dục vọng như hoa cỏ mùa xuân, bừng bừng sức sống, cực kỳ đẹp đẽ. Vương Tử Quân tung hoành ngang dọc, trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ, lần này là chính mình bị đẩy ngã sao? Tần Hồng Cẩm cuối cùng cũng không cùng Vương Tử Quân về nhà tham gia tiệc sinh nhật, sau khi hai bên lăn qua lăn lại một lúc lâu thì mới rời khỏi giường. Cuối cùng hắn mới ôm siết lấy Tần Hồng Cẩm và dùng giọng nỉ non nói. Tốt, tốt. Trước kia đến sinh nhật của Vương Quang Vinh thì chỉ là cả nhà tụ tập lại dùng một bữa cơm là xong, nhưng lần này thì khác, có lời phân phó của ông nội, giữa trưa cả nhà sang nhà ông dùng cơm. Ông cụ có lệnh thì không ai dám vi phạm, vì vậy dù là Vương Tử Quân có việc gì cũng phải nhanh chóng chạy về phụ việc. Nếu dựa theo tình huống của Vương gia vào lúc này thì hoàn toàn không cần tự tay làm những việc như vậy. Nhưng ông cụ có điều cố kỵ, tiệc phải do chính người nhà làm. Vì thế nhiều năm qua, hễ là những trường hợp cả nhà tụ hội, dù là mẹ hay nhị thẩm có tình nguyện hay không, bọn họ đều phải tự tay xuống bếp. Khi Vương Tử Quân chạy đến biệt thự của ông nội thì đã có hơi muộn, không những các chú các cô đã đến, hơn nữa Vương Giải Phóng là người bận rộn nhất cũng đang nhàn nhã uống trà với ông cụ. Ông cụ tuy tóc bạc trắng nhưng lại rất có tinh thần, lão khẽ ngồi trên ghế thái sư, bình thản uống trà. Thuận Tân, nhà máy của con có vấn đề gì sao? Ông cụ gần đây có thái độ rất tốt với Tô Thuận Tân, thường hay mở miệng trò chuyện, giọng điệu cũng dịu dàng như với anh em Vương Quang Vinh. Bố, sản phẩm quá nhiều không bán được, vấn đề tiền lương của công nhân có chút khó khăn. Tô Thuận Tân chau mày rồi đặt ly trà xuống thở dài nói. Ông cụ trầm ngâm một lúc, sau đó không mở miệng. Vì ông cụ không mở miệng nên cũng không ai dám mở miệng, bầu không khí có chút ngưng trọng. Đúng lúc Vương Tử Quân đi vào, ông cụ thấy Vương Tử Quân đến muộn nhưng vẫn nở nụ cười. Bí thư Vương, hôm nay cậu đến chậm, nghe mẹ cậu nói, hôm qua cậu không về nhà ngủ. Ông cụ rõ ràng đang nói đùa nhưng vẻ mặt Vương Tử Quân lại có hơi đỏ, giống như tình huống ngày hôm qua bị bắt gặp tại trận vậy, dù biết tất cả chỉ là mình có tật giật mình, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng khó khăn. Hi hi, ông nội, cháu chỉ là đi gặp mặt vài vị bạn học và uống quá chén mà thôi. Vương Tử Quân gãi gãi đầu rồi quay sang chuyện khác. Dượng, mọi người vừa nói chuyện gì đấy? Tô Thuận Tân rất có hảo cảm với Vương Tử Quân, hắn cười nói. Đang bàn về nhà máy của chúng tôi, bây giờ sản phẩm của nhà máy quá khó bán. Quốc gia cải cách thể chế kinh tế,
Tuy là nhà máy lớn nhưng nếu không thay đổi theo chiều hướng kinh tế, sau này sợ rằng sẽ càng lúc càng khó khăn, đến cuối cùng chỉ có thể rơi vào tình huống phá sản. Vương Tử Quân khẽ ngồi xuống bên cạnh Tô Thuận Tân, sau đó thuận miệng nói. Phá sản, hai chữ này vừa ra khỏi miệng Vương Tử Quân, không những Vương Giải Phóng và Tô Thuận Tân phải đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, ngay cả ông cụ cũng phải nhìn chằm chằm vào hắn. Sao lại nói như vậy? Ông cụ đặt ly trà xuống rồi dùng giọng tức giận nói. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ kinh nghiệm của ông cụ, hắn biết rõ ông cụ từng công tác ở xí nghiệp kia, có cảm tình với nó. Nhưng dựa theo ký ức của hắn, nhà máy sản xuất xe hơi nổi tiếng này sẽ dần xuống dốc, mà dượng Tô Thuận Tân của mình chính là giám đốc cuối cùng của nhà máy này. Ông nội, đây cũng không phải cháu nói bậy, ông cũng đừng để trong lòng. Không ngờ mình nói vậy lại chọc giận ông, Vương Tử Quân vội vàng chữa lời. Không được, cháu phải nói rõ ràng. Tử Quân, đừng tưởng rằng làm bí thư đảng ủy xã là có thể nói gì cũng được, ông nói cho cháu biết, ông đã từng nếm trải nhiều thứ trên trường đời lắm rồi. Ông cụ cũng không dễ gạt như vậy, thế là lên tiếng trầm giọng nói. Vương Tử Quân đối mặt với uy áp của ông cụ, thật sự rơi vào đường cùng, chỉ có thể trầm giọng nói. Ông nội, bây giờ cải cách thể chế kinh tế, chiếc gậy chỉ huy kinh tế đã chuyển sang tay thị trường, nhà máy của Dưỡng thiết bị cũ kỹ, công nghệ không theo kịp thời đại, hơn nữa quản lý cực kỳ lạc hậu, khó thể sinh tồn vào thời buổi cạnh tranh hiện tại. Vương Tử Quân nói làm cho Tô Thuận Tân phải cúi đầu, không phải là Vương Tử Quân nói đúng, mà thật sự là nói quá đúng. Tuy Tô Thuận Tân biết rõ những tồn tại của công ty, thế nhưng muốn sửa thì động vào như gặp phải nhím, khó thể ra tay. Tử Quân, cháu có ý kiến gì không? Tô Thuận Tân dùng giọng không thể chờ đợi được để hỏi Vương Tử Quân. Cải cách, bảo thủ chỉ có thể chờ chết, chỉ có cải cách mới có đường sống. Các người không những cải cách kỹ thuật, còn phải cải cách thể chế quản lý, chỉ có quyết tâm đau một lần để thực hiện cải cách mới có cơ hội tiếp tục phát triển, mới tìm được đường sống. Vương Tử Quân khá chú ý với cải cách kinh tế vào kiếp trước, vì vậy khi Tô Thuận Tân hỏi thì hắn cũng nhanh chóng nói ra những gì mà báo chí kiếp trước thường đăng tải. Cải cách kỹ thuật. Nhưng bây giờ công ty còn không phát được lương, sao có thể cải cách kỹ thuật? Tô Thuận Tân lắc đầu thở dài nói. Mọi người có thể hợp tác, cháu nghe nói bây giờ có nhiều công ty nước ngoài muốn vào thị trường trong nước, bọn họ có kỹ thuật, các dưỡng có con người, nếu như hợp tác thì mới có cơ hội sống sót. Vương Tử Quân thuận miệng nói. Nói cho cùng thì, bí thư Tiểu Vương, không thể tưởng được cậu có ý nghĩ này, xem như cho cậu làm bí thư đảng ủy xã cũng có chút uất ức. Âm thanh vang dội xuất hiện sau lưng Vương Tử Quân, Lâm Trạch Viễn đi đến với nụ cười tươi rói, Vương Quang Vinh đi sau lưng Lâm Trạch Viễn, trên mặt cũng treo nụ cười. Khắp mọi người của Vương gia không ngờ bí thư Lâm Trạch Viễn cũng sẽ đến, ngoài Vương lão thì ai cũng đứng lên. Lâm Trạch Viễn khoát tay với nhóm người Vương Giải Phóng, sau đó duỗi hai tay với Vương lão. Vương lão, cháu là khách không mời mà đến, lãnh đạo cũng nên thưởng cho cháu một miếng cơm. Bí thư Lâm, anh quá khách khí rồi, mời ngồi. Vương lão không hổ danh là người từ vị trí cao vời lui xuống, dù đối mặt với ai cũng là bất động như núi. Tiểu Vương, cậu vừa rồi còn nói chưa rõ ràng, cậu nói lại một cách tỉ mỉ xem, để chúng tôi có thể tìm được vài ý hay. Lâm Trạch Viễn ngồi xuống và nói ngay. Đúng lúc này một âm thanh từ nhà bếp vang lên. Tử Quân, mau xuống đưa thức ăn lên. Vương Tử Quân đang suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Lúc này nghe thấy như vậy thì giống như quên đi tất cả, hắn xoa xoa hai bàn tay, sau đó cười cười với bốn phía. Nhưng hắn còn chưa mở miệng thì Lâm Trạch Viễn đã nói. Cậu không cần xuống bưng thức ăn, tôi đã sớm chuẩn bị nhân viên phục vụ, không, là nó. Lâm Trạch Viễn nói, lúc này Lâm Dĩnh Nhi đang vui vẻ đi vào nhà. Lâm Dĩnh Nhi vừa vào đã nhìn thấy nhiều ánh mắt hướng về phía mình, thế là gương mặt không khỏi ửng hồng. Nhưng khi nàng thấy gương mặt đầy nụ cười xấu xa của Vương Tử Quân, nàng chợt lớn tiếng nói. Vương Tử Quân, anh thiếu nợ tôi còn chưa trả. Thực tế Lâm Dĩnh Nhi cũng thật sự làm cho Vương Tử Quân hàm oan, hắn căn bản không cười mỉa mai nàng. Nhưng vì Lâm Dĩnh Nhi nói như vậy mà ánh mắt mọi người chuyển sang Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân thấy Vương Lão và Lâm Trạch Viễn nhìn mình, hắn gãi gãi đầu nói. Lúc cháu về nhà có mượn tiền của cô ấy bắt taxi. Khi mọi người nở nụ cười đầy thiện ý thì Lâm Dĩnh Nhi chạy xuống bưng thức ăn, nhưng lúc này Vương Tử Quân lại khổ sở, ai cũng nhìn về phía hắn, thế là hắn đành vắt óc nhớ lại những gì được đọc vào kiếp trước để nói ra cho mọi người. Lúc đầu Vương Tử Quân lên tiếng thì mọi người còn bình thản lắng nghe,
nhưng sau đó dù là Lâm Trạch Viễn cũng có lúc nhíu mày, thỉnh thoảng lại gõ xuống bàn. Món ăn đầu tiên được đưa lên, Vương Tử Quân vừa vặn nói xong, mà Lâm Trạch Viễn cũng tỉnh táo lại. Hắn trịnh trọng nhìn vào hai mắt Vương Tử Quân, cuối cùng mới cảm khái nói. Bí thư Vương, không thể không thừa nhận trí tưởng tượng của cậu còn vượt xa tôi. Vương Tử Quân thật sự không thể nào trả lời được, hắn chỉ có thể cười khổ, tôi sao có thể sánh với ngài. Dù sao tôi nói ra những lời này cũng có vài phần được phát ra từ đảng ủy chính quyền tỉnh Chiết Giang. Chương 134, chặn xe khiêu khích. Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, hôm nay thật sự rất phong phú, đó là ông cụ cố ý sắp xếp, tuy cấp quan của ông cụ trước kia tuy lớn nhưng tính tình vẫn không thay đổi, lúc nào cũng không quên những năm tháng khó khăn xưa kia. Cũng may con cháu Vương gia cũng coi như ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đã quen gian khổ mộc mạc, hơn nữa được ông cụ tập mãi cũng thành quen, mỗi lần có tiệc trong nhà đều phải tự làm, cũng không lãng phí. Sau khi Vương Tử Quân bàn luận một lúc thì lại khôi phục lại bộ dạng trước kia, cực kỳ an phận, sau đó nhanh chóng dùng bữa. Vì có Lâm Trạch Viễn tham gia nên bữa cơm lần này kéo dài hơn một giờ, sau khi cơm nước no nê thì Lâm Trạch Viễn khách khí cáo từ Vương Lão, dẫn Lâm Dĩnh Nhi cáo từ mà đi. Vì có Lâm Trạch Viễn đến nên Lâm Dĩnh Nhi không thể nào đề cập đến chuyện Vương Tử Quân thiếu tiền, tránh trường hợp bố lại trừng mắt với Vương Tử Quân. Bây giờ tình thế trong cục thật sự càng ngày càng khó nắm chắc. Vương Giải Phóng bưng chén trà lên, sau đó khẽ làm một ngụm, lại dùng giọng cảm thán nói. Lúc này ngồi trong nhà uống trà đều là người Vương gia, vì vậy Vương Giải Phóng mới nói ra lời cảm khái như thế, nếu Lâm Trạch Viễn chưa đi, sợ rằng lão cũng không dám nói như vậy. Vương Giải Phóng vì sao phải cảm khái? Vương Tử Quân biết rất rõ, vì tình huống trước mắt Lâm Trạch Viễn dần nắm thế chủ động, Vương Giải Phóng bị kẹp giữa chủ tịch tỉnh và anh của mình, thế nên càng khó làm. Vẻ mặt Vương Lão vẫn rất lạnh nhạt, giống như không nghe được lời của Vương Giải Phóng, mà Vương Quang Vinh mấp máy môi nhưng cũng không nói ra khỏi miệng. Tô Thuận Tân ngay cả chuyện của mình còn chưa giải quyết xong, thế cho nên cũng không chú ý đến chuyện của Vương Giải Phóng. Vương Tử Quân buông ly trà trong tay xuống, thấy bầu không khí có chút đè nén, hắn thản nhiên nói. Đứng bên trong thì vong, chạy ra ngoài thì tồn, nếu trong tỉnh đã nổi gió bão, đầy trời bão tố, nhị thúc, cháu mạo muội nói một câu. Chú sao không rời khỏi thành phố Giang Thị để đi chủ chính một phương? Vương Lão đang từ từ nhắm mắt chợt mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân vừa kinh ngạc vừa có chút vui mừng. Lão khá thích đứa cháu này, cũng coi như nhìn chúng hắn, nhưng lại giật mình vì ánh mắt nhìn xa trông rộng của nó. Vương Giải Phóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lão nghiêm trang nói. Chú cũng đã từng nghĩ qua như vậy, nhưng chú cũng có lo lắng. Chú sợ xuống tuyến dưới thì sau này có muốn về đơn vị cũng không dễ dàng. Vương Tử Quân hiểu tâm tư của Vương Giải Phóng, nhóm Vương Quang Vinh cũng rất hiểu, Vương Giải Phóng là một vị phó phòng tổ chức xếp hàng đầu trong tỉnh, nếu thời cơ đến thì sẽ dễ dàng tiến lên làm trưởng phòng tổ chức, như vậy hầu như là rất thuận lý. Tất nhiên lão sẽ không chịu bỏ qua chức vụ trưởng phòng tổ chức quyền cao chức trọng kia. Nhị thúc, cháu biết chú nghĩ đến điều gì, nhưng cháu cảm thấy chú nên nhìn xa thêm một chút. Bây giờ trên vấn đề xem xét nhân tuyển thì càng chú trọng kinh nghiệm cơ sở và chủ chính một phương, nếu chú cứ mãi uốn mình trong cơ quan, như vậy đường đi của chú sẽ ngày càng khốn khó. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi nói. Đường càng ngày càng khốn khó. Những chữ này của Vương Tử Quân giống như đánh sâu vào trong gan phổi của Vương Giải Phóng, làm cho hắn rơi vào trong trạng thái khó hiểu. Vương Tử Quân nhìn Vương Giải Phóng tỏ ra do dự, hắn cũng không mở miệng. Hắn là một người cháu. Hắn cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn Vương Giải Phóng có đi ra khỏi vòng tròn bảo thủ của mình hay không, cũng chỉ có thể xem vào chính mình mà thôi. Nếu so sánh với bữa cơm trưa ở nhà ông cụ, như vậy bữa cơm tối thì Vương Quang Vinh mới thật sự là nhân vật chính. Trong một gian phòng lớn của khách sạn ven sông, chẳng những có đủ cán bộ lớn nhỏ trong văn phòng tỉnh ủy, còn có Trương Tùng Niên, Đậu Minh Nhạc và những người bạn học khá thân của Vương Quang Vinh. Vương Tử Quân luôn nở nụ cười đón chào tất cả các vị khách đến chúc mừng, liên tục chào mừng chú bác, nhưng trên thực tế thì hắn chỉ chú ý một mình Đậu Minh Nhạc. Tử Quân, sự việc đã hoàn thành. Khi Vương Tử Quân đi đến rót rượu cho Đậu Minh Nhạc, chợt Đậu Minh Nhạc dùng giọng không đếm xỉa nói một câu. Đây chính là đạo quan trường, tặng người một phần nhân tình lớn thì anh cũng không nên tỏ ra quá hùng hồn, càng không thể tỏ ra cao cao tại thượng, anh cần phải ổn định. Hời hợt, nếu không người ta sẽ không thấy thoải mái. Vương Tử Quân nghe thấy Đậu Minh Nhạc dùng giọng tùy ý nói đã làm xong thì gật đầu thật mạnh, trong đầu chợt xuất hiện vẻ mặt vênh váo của Ngụy Hiểu Kim.
lúc này cần phải cho tên Ngụy Hiểu Kim kia biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau khi xuống xe khách, Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn vươn tay mệt mỏi rồi đi ra ngoài bến xe. Nói thật thì hôm nay Vương Tử Quân không muốn về, những ngày nay hắn đã được nếm trải đủ sự dịu dàng của Tần Hồng Cẩm, hắn rất muốn ở bên cạnh nàng vài ngày, không, phải là triền miên vài năm. Tất nhiên một bên mạnh mẽ và một bên dịu dàng, anh điên khùng tôi ngây ngốc, chỉ là hắn còn là một bí thư đảng ủy xã, hắn không thể nào cứ mãi chìm đắm trong mê say, còn có nhiều chuyện cần hắn đi xử lý. Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì một chiếc Santana hơi cũ chạy đến bên cạnh. Tiểu Tào nhanh chóng thò mặt ra qua cửa sổ chiếc Santana, điều này làm cho Vương Tử Quân chợt sững sờ, sau đó nhanh chóng mỉm cười. Tiểu Tào, mới hai ngày không gặp mà xe cộ đổi thay thế này sao? Tiểu Tào là người cơ trí, hắn vừa nghe thấy Bí Thư Vương nói như vậy thì nhanh chóng giải thích. Bí Thư Vương, chiếc xe Jeep ở xã đã bị Chủ tịch Triệu lấy đi, xe này là tôi đi mượn của người khác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì. Chỉ một hành động nho nhỏ này cũng quá đủ để thấy được bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện của Tiểu Tào. Hắn không cản Chủ tịch Triệu lái xe đi, nhưng vì đến đón Bí Thư, Tiểu Tào lại đi mượn xe đến đây. Tâm ý lần này tất nhiên là Bí Thư sẽ hiểu, đây là chỗ thông minh của Tiểu Tào, có đôi khi không cần nói nhiều, chỉ cần biết điểm dừng là được. Vương Tử Quân khẽ kéo cửa xe, hắn ngồi xuống ghế sau, Santana đúng là Santana, dù nó có hơi cũ nhưng nồi vào rất thoải mái, tốt hơn xe Jeep rất nhiều. Bí Thư Vương, chúng ta chạy về xã sao? Tiểu Tào nghiêng đầu dùng giọng cung kính hỏi. À, về đi, trong huyện cũng không có chuyện gì, chúng ta về. Đúng rồi, hai ngày nay ở xã không có chuyện gì chứ? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Tiểu Tào, sau đó khẽ hỏi. Tiểu Tào là một người lái xe có ánh mắt tinh đời, tất nhiên hắn hiểu rõ lãnh đạo quan tâm thứ gì. Trước nay hắn luôn tin sẽ có cơ hội cho người chuẩn bị, thế cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn đáp án. Bây giờ nhanh chóng lên tiếng. Bí Thư Vương, những ngày nay ngài không có mặt, Chủ tịch Triệu thật sự rất bề bộn, nghe nói vì sự kiện đấu thầu 20 trường tiểu học trong xã mà tóc rụng đi hơi nhiều. Tiểu Tào nói đến đây thì dùng giọng thản nhiên nói. Vài ngày trước công tử của Phó Bí Thư Tiền đến xã tìm Chủ tịch Triệu, tìm không thấy thì tỏ ra rất nôn nóng nhưng vẫn tiếp tục ngồi chờ. Điều này làm cho Chủ tịch Triệu sợ đến mức giấu mình trong nhà vệ sinh rất lâu, cũng không dám thở mạnh, như chuột thấy mèo. Vương Tử Quân thấy Tiểu Tào nói buồn cười như vậy cũng có chút đắc ý, khóe miệng là nụ cười nhàn nhạt. Triệu Liên Sinh không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ biết nịnh nọt công tác của Phó Bí Thư huyện, nhưng cũng sẽ không giao hạng mục cho những kẻ như vậy, bản thân lại không dám chọc giận đám công tử kia, chỉ có một chiêu thức duy nhất là tránh mặt không gặp. À, xem như Chủ tịch Triệu cũng khổ cực rồi. Vương Tử Quân chợt khôi phục lại như thường, hắn dùng giọng thản nhiên nói. Tiểu Tào nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân, trong lòng thầm cảm thán. Bí Thư Vương này lớn hơn mình 5 tuổi nhưng tâm cơ và lòng dạ lại rất sâu sắc, chính mình kém quá xa. Triệu Liên Sinh đã kinh doanh ở xã Tây Hà Tử được vài chục năm, hầu như đã lung lạc hết nhân tâm, dù là một cây kim cũng khó thể nào đâm vào. Ngay cả một vị bí thư có kinh nghiệm công tác cơ sở vài chục năm cũng bị tên này khống chế đại cục mà xuống đài trong ảm đạm. Không ngờ Bí Thư Vương đến xã Tây Hà Tử lại ra chiêu không một tiếng động, lực ảnh hưởng của Chủ tịch Triệu liên tục giảm xuống, bây giờ nói về quyền lực ở xã Tây Hà Tử, Chủ tịch Triệu căn bản không là gì với Vương Tử Quân. Két! Dù có chút phân thần nhưng Tiểu Tào vẫn lái xe rất ổn, thấy phía trước có người thì hắn nhanh chóng thắng lại, chiếc Santana dừng lại ngay lập tức. Tiểu Tào ngồi trên xe mà cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hận không thể nhảy xuống xe chửi mắng. Nhưng khi hắn nổi giận xem xét, chợt thấy vài người đang đi đường dùng tay kéo một người không cẩn thận mà ngã xuống đứng lên. Snow bà nó, mày chạy xe kiểu gì vậy? Không có mắt à, ông sẽ thu cả giấy phép lái xe và giấy tờ của mày, câu lưu mày. Người được nâng lên có chút sợ hãi, bây giờ vẻ mặt lại trở nên dữ tợn. Vương Tử Quân ngồi phía sau và thấy rõ ràng cục diện ở phía trước, tốc độ chạy xe của Tiểu Tào dù có hơi nhanh nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về tên kia, vì đột nhiên lại đứng giữa đường chặn xe. Mà người này thì Vương Tử Quân lại quen biết chính là Ngụy Hiểu Kim, kẻ đứng chắn ngoài đường chính là Ngụy Hiểu Kim. Lúc này là cuối mùa thu, Ngụy Hiểu Kim mặc một bộ áo khoác màu đen, trên cổ là một chiếc khăn màu trắng, thật sự rất có phong thái của lãnh đạo xã hội đen trong phim Hong Kong, nhưng hắn vừa té lăn xuống đất, cũng không còn chút phong thái nào. Ngụy Hiểu Kim nhìn nụ cười có chút hả hê của Vương Tử Quân mà vừa sợ vừa giận, tại sao mình lại gặp phải tên này?
Trước đó hắn còn muốn so sánh với đối phương, đá bay con vịt Chu Ái Quân, hắn vì thế mà rất đắc ý. Hắn định đến làm nhục Vương Tử Quân một phen, nhưng người này căn bản không có mặt ở xã Tây Hà Tử. Điều này làm cho Ngụy Hiểu Kim rất khó hiểu, giống như tập hợp đủ mọi lực lượng đấm ra một cái, đợi đến khi đấm xong mới phát hiện mình đánh lên bông. Sau bữa tiệc mất mặt ở quán cơm Giang Viên, Ngụy Hiểu Kim về nhà thêm mắm dặm muối với bố mình, vất vả lắm mới có thể để bố thông qua, nhưng hắn không tìm được Vương Tử Quân để khoe khoang, điều này làm cho hắn có chút căm tức. Ngụy Hiểu Kim nhắn tin thì Vương Tử Quân không nhận điện thoại, điều này càng làm cho hắn cảm thấy ngột ngạt, trong lòng thầm nghĩ đối phương rõ ràng là ngoan cố chống cự. Thế là hắn phái người đến bến xe, hắn cần chờ Vương Tử Quân quay về, sau đó làm nhúc đối phương một phen. Chương 135, từ trong quần chúng đi vào trong quần chúng. Khi đứa em ở bến xe nói Vương Tử Quân đã quay lại, Ngụy Hiểu Kim lập tức chạy xe đến. Hắn chặn xe của Vương Tử Quân, hắn muốn xem khi tên khốn kia biết được tin tức Chu Ái Quân xuống nông thôn, như vậy sẽ có bộ dạng khó khăn thế nào. Xe của Vương Tử Quân đi cũng không nhanh, Ngụy Hiểu Kim lập tức nghĩ đến bộ phim Hong Kong mà mình xem vài ngày trước. Tên diễn viên vào vai đại ca mang theo một đám huynh đệ mặc tây phục đeo kính đen trực tiếp phóng về phía chiếc xe hơi. Tình huống đó làm hắn thật sự khắc cốt ghi tâm, thật sự rất khó quên, động tác đút tay túi quần đứng hút thuốc của đại ca cũng cực kỳ tiêu sái, rất đẹp. Mà cảnh tượng lúc này đối với Ngụy công tử thì thật sự quá giống. Ngụy Hiểu Kim thật sự khá sùng bái những nhân vật đại ca trong phim, lúc này hắn cũng cởi vài nút áo, đi về phía trước rất phong độ, nhưng có một điều làm hắn tiếc nuối. Chính là tên tài xế lái xe trước mặt cũng không phải là diễn viên đã được sắp xếp như trong phim, mà lại chính là Tiểu Tào. Lúc đầu Ngụy công tử còn phong độ nhẹ nhàng, nhưng khoảnh khắc xe hơi phóng đến, hắn chợt cảm thấy hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không còn vẻ trấn định tự nhiên như trước, chút tâm tư vừa rồi chợt tan biến, hắn run rẩy và sợ hãi. Mặt mũi hắn trở nên trắng bệch, hắn cũng không muốn đi đời nhà ma như vậy, hắn còn có một người cha tốt, còn có vài triệu đồng, còn có nhiều tình nhân. Cuộc sống tốt đẹp vẫn chờ hắn hưởng thụ, hắn không muốn biến thành quỷ đoàn mệnh, phải bỏ mạng dưới bánh xe. Lui, phải nhanh chóng rút lui, thế cho nên Ngụy công tử nhanh chóng lui ra phía sau, lại vấp ngã chổng vó, vừa rồi ăn mặc đường hoàng ngăn nắp, bây giờ chợt biến thành chật vật khốn khổ. Vương Tử Quân, tiểu tử ngươi thiếu chút nữa thì gây ra tai nạn xe hơi, bất mãn lắm sao? Ngụy Hiểu Kim thấy Vương Tử Quân chậm rãi từ trên xe đi xuống, thế là thở hổn hển nói. Tiểu Tào nghe thấy tên khốn bị ngã có quen biết với Bí Thư Vương, thái độ của đối phương rõ ràng là bới lông tìm vết, vì vậy trong lòng càng bức bối. Hắn thầm nghĩ, lần này sợ rằng đã gây họa cho Bí Thư. Đúng lúc Tiểu Tào đang lo lắng bất an thì Vương Tử Quân đã dùng hai tay ôm vai, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tào như nhìn tinh tinh trong vườn bách thú, lại dùng giọng hả hê nói. Thật sự là rừng lớn thì thú gì cũng có, tôi chưa từng thấy người nào cố ý đâm đầu vào xe hơi như vậy. Ngụy Hiểu Kim anh không biết xấu hổ nhưng bố của anh vẫn cần sĩ diện, mau về nhà, đỡ cho bố anh khỏi mắng chửi, mắng anh không có việc gì muốn người khác đánh. Vương Tử Quân căn bản không muốn khách khí với Ngụy Hiểu Kim, đối với loại vô sỉ thế này, da mặt đã xé rách, sao cần cố kỵ. Đơn giản là bất cứ giá nào, cho đối phương biết thế nào là lễ độ. Đâm đầu vào xe hơi, Ngụy Hiểu Kim tất nhiên sẽ ngây người ra. Ngụy Hiểu Kim đang ngây người. Tất nhiên tình huống này sẽ không qua mắt được Vương Tử Quân, tất nhiên Vương Tử Quân cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không muốn nói nhiều làm gì. Vương Tử Quân, cho dù tài xế của mày mắt chó bị mù, đây cũng là sự kiện ngoài ý muốn, tao không so đo với mày, tao đến là nói cho mày biết, mày đã nhận được tin nhắn của tao chưa? Ngụy Hiểu Kim khoát tay mất kiên nhẫn, hắn hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ đối phương có ý gì, hắn cười thầm, biểu hiện lại giả vờ như không có vấn đề gì. Vẻ mặt bình tĩnh. Đã nhận được, ha ha ha, mày biết Chu Ái Quân bây giờ thảm thương thế nào không? Lúc này là nước đã đun sôi như vịt lại bay mất, không trách người khác, chỉ trách mày rút đao tương trợ vào đúng thời điểm, coi như giúp hắn một tay. Ngụy Hiểu Kim dùng giọng ngoài cười trong không nói, hai tay khẽ vung lên trời, bộ dạng giống hệt như thiên thần cất cánh. Ngụy Hiểu Kim nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, hắn muốn xem Vương Tử Quân sẽ nổi giận như thế nào. Ngụy công tử hắn là kẻ sáng mắt không làm việc mờ ám, hắn cảm thấy lén lút ra tay là không hay, đây không phải tính cách của hắn. Đã nhiều năm trôi qua, chưa nói đến những chuyện khác, ở huyện Hồng Bắc này không ai dám cố ý làm khó Ngụy công tử, nhưng Vương Tử Quân này dám coi hắn không ra gì, hắn muốn cảnh cáo Vương Tử Quân,
cho tên này biết đắc tội với Ngụy Hiểu Kim trong huyện Hồng Bắc sẽ có kết cục thế nào. Nhưng bộ dạng nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân thật sự làm cho Ngụy Hiểu Kim cảm thấy chính mình có vẻ yếu kém, hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vương Tử Quân, đột nhiên cảm thấy trong lòng như xuất hiện mưa đá, vừa đau vừa lạnh, giống như tất cả cố gắng của mình chỉ là uổng phí. Nhiều bạn có thêm đường, nhiều bạn cũng dễ đi hơn. Bí thư Vương, Chu Ái Quân cũng rất may mắn, anh ta may mắn quen biết mày. Nếu như không phải quen biết mày, anh ta sao có thể trượt vào vực sâu vào đúng thời điểm thế này? Có thể được ngồi vào vị trí hôm nay thì anh ta cũng phải cảm kích mày mới đúng, vì dưới lực ảnh hưởng của mày mà lúc này đội trưởng Chu phải xuống làm công an xã. Trong đảng có một nguyên tắc, đi ra từ quần chúng, đi vào trong quần chúng, ha ha, công tác trị an của cơ sở thật sự cần nhiều nhân tài, ha ha ha. Ngụy Hiểu Kim cười rất đắc ý nhưng vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn bất động, giống như không nghe rõ những lời chế giễu của đối phương. Đúng rồi, đã quên nói cho mày biết, Bí Thư Vương, tên đồn trưởng đồn công an tuyến xã dưới kia là bạn cũ của Chu Ái Quân, năm xưa vì phạm vào chút sai lầm mà bị Chu Ái Quân đuổi cổ ra khỏi đội cảnh sát hình sự, đã nhiều năm dậm chân ở nông thôn không ai hỏi đến. Bây giờ thì tốt, cơ hội báo ân đã đến. Ngụy Hiểu Kim vừa nói vừa vung tay khoa trương một vòng. Làm thuộc hạ của một vị đồn trưởng đồn công an như vậy, Bí Thư Vương, anh có cảm thấy Chu Ái Quân rất sung sướng không? Đây đều là phúc phần của anh đấy. Vẻ mặt Vương Tử Quân càng thêm lạnh lẽo, hắn khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi về phía chiếc Santana. Hắn thấy nói chuyện với loại tiểu nhân thế này chỉ phí miệng lưỡi, căn bản là phí thời gian. Khi Vương Tử Quân kéo cửa xe thì Ngụy Hiểu Kim đã tiến lên, hắn cản tay Vương Tử Quân lại. Bí Thư Vương, biết rõ bây giờ huyện ủy đang bận rộn làm gì không? Tôi nói cho anh biết, phòng tổ chức thị ủy đã đến, bọn họ đến để tuyên bố bổ nhiệm với bố tôi, chúc mừng tôi đi, bố tôi sắp lên làm bí thư ủy ban tư pháp huyện. Bí thư ủy ban tư pháp không những là lãnh đạo hệ thống tư pháp, hơn nữa còn có cấp phó huyện, tiến vào thường ủy huyện ủy. Đối với cục trưởng cục công an Ngụy Vân Long, lão thật sự đã vượt qua một bậc thang lớn. Bố quý con vinh. Ngụy Hiểu Kim vừa nghe được tin tức bố mình thăng quan thì tâm tình chợt trở nên cực kỳ sung sướng. Bố của tao là cục trưởng cục công an đã làm cho mày phải khóc cha gọi mẹ. Chưa từng nghe qua câu nói cảnh sát và thổ phỉ cùng một nhà sao. Ông đây có thể qua lại giữa hai nhà hắc bạch, sau này sẽ còn nhiều cơ hội cho mày biết tay. Vương Tử Quân nghĩ đến bí thư ủy ban tư pháp Ngụy Vân Long mà hai mắt nhìn về phía khu văn phòng huyện ủy, trên mặt càng thêm vui vẻ. Trong phòng họp huyện ủy, Tôn Lương Đống và đám thường ủy đều mỉm cười nhìn Ngụy Vân Long, tuy còn chưa tuyên bố nhưng ai cũng biết sau đó sẽ phát sinh sự kiện gì. Ngụy Vân Long ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng năm ngón tay phải đang gõ xuống mặt bàn rất có tiết tấu, đây là động tác vô thức mà hắn thường làm ra lúc kích động. Từ chính khoa đến cấp phó huyện tuy chỉ là một bậc thang, nhưng bậc thang này có rất nhiều người phí cả đời cũng không vượt qua được. Ngụy Vân Long nhìn rõ ánh mắt của đám người Tôn Lương Đống, lão biết rõ đó là ánh mắt chúc mừng. Sau này mình sẽ chạy song song với bọn họ, sau này trên hội nghị thường ủy, mọi người sẽ cùng bày mưu hợp sức bàn đại kế phát triển huyện Hồng Bắc. Ngụy Vân Long cũng là một nhân vật quan trọng trong quyết sách của huyện. Anh Ngụy, anh hôm nay nhất định phải mời khách. Đúng rồi, tôi đã định vị trí cho anh ở quán ăn Giang Viên, anh chuẩn bị trả tiền là được. Ngụy Vân Long lấy ra một tờ giấy trong vở, lão nhìn nhìn, thấy có vài con dấu, lão biết rõ đó là tờ giấy của ai. Ngưu Vạn Thần trước nay luôn muốn lấy lòng Ngụy Vân Long, chỉ sau nháy mắt là Ngụy Vân Long biết rõ chủ nhân của mảnh giấy là ai, mục đích cuối cùng là gì. Nhưng hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh, không cho đối phương bất kỳ câu trả lời nào. Đám thường ủy huyện ủy cùng ngồi chờ đợi, thời gian lặng lẽ trôi qua, có ba người đàn ông trung niên đi vào trong phòng họp, một người có hơi mập ngồi lên ghế chủ vị nói. Bí thư Tôn, chủ tịch Ngưu, trưởng phòng nói hôm nay sẽ đến, nhưng vì tạm thời tỉnh ủy có việc. Trưởng phòng không thoát thân được, nên hội nghị hôm nay tạm thời ủy thác cho tôi. Ngụy Vân Long nghe thấy người đàn ông trung niên kia lên tiếng như vậy thì có chút bức bối, trong thể chế có một quy củ bất thành văn, đó là văn kiện bổ nhiệm hay nhận chức đều do trưởng phòng tuyên bố, nếu phái cấp phó đến tuyên bố, tuy nội dung cũng giống nhau nhưng mức độ thể diện lại khác nhau. Ôi, cũng may việc đã đến nước này, thất vọng cũng không thể đặt trên mặt, dù sao chuyện Ngụy Vân Long tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp vẫn là quan trọng hơn. Bổ nhiệm đồng chí Tạ Xuân Lai làm thường ủy huyện ủy Hồng Bắc, bí thư ủy ban tư pháp. Chỉ là vài chữ đơn giản nhưng thật sự giống như một quả bom nổ tung, Ngụy Vân Long hầu như muốn trợn trừng mắt, sự kiện lão tiến làm bí thư ủy ban tư pháp đã giống như ván đóng thuyền,
sao bây giờ văn kiện bổ nhiệm lại xảy ra sự cố, có chuyện gì sao? Không những Ngụy Vân Long sợ ngây người, ngay cả bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống cũng cảm thấy rất khó tưởng, lão cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Lão là lãnh đạo huyện Hồng Bắc, lão đã từng lên tiếng về nhân tuyển của vị trí bí thư ủy ban tư pháp, sao đến giờ phút cuối cùng lại biến đổi thành một người khác thế này? Điều này có ý nghĩa thế nào? Rõ ràng là Ngụy Vân Long đắc tội người, có người muốn ép Ngụy Vân Long, hơn nữa ra tay mà quỷ thần khó phát hiện. Khi đám thành viên ban ngành huyện ủy đang ngồi ngây cả người ra, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh tên mập chợt đứng lên gật đầu với mọi người. Người đàn ông trung niên này chính là Tạ Xuân Lai. Dù đám người Tôn Lương Đống có kinh ngạc thế nào, nhưng bọn họ vẫn phải đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, xem như hoan nghênh vị bí thư ủy ban tư pháp này xuống nhận chức. Ngụy Vân Long không hổ danh là cục trưởng cục công an huyện Hồng Bắc, vẻ mặt lão nhanh chóng trở nên như thường, lão thấy đám thường ủy huyện ủy nhiệt tình vây quanh Tạ Xuân Lai, tuy trong lòng cảm thấy không cam lòng, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. Trưởng phòng cha, đã chuẩn bị sẵn trong nhà khách, đã lâu rồi anh chưa xuống huyện Hồng Bắc chúng tôi, hôm nay xem như cần phải uống với anh một bữa sảng khoái mới được. Tôn Lương Đống là một vị bí thư huyện ủy cực kỳ có kinh nghiệm, biết rõ lúc này đã đến đúng thời điểm. Vì vậy mà dùng giọng đầy nhiệt tình mời vị phó phòng tổ chức thị ủy ở lại dùng cơm trưa. Bí thư Lương Đống, đã sớm nghe nói anh có tác phong công tác nhanh nhẹn, hôm nay xem như tôi đã được thấy. Anh cũng đừng nóng vội, rượu này tôi nhất định sẽ phải uống, nhưng cũng cần chờ người của tôi đọc xong cái đã. Trưởng phòng cha vung bàn tay mập mạp rồi dùng giọng rất có phong thái lãnh đạo nói với Tôn Lương Đống. Vị phó phòng tổ chức này không nói thì thôi, chỉ cần mở miệng đã làm cho đám người nơi đây phải nhíu mày. Cả đám người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn trưởng phòng cha, trong lòng đều bùng sóng. Còn chưa tuyên bố xong, đây chẳng phải nói sau đó còn có vài vị lãnh đạo được bổ nhiệm. Nhưng ban ngành huyện Hồng Bắc đã đủ quân số, nếu bổ nhiệm thì chẳng phải có người muốn rời. Rời sao, trước đó sao không có chút tin đồn nào? Là ai, lên hay xuống? Một loạt vấn đề giống như quạt gió bùng lên giữa đám thường ủy huyện ủy, tuy Tôn Lương Đống cảm thấy thị ủy sẽ không động vào mình nhưng vẻ mặt cũng có chút lo lắng bất an. Trưởng phòng cha là một cán bộ có kinh nghiệm của phòng tổ chức thị ủy, tất nhiên hắn sẽ biết rõ đám người nơi đây đang nghĩ gì, tuy hắn rất hưởng thụ cảm giác này nhưng dù sao thì tên cũng đã lên dây, hắn căn bản không cần kéo quá căng. Ha ha ha, các vị không cần lo lắng, chuyện này không nên do tôi tuyên bố. Trưởng phòng cha vừa nói vừa nhìn sang một người đàn ông trung niên ở bên cạnh. Trưởng khoa Ngô, anh tuyên bố chuyện này đi. Vâng, trưởng phòng cha. Người đàn ông trung niên kia cũng không khiêm tốn, hắn nhanh chóng trả lời, sau đó lấy từ trong cặp của mình ra một phần văn kiện. Các vị, đây chính là trưởng khoa Ngô của khoa nhân sự cục công an thành phố. Trưởng phòng cha cũng nhanh chóng lên tiếng giới thiệu trưởng khoa Ngô. Trưởng khoa của khoa nhân sự cục công an thành phố. Theo quy củ của thể chế thì không nên xuất hiện chuyện này mới đúng, dù hệ thống công an cũng là hệ thống khá riêng. Nhưng liên quan đến vấn đề nhân sự thì giống như cũng cần phải trưng cầu ý kiến của huyện ủy mới đúng. Đám thường ủy huyện Hồng Bắc cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng bọn họ cuối cùng cũng yên tâm trở lại, đây chỉ coi như là cục công an thành phố bổ nhiệm nhân sự, đối với bọn họ thì không có vấn đề, dù sao thì cục công an thành phố cũng không quản được bọn họ. Bí thư Tôn, khi tôi đến thì bí thư Đậu đã liên hệ với anh, hy vọng phòng tổ chức huyện ủy Hồng Bắc tiếp nhận văn kiện này sẽ cho ra thông báo bổ nhiệm chính thức. Trưởng khoa Ngô cũng không đọc văn kiện ngay, hắn khẽ nói với Tôn Lương Đống. Bí thư Đậu là ai? Tôn Lương Đống biết rất rõ, lão nghĩ đến tình huống hai ngày trước bí thư Đậu Minh Nhạc gọi điện thoại cho mình nói về chuyện đề bạt cá nhân, lão khẽ gật đầu nói. À, chuyện này tôi đã liên hệ với bí thư Đậu, trưởng khoa Ngô cứ tuyên bố, sau khi giải tán tôi sẽ sắp xếp phòng tổ chức cho ra văn kiện ngay. Tôn Lương Đống dù nói tốt nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Trong lòng thầm nghĩ bí thư Đậu Minh Nhạc cũng thò tay quá dài, nhưng lão là một bí thư huyện ủy, cần suy xét ở phương diện rộng, lão cần gì vì một vấn đề nhỏ mà đắc tội với một vị thường ủy thị ủy. Bổ nhiệm đồng chí Chu Ái Quân làm phó cục trưởng thường vụ cục công an huyện Hồng Bắc. Trưởng khoa Ngô nhanh chóng đọc văn kiện, giọng điệu khí phách, thật sự giống như búa tạ gõ vào đầu Ngụy Vân Long, lúc này lão đã hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào. Chương 136, con rồng cũng phải cúi xuống cho ta. Chu Ái Quân ngồi trên mặt ghế thô ráp, vẻ mặt không còn hăng hái như xưa, ánh mắt sắc bén cũng giống như đang kém hẳn đi. 3-4 ngày qua đã đủ cho hắn biết thế nào là nhân tình ấm lạnh, cái gì là lòng người dễ đổi.
Từ khi Chu Ái Quân bị miễn chức đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì đám bạn bè trước kia thường đến xum xoe đã biến mất như bốc hơi giữa nhân gian, chưa nói đến chuyện đám đồng sự có thái độ nhạt hơn hẳn, dù là vợ quên chìa khóa đến đơn vị tìm hắn, thậm chí là tên cảnh sát gác cổng cũng không quá nể mặt. Chu Ái Quân tất nhiên hiểu mình vì sao lại rơi vào trong hoàn cảnh này, nhưng đến bây giờ hắn cũng không hối hận. Hắn là một người đàn ông nhiệt huyết, hắn biết mình cần phải nịnh bợ lãnh đạo. Nhưng hắn có nguyên tắc không thể động vào Vương Tử Quân đã từng giúp đỡ mình, vì hắn là người có lương tâm. Nếu thời gian quay lại thì Chu Ái Quân cũng phải làm như vậy. Lúc này hắn ngồi ngây người một mình thì tâm tư chợt nghĩ đến bữa tiệc chiêu đãi ở quán ăn Giang Viên, trong lòng chợt bùng lên hào khí vạn trượng. Chỉ đạo viên Chu, đội trưởng mời anh đến họp, mau lên, đang chờ anh. Cửa được mở ra, một viên cảnh sát trẻ tuổi mở cửa dùng giọng ngoài cười trong không nói. Người này đột nhiên tiến vào trong phòng, rõ ràng là cực kỳ không lễ phép, đáng lý dựa theo tính tình của Chu Ái Quân thì đã sớm mắng cho một trận. Nhưng bây giờ hắn không nói gì, đơn giản áp chế chính mình với những chuyện nhỏ nhặt thế này, vì hắn đang đứng ở thung lũng nhân sinh, chỉ cần nhìn là biết thái độ của vị đội trưởng chỗ này với mình, như vậy sao có thể làm cho đám lính khác nể mặt mình. Không thể ngờ có một ngày Chu Ái Quân lại luân lạc đến mức làm thủ hạ của Dương Như Thành như thế này. Hắn chỉ khẽ cười, ôi, thật sự là phong thủy luân chuyển. Năm xưa Dương Như Thành vì công tác bất lực mà bị Chu Ái Quân xử lý, khi đó Chu Ái Quân tuổi trẻ khí thịnh, xuất phát từ công tác thực tế thì đội cảnh sát hình sự cũng không nuôi người rảnh rỗi, không nuôi lính không có năng lực, cần chính là tinh binh cường tráng, đổ máu chảy mồ hôi và không đổ nước mắt, rơi ra rất thịt không nề hà. Vì thế Dương Như Thành tất nhiên sẽ bị đẩy đi, rời khỏi đội cảnh sát hình sự, nhưng dù sao thì đối phương cũng đã công tác nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao, cuối cùng cũng có thể làm một vị đội trưởng đồn công an. Bây giờ chính hắn lại rơi vào trong địa bàn của đối phương, điều này làm cho hắn cực kỳ không thoải mái, như thế này là không bình thường. Chu Ái Quân thầm nghĩ như vậy, lại nghĩ đến Vương Tử Quân, hắn chưa phát hiện ra mình có vài phần cổ vũ, nếu đã bị ép chết thì lên chiều hay xuống chiều cũng vậy mà thôi, mình cần quái gì phải sợ Dương Như Thành. Chu Ái Quân nghĩ đến đây thì ngẩng đầu ưỡn ngực nhấc chân đi về phía phòng làm việc của Dương Như Thành. Hắn vừa mới đến đã nghe thấy Dương Như Thành ở bên trong mắng người. Con bà nó, các người không biết kiềm chế một chút sao? 50 đồng này chính là kinh phí xử lý công trong tuần của đồn công an chúng ta, các người động vào là hết ngay sao? Thùng cơm đúng là thùng cơm, các người nghe cho rõ đây, muốn làm thì cố gắng làm việc cho thành thật, nếu không muốn làm thì cút đi. 50 đồng tiền. Những chữ này giống như một con dao nhọn đâm vào lòng Chu Ái Quân, bây giờ thì hắn hiểu rõ đối phương đang mắng ai. Chu Ái Quân biết 50 đồng kia đã bị ném đi đâu, vào ngày đầu tiên hắn đến đồn công an báo danh thì đã bị Dương Như Thành phái ra ngoài, nói là cho hắn xuống cắm điểm dưới thôn. Thôn Kháo Sơn thường xuyên bị mất trâu, vì vậy Dương Như Thành yêu cầu hắn đưa theo hai dân quân xuống kiểm tra thật gắt. Chu Ái Quân dù có chút không thoải mái nhưng cũng hiểu quy tắc làm gì nói nấy, vì thế hắn cũng không từ chối. Nhận lệnh và rời đi. Nhưng khi hắn xuống thôn ngồi cả đêm thì mới biết sự kiện mất trâu đã xảy ra từ năm ngoái, Dương Như Thành bắt mình xuống đây cũng không phải vì mục đích phá án, chính là muốn hành tội mình mà thôi. Sau khi biết rõ chân tướng thì Chu Ái Quân đã cảm thấy trong lòng nổi giận, nhưng hắn vẫn chịu đựng đến sáng, vì người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn căn bản chỉ có thể nhịn cơn tức này xuống. Người sắt cũng phải ăn cơm, sau khi khổ cực một đêm, Chu Ái Quân tất nhiên không có thu hoạch gì. Sáng ngày hôm sau nông dân bắt đầu đi làm, Chu Ái Quân đưa hai tên dân phòng đi dùng cơm, 50 đồng được sử dụng vào lúc đó. Khi phá án phải dùng tiền ăn cơm, đây là một điều không thể chối cãi, không ngờ Dương Như Thành lại chửi mắng hai tên dân quân kia, ý nghĩa lời nói của đối phương là gì thì nhìn vào đã biết ngay. Trong lòng bùng lên ý nghĩ như vậy, một cảm giác tức giận xuất hiện trong lòng Chu Ái Quân, hắn cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Dương Như Thành hơn 30 tuổi. Cơ thể gầy yếu lại đội mũ công an, làm cho người ta sinh ra cảm giác vượn đội mũ người. Người này có gương mặt ngăm đen, cặp mắt không lớn nhưng sáng rực. Chu Ái Quân từng có ý nghĩ xấu xa, bộ dạng thế này cũng là do bố mẹ cho, cũng không thể nào trách mày được, nhưng mày chạy đến làm cảnh sát thì rõ ràng là không đúng. Thử hỏi xem, loại người có gương mặt và bộ dạng như mày, sao có thể làm cho dân chúng nhìn vào và sinh ra cảm giác nể trọng? Chu Ái Quân, có chuyện gì xảy ra? Cũng không phải là ngày đầu tiên anh đi làm, ngay cả chút lễ phép đó cũng không hiểu sao. Anh nhớ kỹ cho tôi, vào phòng tôi thì phải gõ cửa, anh đi ra ngoài, lát sau gõ cửa tiến vào.
Dương Như Thành nhìn Chu Ái Quân đẩy cửa bước vào, hắn càng căm tức, thế là dùng giọng không nể tình nói. Dưới nông thôn đẩy cửa tiến vào cũng không đáng là gì, Dương Như Thành lần này tất nhiên sẽ không tích cực vì chi tiết như vậy, hắn chỉ muốn làm khó Chu Ái Quân mà thôi. Lúc này Chu Ái Quân hận không thể đánh cho tên khốn kia một trận, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Có nghe rõ không, không có quy cũ thì không ra thể thống gì, tôi cho anh ra ngoài gõ cửa tiến vào một lần nữa. Dương Như Thành lúc này càng thêm hăng say, hắn có mối hận cũ với Chu Ái Quân, hôm nay cơ hội đến, tất nhiên bắt được sao có thể buông tha. Hơn nữa Chu Ái Quân vừa đến thì Ngụy công tử đã gọi điện thoại đến, yêu cầu hắn đối đãi với tên này thật đặc thù. Khi thấy Chu Ái Quân đứng yên bất động, Dương Như Thành cười hì hì. Ôi, cuối cùng vẫn là từ đội cảnh sát hình sự đi ra, cái giá quá cao. Chu Ái Quân, anh thật sự nghĩ rằng bây giờ mình còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự sao? Đội trưởng Chu, anh tỉnh lại cho tôi, nơi này là đồn công an, chỗ này dù trước kia anh làm gì, nhưng bây giờ anh phải nghe tôi. Dương Như Thành nói rồi nâng ly trà lên uống một hớp. Tôi còn tưởng rằng anh làm đội trưởng cảnh sát hình sự có bản lĩnh, thì ra cũng chỉ là loại giá áo túi cơm, tôi tưởng anh là nhân tài mới giao công tác, bây giờ thì sao, có bắt được kẻ cướp châu không? Tên kia đang ở đâu? Anh không tìm được manh mối nào, hơn nữa còn cầm 50 đồng kinh phí đi dùng cơm, hừ, anh cho rằng anh là ai, không làm được việc thì đã mở miệng phản ăn rồi sao? Chu Ái Quân nào đã từng chịu nhục như vậy? Lúc này gương mặt hắn đỏ bừng bừng, ngón tay nắm chặt kêu răng rắc, cơ thể giận đến mức phát run. Thế nào? Không phục à, không phục thì đừng đứng đây, quay về tiếp tục làm cảnh sát hình sự đi. Ông cần phải nói rõ cho mà biết, đây là địa bàn của ông, rồng cũng phải nghe lời, hổ cũng phải nằm xuống, nào có tên nào dám dương nanh múa vuốt. Anh muốn gì? Chu Ái Quân thật sự không nhẫn nhịn được, hắn tiến lên một bước, hai mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào Dương Như Thành. Dương Như Thành thật sự có một cảm giác e ngại từ bản năng với Chu Ái Quân, bây giờ thấy bộ dạng Chu Ái Quân như vậy. Không khỏi cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả lên. Anh muốn làm gì, muốn làm gì, muốn đánh người sao, tốt, vậy thì anh đánh đi, không dám đánh thì là cháu nội. Dương Như Thành chụp lấy nắm đấm của Chu Ái Quân rồi dùng giọng ngoài mạnh trong yếu nói. Chu Ái Quân cũng không nhịn được nữa, hắn vung tay ra, một cú đấm bay ra ngoài. Hắn là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tất nhiên bản thân cũng có rèn luyện, vậy là chỉ một đấm đã đánh cho Dương Như Thành ngã lăn ra đất. Khoảnh khắc khi Dương Như Thành ngã lăn xuống đất thì lớn tiếng hô lên. Đánh người, Chu Ái Quân đánh người. Dương Như Thành giống lên vài tiếng, có vài ban tên dân quân chạy vào kéo hai người ra. Bắt Chu Ái Quân lại, tôi muốn đưa anh ta về cục, tôi muốn tìm cục trưởng Ngụy để phân xử. Dương Như Thành thấy có người đi vào thì giọng điệu càng vang dội, khốn nổi đám dân quân tuy rất muốn nịnh bợ Dương Như Thành, nhưng khi đối mặt với ánh mắt sáng ngời của Chu Ái Quân thì không kẻ nào dám động. Chu Ái Quân, tôi sẽ không để yên cho anh, tôi sẽ phải cho anh trả giá, xuống xã làm chỉ đạo viên thì uất ức sao? Ngay cả chức vị này cũng không giữ lại được đâu. Dương Như Thành chỉ vào Chu Ái Quân, sau đó thở hổn hển nói, trong miệng cực kỳ oán hận. Chu Ái Quân thật sự có chút hối hận, hắn chậm rãi rời khỏi phòng làm việc của Dương Như Thành. Hắn biết rất rõ, chuyện này truyền ra thì mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể sạch được. Trước mắt Ngụy Hiểu Kim đang dùng kính lúp nhìn mình. Nếu có đơn tố cáo của Dương Như Thành, như vậy đối phương sẽ có cái cớ, cái chức chỉ đạo viên kia đừng hòng tiếp tục được nữa. Khi Chu Ái Quân đang cảm thấy cực kỳ ảm đạm thì một viên dân quân chạy đến nói. Đồn trưởng Dương, trong cục vừa gọi điện thoại đến, nói rằng cục trưởng Ngụy sắp đến. Dương Như Thành đang muốn lớn tiếng quát mắng, bây giờ nghe nói cục trưởng Ngụy đến thì càng thêm đắc ý, hắn hùng hổ phân phó. Thông báo cho tất cả mọi người, tập trung hết ở cửa ra vào. Xếp thành hai hàng nghênh đón cục trưởng Ngụy. Chu Ái Quân căn bản không ngờ đến điều này, nhưng lại thấy chẳng có gì mà không thể. Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra như vậy, thôi thì xé toang mặt nhau, dù không làm cảnh sát thì ông cũng không cần. 20 phút sau, hai chiếc xe Santana chạy đến như bay, phía trước không phải là xe của cục trưởng Ngụy, sau đó hai chiếc xe dừng lại, Ngụy Vân Long và một người đàn ông trung niên đi ra. Dường như Thành thấy Ngưu Vạn Thần thì giống như gặp cha. Hắn nhanh chóng chạy đến nói. Cục trưởng Ngụy, chào mừng ngài đến thị sát công tác. Chương 137, anh làm việc thì tôi yên tâm. Dương Như Thành nhiệt tình vươn tay ra, nhưng rõ ràng là mặt nóng dán lên mông lạnh, Ngụy Vân Long không quan tâm đến hai tay của hắn,
chỉ giới thiệu với người đàn ông trung niên kia. Bí thư Tạ, đây là đồng chí Dương Như Thành, là đồn trưởng đồn công an nơi này. Dương Như Thành nghe được lời giới thiệu của Ngụy Vân Long thì vội vàng rụt tay về, hắn là một người trong quan trường, hắn rất mẫn cảm với hai chữ bí thư. Tạ Xuân Lai khẽ gật đầu, cũng căn bản không chú ý đến Dương Như Thành, hắn nhìn về phía sau lưng Dương Như Thành. Ngụy Vân Long giống như thầm hiểu ý nghĩ của Tạ Xuân Lai, lão đi hai bước về phía Chu Ái Quân. Ái Quân, còn không mau ra gặp bí thư Tạ của Ủy ban Tư pháp huyện chúng ta. Trước kia Ngụy Vân Long cũng gọi Chu Ái Quân là Ái Quân, nhưng khi đó giọng điệu thật sự rất thân cận, mà bây giờ thì Chu Ái Quân lại nghe thấy có chút tôn kính. Không lầm đấy chứ, với tính cách của Ngụy Vân Long, chính mình bị lão giáng chức, sao lại vô duyên vô cớ chạy đến đây? Sao lại khách khí với mình như xưa? Tuy trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn nhưng thật sự không quá quan tâm, thoải mái đi về phía Tạ Xuân Lai. Nhưng điều làm cho Chu Ái Quân cảm thấy khó tưởng chính là một Tạ Xuân Lai vừa rồi còn khinh thường không chịu bắt tay Dương Như Thành lại đi đến duỗi tay ra với mình. Lãnh đạo tiến lên và cho ra biểu hiện như vậy làm cho Dương Như Thành chợt sinh ra dự cảm xấu, nhưng sau đó hắn thật sự giống như bị lôi vào trong ngục. Anh chính là Chu Ái Quân. Ha ha ha, vẫn còn rất trẻ, những đồng chí trẻ tuổi có năng lực thế này cũng nên gánh trách nhiệm lớn, tôi hy vọng sau này ở trên vị trí Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an. Anh có thể phát triển và tạo nhiều thành tích, không ngừng cố gắng hỗ trợ đồng chí Vân Long làm tốt công tác trong cục, cống hiến sức lực hộ giá cho công cuộc phát triển kinh tế trong huyện Hồng Bắc chúng ta. Tạ Xuân Lai nói rất nhiệt tình, dù là ai cũng có thể thấy rõ sự coi trọng của bí thư Tạ với Chu Ái Quân. Nhưng lúc này đám người nghe ở xung quanh lại không quan tâm đến thái độ của bí thư Tạ, mà chỉ là năm chữ Phó Cục trưởng Thường vụ. Phó Cục trưởng Thường vụ, Chu Ái Quân là Phó Cục trưởng Thường vụ. Không phải nói tên này không được đề bạt sao? Thế nào bây giờ lại là Phó Cục trưởng Thường vụ rồi? Dương Như Thành lúc này cảm thấy đầu óc rất rối loạn, trong lòng hốt hoảng. Dương Như Thành cảm thấy chóng mặt mà Chu Ái Quân lại thấy khó tưởng, mình không được tiến lên làm ủy viên đảng ủy cục công an, cũng không còn là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Bây giờ vị bí thư Tạ này đến, chính mình lại là Phó Cục trưởng Thường vụ, đây là lãnh đạo xếp hàng thứ ba trong cục công an chỉ sau bí thư ủy ban tư pháp và cục trưởng cục công an mà thôi. Khi Chu Ái Quân tỏ ra kích động thì hai người bắt tay nhau, sau đó Tạ Xuân Lai lại cảm thấy đối đãi với một vị đồn trưởng đồn công an như Dương Như Thành là không quá phù hợp, thế cho nên cũng tiến lên bắt tay đối phương. Đồn trưởng Dương, mặt anh bị làm sao vậy? Vết thương trên mặt Dương Như Thành chính là vì vừa rồi phát sinh xô xát và bị Chu Ái Quân đánh ngã xuống đập đầu xuống đất, sau khi ma sát với nền đất vừa cứng vừa lạnh thì vết thương nhanh chóng tóe máu, vài tên dân quân và cảnh sát chạy đến kéo hai người ra. Muốn đưa Dương Như Thành đến bệnh viện băng bó một chút, nhưng Dương Như Thành lại từ chối. Hắn thân là một cảnh sát, hắn biết rõ cáo trạng cần có chứng cứ, hắn cần phải bảo trì nguyên trạng, muốn dùng nó để tố cáo Ngụy Vân Long. Nhưng lúc này Chu Ái Quân đã là Phó Cục trưởng Thường vụ, dù hắn có ba lá gan cũng không dám nói ra lời nào. Tối qua tôi đi vệ sinh, vì không cẩn thận nên đã đập đầu bị thương. Đồn trưởng Tạ ấp úng một lúc, sau đó mới tìm được một lý đàn ông. Trong miệng Dương Như Thành thì rõ ràng là hành lang nhà cầu là đầu sỏ gây chuyện, bí thư Tạ vừa nghe nói như vậy thì cũng có chút cảm động. Hắn nhanh chóng lên tiếng, nói rằng mình cần cố gắng nhiều hơn, tranh thủ nhiều kinh phí xử lý công cho cục công an, để cho đồn công an có thể sáng đèn bất cứ lúc nào, nếu không lại làm cho các đồng chí cục công an ngã bị thương. Chu Ái Quân sau giai đoạn kinh ngạc phút ban đầu, bây giờ hắn đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Sau một thời gian vài ngày bị chèn ép, bây giờ hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc với vị trí lãnh đạo thứ ba của Cục Công an, rõ ràng Vương Tử Quân đã chính thức bùng ra tác dụng. Hắn thầm nghĩ như vậy, trong lòng càng bùng sóng, tràn đầy cảm động. Lúc này hắn lấy máy nhắn tin ra, gửi cho Vương Tử Quân một dòng chữ, Bí Thư Vương, đại ân không thể nào cảm tạ bằng lời, phần nhân tình này Ái Quân xin ghi khắc trong lòng. Vương Tử Quân ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, hắn nhìn vào phần tin tức trong máy nhắn tin rồi khẽ gật đầu. Nhưng hắn cũng không gọi điện thoại đến cho Chu Ái Quân, giúp người đúng điểm cao thì người ta sẽ cảm kích, nếu bây giờ chính mình gọi điện thoại đến thì rõ ràng là thừa. Bí thư Vương, chào anh. Sau khi vài tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Liên Sinh nhanh chóng tiến vào phòng của Vương Tử Quân. Khi thấy Triệu Liên Sinh đi đến thì Vương Tử Quân có chút vui vẻ, đây là lần đầu tiên đối phương chủ động đi vào trong phòng làm việc của hắn. Lúc này Chủ tịch Triệu tuy ăn mặc ngăn nắp nhưng vẻ mặt không còn được rực sáng như thường ngày. Những ngày nay áp lực của hắn quá lớn, cả ngày bị đủ mọi loại người vây quanh,
mục đích tất nhiên chỉ có một, đó là muốn trở thành người được nhận thầu hạng mục sửa chữa 20 ngôi trường trong xã Tây Hà Tử. Hắn cũng không dám đắc tội với đám con nhà quan kia, cũng không ngu ngốc đến mức cho ra lời hứa hẹn với bất kỳ ai, biện pháp duy nhất của hắn chính là không thể trêu vào thì chỉ có thể tránh né. Vài ngày nay Triệu Liên Sinh đã nghĩ rất nhiều, những cảm giác mù quáng hy vọng và lạc quan của hắn đã bị dòng thời gian buồn chán và các lời đồn đãi làm cho tiêu biến sạch sẽ. Lúc này tóc hắn như búi rơm, môi thâm tím, nhìn qua thật sự mệt mỏi khó chịu nổi. Đúng vậy, chính hắn quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút. Chủ tịch Triệu đến đấy à, mời anh ngồi. Vương Tử Quân đứng lên, bộ dạng rất tôn trọng Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh vừa tiến vào phòng đã thấy bộ dạng nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc đọc sách viết chữ của Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt bùng lên nhiều cảm giác vô danh. Tên kia cướp đi vị trí bí thư của mình, hơn nữa còn làm suy yếu lực ảnh hưởng của mình ở xã. Điều làm cho Triệu Liên Sinh càng thêm uất ức chính là Vương Tử Quân chỉ cần nói hai ba câu đã nhét công tác nhận thầu công trình vào tay mình, làm cho mỗi ngày mình phải chạy như chuột qua đường, lẩn trốn đám khốn kiếp kia, ăn cơm không ngon, ngủ không yên ổn. Vương Tử Quân thì quá tốt, không lo lắng không phải dùng sức, đám cán bộ công nhân viên bên dưới lại nói bí thư Vương là người vô tư và tâm tính rộng rãi, hừ, rõ ràng là lợi dụng vào cái trò đảng ủy không xen vào chuyện của chính quyền để hãm hại mình. Triệu Liên Sinh đang xoay qua lại như một con cù, lúc này Vương Tử Quân đang làm gì? Tên này đang nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc đọc sách uống trà, Triệu Liên Sinh tuy thấy vậy thì căm hận đến mức ngứa răng, nhưng khi đối mặt với vẻ mặt vô tội của Vương Tử Quân, hắn vẫn phải miễn cưỡng cười nói. Bí thư Vương, nghe nói anh đã quay về xã, thế nên tôi đến báo cáo công tác. À, Chủ tịch Triệu, anh cũng đừng khách khí như vậy, hai người chúng ta đều như nhau, có gì mà phải báo cáo hay không? Anh là người có kinh nghiệm công tác phong phú, khi công tác cũng nên giúp đỡ tôi một chút. Nếu anh cứ khách khí với tôi như vậy, rõ ràng là có ý kiến với tôi. Vương Tử Quân khoát tay chặn lời Triệu Liên Sinh, sau đó lại dùng giọng ung dung nói. Triệu Liên Sinh nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân mà hận không thể tiến lên cho một tát, tiểu tử ngươi có đủ thủ đoạn, không phải vì chèn ép tôi sao? Hừ, trong quan trường thường tranh giành công tác lẫn nhau, bây giờ ngươi lại ném qua ném lại, không phải muốn đẩy ta vào đống phân chó sao? Đúng là quá xấu xa. Nhưng Vương Tử Quân dù sao cũng là bí thư đảng ủy xã, hơn nữa Triệu Liên Sinh còn có việc cần cầu cạnh, thế nên đành phải nhịn xuống. Bí thư Vương, lúc này tôi đến vì muốn báo cáo với anh về sự kiện nhận thầu sửa chữa trường học trong xã. Triệu Liên Sinh cắn răng nói. Kế hoạch trăm năm lấy giáo dục làm gốc, Chủ tịch Triệu, chúng ta làm quan lãnh đạo một xã, dù không thể tạo phúc cho một phương thì cũng phải làm vài chuyện thực chất cho nhân dân. Tây Hà Tử dù nghèo cũng không thể nghèo về phương diện giáo dục. Chuyện này anh là lãnh đạo khối chính quyền xã, anh nhất định phải nắm thật chặt. Nói thật, Chủ tịch Triệu là một đồng chí thường niên công tác ở cơ sở, kinh nghiệm công tác rất phong phú, giao cho anh phụ trách hạng mục này cũng là vì tôi đã suy nghĩ rất lâu, vì thế cho nên mới làm phiền Chủ tịch Triệu. Tôi tin tưởng Chủ tịch Triệu nhất định sẽ cho đảng ủy và toàn bộ nhân dân xã một lời giải hợp lý. Vương Tử Quân lên tiếng, sau đó ném cho Triệu Liên Sinh một điếu thuốc. Chương 138, làm quan không tác chủ cho dân thì không bằng về nhà bán khoai lang. Triệu Liên Sinh nhìn Vương Tử Quân đang nói những lời tâng bốc mà thiếu chút nữa không bực đến mức chết ngất, hắn tìm đến Vương Tử Quân chính là muốn đẩy khổ sở này đi, bây giờ thì tốt, đối phương không đợi mình mở miệng đã chặn họng rồi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt âm trầm của Triệu Liên Sinh, hắn khẽ cười nói. Chủ tịch Triệu, tôi biết rõ chuyện này có hơi căng, nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn. Nhưng càng là hạng mục như vậy thì càng cần đồng chí trưởng thành lão luyện đến chủ trì công tác, anh đã vất vả nhiều, đợi đến khi hoàn thành hạng mục, tôi sẽ nhất định thỉnh công cho anh. Vương Tử Quân nói như vậy thì Triệu Liên Sinh thật sự không dám nói vì mất hết mặt mũi, tất cả lý do đều không còn, tất cả chỉ còn lại sự buồn bực. Bí thư Vương, nếu đã như vậy thì tôi đi trước. Triệu Liên Sinh âm trầm đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, trong miệng càng thầm mắng tên khốn xảo quyệt kia. Nhưng đúng lúc này thì máy nhắn tin của hắn chợt vang lên. Họ Triệu kia, đi đến gặp mặt cũng không được, cho ra một câu trả lời thuyết phục, cứ trốn tránh như vậy làm gì. Dù không ghi danh nhưng Triệu Liên Sinh vẫn biết rõ đây là kẻ nào nhắn tin đến, hắn nghĩ đến tình huống đối phương cứ mãi quấn lấy mình mà thật sự vừa sợ vừa bực. Bốp! Triệu Liên Sinh tát mạnh vào miệng mình, sau đó lẩm bẩm. Ai bảo lắm mồm! Nhưng khi tay của Triệu Liên Sinh vừa đập lên miệng thì đúng lúc Vương Tử Quân cầm ly trà từ trong phòng đi ra,
khi thấy Triệu Liên Sinh đang tát chính mình, Vương Tử Quân dùng giọng giật mình và quan tâm nói. Chủ tịch Triệu, anh đây là... Triệu Liên Sinh thấy Vương Tử Quân đi ra, vẻ mặt lúng túng, hắn tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Bí thư Vương, đây... À, tôi có hơi đau răng. Đau răng cũng là căn bệnh không thể xem thường, chủ tịch Triệu cần phải tranh thủ uống thuốc, nếu không sẽ phát bệnh. Tiền thiếu gia có thể nói là mang đến nhiều trò tra tấn với Triệu Liên Sinh, cũng không phải chỉ đơn giản là đau răng. Sau khi gọi điện thoại nhiều lần mà không có kết quả thì có một hôm xe của bí thư Tiền dừng lại trong ủy ban xã, nhưng bước xuống xe không phải là bí thư Tiền, chính là Tiến thiếu gia. Dù Triệu Liên Sinh ngàn lần không muốn cũng khó thể nào trốn tránh được, vì vậy đành phải xấu hổ trường mặt ra gặp Tiền thiếu gia. Anh Triệu, không ngờ anh cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Tiền thiếu gia ngồi xuống bên bàn làm việc của Triệu Liên Sinh rồi dùng giọng trêu tức nói. Triệu Liên Sinh tuy cảm thấy rất phiền chán nhưng dù sao cũng là một người đanh đá chua ngoa trong thể chế, hắn biết rõ lần này Tiền thiếu gia đến không có ý gì tốt, thế là hắn tranh thủ nở nụ cười dùng giọng khiêm tốn nói. Ôi, huynh đệ, cũng đừng chê cười anh Triệu trợn mắt làm việc, bận đến mức tối mặt tắt đèn, cũng sớm mệt chết đi được, nào có thời gian được nhàn nhã. Ôi, anh Triệu, bố thường hay phê bình tôi chơi bời lêu lổng, không có việc gì làm cho ra hồn. Nhưng ông ấy thật sự không thích thái độ cuộc sống của tôi. Tôi nói với anh những lời thế này, mong anh cũng đừng nói lại với bố tôi, nếu không ông ấy sẽ cho tôi biết tay. Mà anh cũng nên giúp đỡ anh em, cũng cho tôi có cơ hội nở mặt nở mày chứ. Triệu Liên Sinh nhìn gương mặt cực kỳ chính thức của Tiền thiếu gia, hắn thầm nghĩ, trời ạ, chỉ bằng vào thái độ và cách làm việc của anh thì thật sự không ai yêu mến cho nổi, nhưng ngoài miệng lại nói. Điều này, thời đại này ai cũng đi về phía trước. Tư tưởng con người cũng đã ngày càng đổi mới, bí thư Tiền không thích cậu làm như vậy, thuần túy chỉ là có chút khác biệt về chính kiến và tư tưởng, đúng, chỉ là như vậy mà thôi, không gì hơn. Anh Triệu quả nhiên có văn hóa, khó trách ông cụ trong nhà đã nhiều lần ra sức đưa anh lên vị trí bí thư xã. Vì muốn chúc mừng anh Triệu, tôi đã cố ý chuẩn bị một chiếc tivi màu, đã đưa đến nhà anh. Tiền thiếu gia nói như nước chảy mây trôi, thế nhưng Triệu Liên Sinh lại liên tục xê dịch mông trên ghế. Thấy Tiền thiếu gia tỏ ra vô lễ ngạo mạn, một cảm giác tức giận chợt bùng lên trong lòng Triệu Liên Sinh, nhưng vừa mới nổi giận thì đã tan biến sạch, vì hắn cảm thấy mình không thể nào đắc tội được Tiền thiếu gia. Chỉ là một chiếc tivi đưa đến nhà làm cho Triệu Liên Sinh cảm thấy giống như một quả bom hẹn giờ, làm cho tâm thần của hắn khó thể nào tập trung. Đúng lúc hắn chuẩn bị mở miệng từ chối thì Tiền thiếu gia đã đứng lên nói. Anh Triệu, huynh đệ tôi đây đến cổ động anh, cũng mong anh không làm tôi thất vọng. Tiền thiếu gia vừa nói vừa đi ra khỏi phòng làm việc của Triệu Liên Sinh. Lúc này Triệu Liên Sinh thật sự không biết làm sao cho phải, hắn thật sự không muốn giao công trình cho Tiền thiếu gia, dù sao thì ánh mắt sắc bén của Vương Tử Quân vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu để đối phương điều tra ra vấn đề, như vậy đừng nói là Tiền thiếu gia, ngay cả chính hắn cũng khó thể nào ăn cho hết. Nhưng hậu quả đắc tội với Tiền thiếu gia cũng đủ làm cho trái tim của Triệu Liên Sinh trở nên băng giá. Khi thấy Tiền thiếu gia sắp bước ra khỏi phòng, hắn nhanh chóng chạy theo. Khi hai người ra khỏi cửa thì đúng lúc thấy Vương Tử Quân đang đứng bên cạnh xe của Tiền Học Bân và nở nụ cười thản nhiên, Tiền thiếu gia không có ấn tượng gì với Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu. Khi hắn thấy có một kẻ đang nhìn chằm chằm vào xe mình như ruồi bọ, hắn quát lên. Nhìn cái gì vậy, đứng sang một bên. Vương Tử Quân cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Tiền thiếu gia. Sau đó hắn vẫy vẫy tay với bảo vệ đứng cách đó không xa, lại nói. Đây là xe của bí thư Tiền, anh đứng đây canh giữ thật kỹ cho tôi, nếu bí thư Tiền đến đây không có xe quay về, tôi sẽ hỏi tội anh. Vương Tử Quân nói rồi đi về phòng làm việc của mình. Tiền thiếu gia thấy Vương Tử Quân bước đi ung dung thong thả, trong lòng thầm buồn bực vì tên khốn này không biết từ đâu nhảy ra, nhưng hắn gần đây đã quen kiêu ngạo ngang ngược, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cười lạnh một tiếng rồi cầm chìa khóa đi về phía chiếc Santana. Đồng chí, anh không thể tiếp cận chiếc xe này. Bảo vệ cửa ủy ban xã chính là một quân nhân xuất ngũ hơn 20 tuổi, tất nhiên hắn sẽ không dám qua loa với lời phân phó của bí thư đảng ủy xã, căn bản không cho Tiền thiếu gia tiếp cận chiếc xe. Con bà mày tránh ra cho tao, xe này là của tao. Tiền thiếu gia nổi giận lớn tiếng quát mắng tên bảo vệ cổng. Đồng chí, anh là bí thư Tiền sao? Vừa rồi bí thư Vương cũng đã nói rồi, đây là xe của bí thư Tiền, nếu tôi để mất thì không thể nào gánh được trách nhiệm. Tên bảo vệ không có ý nhượng bộ.
Tiền thiếu gia không khỏi giận tím mặt, hắn nổi giận muốn vung nắm đấm lên cho đối phương một trận no đòn. Nhưng khi hắn thấy tên bảo vệ cao hơn 1m8, hơn nữa còn có khổ người to lớn khỏe mạnh hơn mình gấp đôi, cuối cùng quay sang lựa chọn Triệu Liên Sinh để giải nguy. Chủ tịch Triệu, người của anh không cho tôi lấy xe đi. Tiền thiếu gia quay đầu sang chỗ khác, sau đó lớn tiếng quát lên với Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh đã sớm thấy tình huống này, thủ đoạn của Vương Tử Quân làm cho hắn cảm thấy rất sảng khoái. Những ngày qua hắn bị tên tiền thiếu gia này làm cho thần kinh hoảng hốt, bây giờ thấy đối phương bị hành hạ thì không khỏi sinh ra khoái cảm. Triệu Liên Sinh nghe thấy âm thanh xin giúp đỡ của tiền thiếu gia, hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Vệ Hoa, chiếc xe này do cậu ấy chạy đến, cho cậu ấy chạy đi thôi. Triệu Liên Sinh khẽ hạ thấp âm thanh, để cho lời nói của mình có thêm uy thế. Nhưng hắn thật sự không ngờ tên bảo vệ kia cũng là một kẻ cứng rắn, sau khi nghe được bí thư phân phó thì chấp hành rất nghiêm. Viên bảo vệ trầm ngâm một lát, sau đó ấp úng nói. Chủ tịch Triệu, anh xem chuyện này có nên xin chỉ thị của bí thư Vương không? Triệu Liên Sinh dù thế nào cũng thật sự không ngờ mình đụng phải một cây đinh như vậy, hắn vừa muốn nổi giận thì trong lòng khẽ động, hắn nói với tiền thiếu gia. Tiền thiếu gia, vị vừa rồi chính là Vương Tử Quân, anh ấy là bí thư, cậu xem. Anh ta là Vương Tử Quân. Ánh mắt tiền thiếu gia chợt trừng lên, hắn thật sự không ngờ tên thanh niên vừa rồi chính là Vương Tử Quân mà thường xuyên làm ra những chuyện làm bố mình phải giật mình. À, đó là bí thư Vương, tiền thiếu gia, chuyện kia nhìn qua thì có vẻ do tôi làm chủ, nhưng trên thực tế. Triệu Liên Sinh còn chưa nói hết thì tiền thiếu gia đã vung tay lên nói. Sao anh không nhắc nhở tôi sớm? Tiền thiếu gia vừa nói vừa chạy về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn khẽ gõ cửa nói. Bí thư Vương, vừa rồi thật sự là có mắt không thấy núi Thái Sơn, mong bí thư Vương bao dung tha thứ. Tiền thiếu gia vừa nói vừa nhanh chóng báo rõ lai lịch của mình. Vương Tử Quân đã sớm đoán được đối phương là ai, bây giờ thấy người ta giới thiệu khiêm tốn như vậy, thế là cũng cười ha hả nói. Thật sự là người một nhà lại không biết nhau, thì ra là tiền thiếu gia cùng đi với bí thư tiền. Không phải, tôi chỉ mượn xe của bố đi đến đây. Bí thư Vương, cảm ơn anh đã cho người ra giữ xa, tôi đây đến để cảm tạ. Không cần, không cần, tôi chỉ sợ có ai đụng vào xe của bí thư tiền, tiền thiếu gia có lẽ sẽ không quan tâm, nhưng tôi lại không thể không chú ý. Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi bắt tay cáo biệt, bộ dạng có vẻ rất lưu luyến. Tiền thiếu gia cũng có một điểm tốt, đó là sẽ không động vào những kẻ mà chính bố mình cũng không làm gì được. Vương Tử Quân chính là một trong vài người mà bố của hắn không thể nào động vào trong huyện Hồng Bắc. Triệu Liên Sinh nhìn bộ dạng giống như bọt nước vỡ tung của tiền thiếu gia, trong lòng càng thêm ảm đạm, rõ ràng chênh lệch của mình và Vương Tử Quân đang ngày càng kéo rộng ra. Triệu Liên Sinh nhìn chiếc xe của tiền thiếu gia chạy nhanh ra khỏi ủy ban, trong đầu không khỏi bùng lên ý nghĩ, hắn cắn răng, một quyết định chợt bùng lên trong lòng. Bí thư Vương, phòng tổ chức huyện ủy đã hỏi xem chúng ta có định luận gì về vị trí phó chủ tịch xã chưa? Nếu như đã xác định tình huống thì nhanh chóng đăng báo. Trương Dân Cường đứng trước bàn làm việc của Vương Tử Quân và khẽ xin chỉ thị. Đối với vị bí thư trẻ tuổi này, Trương Dân Cường thật sự cảm thấy cảm kích và tôn trọng, không phải vì gì khác, đó chính là có thể nắm vào trong tay quyền bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch xã mà không ai biết chẳng ai hay. Khi bí thư Vương này mới đến thì mình kiên quyết ở cùng một phái với Triệu Liên Sinh, phải biết rằng trong huyện đã sớm có định luận về vấn đề này, đó chính là vị trí phó chủ tịch xã phải do huyện ủy phân phối. Không ngờ bí thư Vương đơn giản kéo quyền bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch xã cho xã Tây Hà Tử, lại đặt vào trong tay của Trương Dân Cường. Vương Tử Quân cũng từng suy xét về vị trí phó chủ tịch xã này, nhưng hắn dù sao cũng đến đây với thời gian quá ngắn, còn không có thế lực của mình. Trác Trường Vĩ tuy trung thành nhưng lý lịch quá cạn, lúc này mới làm trưởng ban tài chính được vài ngày, ngồi còn chưa ấm ghế, nếu để bạt lên làm phó chủ tịch xã thì khó có kẻ phục tùng. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu, sau đó đột nhiên nói. Dân Cường, anh là phó bí thư nắm công tác tổ chức, chuyện này anh cứ đề xuất ý kiến, định ra hai nhân tuyển cho ủy viên lý. Trương Dân Cường vốn rất bình tĩnh nhưng lúc này cũng cảm thấy da đầu run lên. Hắn không ngờ Vương Tử Quân lại ném một vấn đề mẫn cảm như vậy cho mình, lại đơn giản ủy quyền cho mình như thế. Quyền nhân sự luôn là một phương diện mà các đời bí thư đều phải nắm trong lòng bàn tay, đừng nói là một vị trí quan trọng như phó chủ tịch xã. Bí thư Vương, như vậy cũng không quá phù hợp. Trương Dân Cường trầm ngâm một lát, sau đó uyển chuyển từ chối. Nào không phù hợp,
anh là cán bộ công tác tổ chức nhiều năm, anh có cặp mắt sáng suốt, vào thời điểm thích hợp anh cũng cần phân ưu giải hạn cho tôi. Bí thư Trương, cứ làm như thế. Vương Tử Quân phất phất tay, hắn càng ngày càng thấy mình quen thuộc với vị trí bí thư này. Hắn là lãnh đạo đứng đầu một xã, nếu cứ tập trung tất cả quyền lực trên tay cũng không phải là chuyện tốt, mình phải vừa khống chế tốt toàn cục, lại vừa phải có năng lực điều động thủ hạ tích cực làm việc. Dù sao thì mọi người cũng là cộng sự với nhau, vào thời điểm thích hợp thì cũng phải lơ đãng cho ra vài quả táo, để cho bọn họ nếm mùi ngon ngọt. Bí thư Vương, không tốt rồi, người dân thôn Hậu Chuân đang vây quanh người của tập đoàn Chính Hồng. Đỗ Hiểu Mạn đẩy cửa xông vào dùng giọng thở dốc báo cáo với Vương Tử Quân. Nhưng lúc này dù là Vương Tử Quân hay Trương Dân Cường cũng không quan tâm đến vấn đề thất lễ của Đỗ Hiểu Mạn, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Hạng mục xây dựng công ty lương thực của tập đoàn Chính Hồng chính là một công trình trọng điểm của cả thành phố, nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra, như vậy người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là Vương Tử Quân, chính hắn thật sự khó thể nào chịu nổi. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sau đó lại nhìn thoáng qua Trương Dân Cường. Bí thư Trương, chúng ta phải đi xem thế nào, Hiểu Mạn, cô thông báo cho đồn công an, để bọn họ nhanh chóng đi duy trì trật tự. Vương Tử Quân nói rồi vội vàng đi về phía chiếc xe Jeep, Trương Dân Cường cũng theo sát phía sau. Hai ngày này Chủ tịch Triệu đi họp, tất cả sự việc đều ép lên người Bí thư Vương. Trong hạng mục của tập đoàn Chính Hồng, nhà máy trá du của xã Tây Hà Tử rõ ràng là không đủ mức độ, vì muốn chứng thực hạng mục này đúng chỗ mà xã Tây Hà Tử đã vài lần đàm phán với tập đoàn Chính Hồng, quyết định mở rộng 100 mẫu đất, xây dựng và hiện đại hóa nhà máy trá du. Vì đây là một hạng mục đầu tư lớn, thế cho nên vấn đề thủ tục rất thuận lợi. Trong quá trình đầu tư xây dựng thì tập đoàn Chính Hồng đã bồi thường rất tốt, bây giờ sắp kết thúc, không ngờ lại phát sinh sai lầm. Nếu tập đoàn Chính Hồng bị làm cho trễ nãi, như vậy đừng nói là trong xã, dù là cấp huyện cũng khó thể nào chịu nổi. Bí thư Thị ủy Hoàng Nham Bình đã sớm báo cáo với tỉnh, hứa hẹn đầu năm sau sẽ nhất định xây dựng xong. Tiểu Tào cũng biết Vương Tử Quân đang rất gấp, xe Jeep được khởi động và chạy đi cực nhanh, chỉ một lát sau đã đến thôn Hậu Chuân. Lúc này hiện trường thôn Hậu Chuân đang đầy người, khi thấy chiếc xe Jeep phóng đến thì đám người kia càng kêu gào hăng say hơn. Bí thư Vương đến, mọi người nhường đường một chút. Khi Tiểu Tào xuống mở cửa xe thì cũng nhanh chóng hét lớn lên với bốn phía. Bí thư Vương, anh đến vừa đúng lúc, tôi muốn hỏi anh rốt cuộc là bí thư của nhân dân chúng tôi, hay là bí thư của đám người tư bản kia? Một âm thanh chất vấn vang đội bùng lên khi Vương Tử Quân đi vào trong đám người. Câu chất vấn của tên kia nhanh chóng được nhiều người hưởng ứng, sau đó lại nghe thấy có người phụ họa. Đại ca nói không sai, chúng ta cũng muốn hỏi xem, làm quan mà không làm chủ cho dân, không bằng về nhà bán khoai lang. Các người thu đất của chúng tôi, sau này chúng tôi sống thế nào? Ăn không khí sao? Khi những âm thanh rối loạn kia vang lên, Vương Tử Quân thấy ở trung tâm đám người có 5 tên đàn ông to lớn vạm vỡ xếp thành hàng, đây chính là những người lớn tiếng ồn ào. 5 người đàn ông này đều hơn 30 tuổi, gương mặt ngăm đen, có chút khí chất dã man. Trưởng ban địa chính Triệu Đức Phượng thấy Vương Tử Quân đi đến thì giống như con đang bị ức hiếp thấy mẹ ruột, hắn tranh thủ tiến lên đón chào, sau lưng là vài vị đại biểu của tập đoàn Chính Hồng, đầu người nào cũng đầy mồ hôi. Mạnh Đại Hổ, anh muốn làm gì? Trương Dân Cường là người đã công tác lâu năm ở xã Tây Hà Tử, tất nhiên hầu như quen thuộc phần lớn người trong xã, lúc này vừa thấy mặt kẻ gây chuyện thì lớn tiếng hô lên. Bí thư Trương, tôi không nói với anh, vì anh không phải là bí thư đảng ủy xã, anh không thể nào lo liệu được. Bí thư Vương, tôi hỏi anh một câu, anh có phải là công bộc cho dân không? Có phải là quan phụ mẫu của dân không? Anh nói xem, anh bán 2 mẫu đất nhà mình cho tư bản, cha mẹ có thể mắng anh là đứa con phá hoại không? Mạnh Đại Hổ vừa nói vừa quay ra sau lưng lên tiếng. Mọi người nói cho Bí thư Vương nghe, xem đất có phải là đường số mệnh của chúng ta không? Không ăn không uống có thể sống được không? Đám thôn dân đứng chung quanh nhìn Mạnh Đại Hổ bắt đầu ồn ào, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đám người bên cạnh Mạnh Đại Hổ lại tranh thủ thời gian phụ họa. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những gì đang diễn ra, cảm giác không yên lòng chợt hạ xuống, xem ra không phải thôn dân Hậu Chuân đứng ra ngăn cản. Chỉ là 5 người này. Vương Tử Quân không quan tâm đến những lời ồn ào của 5 người kia, hắn đưa mắt nhìn lên người Trương Dân Cường. Bí thư Vương,
năm người này là anh em Mạnh gia ở thôn Hậu Chuân, được gọi là ngũ hổ Mãnh gia, trong thôn Hậu Chuân này không ai dám trêu chọc vào. Trương Dân Cường nhìn ngũ hổ Mạnh gia, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Ngũ hổ Mạnh gia. Vương Tử Quân chợt nhíu mày, hắn khẽ gật đầu nói với Trương Dân Cường. Anh trước tiên đi nói vài lời với bọn họ, tôi hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Trưởng ban địa chính Triệu Đức Phượng hơn 40 tuổi, hắn đã bị vây ở đây khá lâu, vẻ mặt thật sự không quá tốt, bây giờ thấy bí thư ngoắc tay với mình thì tranh thủ thời gian chạy đến nói. Bí thư Vương, ngũ hổ Mạnh gia này trước đó nói rằng muốn nhận thầu cung cấp đá, bọn họ chào giá gấp đôi thị trường, tập đoàn Chính Hồng suy xét đến vấn đề thành phẩm, vì vậy mà không đồng ý. Bây giờ đang san lấp mặt bằng có 2 mẫu đất của bọn họ, vì vậy bọn họ đứng ra uy hiếp tập đoàn, yêu cầu mỗi mẫu bồi thường 1 triệu. Không thì dù có thiên vương đến cũng không thể nào đẩy bọn họ đi được. Một mẫu 1 triệu, đúng là há rộng miệng sư tử. Sau khi biết rõ mục đích của đám người này, Vương Tử Quân hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Trương Dân Cường đang mở miệng khuyên giải đám người ngũ hổ Mạnh gia, vẻ mặt hắn chợt biến đổi, hắn vẫy tay nói. Chúng ta về. Trương Dân Cường đang nổi giận vì những lời nói gở của Mạnh Đại Hổ, lúc này nghe được lời của Vương Tử Quân, hắn có chút không cam lòng. Cũng không muốn rời khỏi đây. Bí thư Vương, anh không thể đi, chuyện này nếu không giải quyết cho rõ ràng, anh đừng hòng có thể đi được. Mạnh Đại Hổ thấy Vương Tử Quân phải đi thì đứng ra ngăn cản. Giải quyết chuyện này sao? Mạnh Đại Hổ, anh không phải nói sẽ không cho phép đụng vào đất nhà mình sao? Tốt, tôi không thể để các anh ăn không khí, tôi không trưng thu đất nhà các anh. Vương Tử Quân vừa nói vừa xoay người đi về phái đám người ủy ban xã và đại biểu của tập đoàn Chính Hồng. Chúng ta đi. Mạnh Đại Hổ vốn đang muốn gân cổ lên chống lại Vương Tử Quân, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì thật sự không biết làm gì hơn. Hắn thấy đám người Vương Tử Quân đi ra mà không thèm quan tâm, đột nhiên hắn cười lớn. Tôi còn tưởng thằng nào đến làm bí thư, thì ra là một thằng mềm như trứng rái. Mạnh Đại Hổ mở miệng mắng chửi thì nhanh chóng đưa đến những tiếng cười lớn, mà hắn cũng không hạ giọng, thế lên âm thanh rơi hết vào trong tai đám cán bộ xã. Tiểu Tào tự nhận mình là tâm phúc của Bí Thư Vương, lúc này vừa nghe thấy Mạnh Đại Hổ dám sỉ nhục Bí Thư Vương, tất nhiên sẽ tỏ ra giận dữ. Bí Thư Vương, tôi đi xử lý tên kia. Tiểu Tào nói rồi xoay người muốn đi về phía Mạnh Đại Hổ. Tiểu Tào, bỏ qua đi, chuyện này quay về rồi nói. Mặc kệ biểu hiện của Tiểu Tào là thật hay giả, Vương Tử Quân vẫn giữ chặt lấy tay của hắn rồi nói. Chỉ mất hơn 10 phút thì đám người đã về đến ủy ban xã. Vương Tử Quân để cho Triệu Đức Phượng đưa đám người của tập đoàn Chính Hồng đi nghỉ ngơi, mà hắn cùng nhóm Trương Dân Cường đi về phòng làm việc của mình. Khi mọi người còn chưa kịp ngồi xuống thì đồn trưởng đồn công an Triệu Tứ Dược chạy đến dùng giọng không kịp thở nói. Bí thư Vương, tôi vừa mới đưa người đi phá án, khi người của văn phòng ủy ban xã cho ra thông báo thì đã đi khá xa rồi. Triệu Tứ Dược cúi đầu giống như tiếp nhận phê bình, giống như hắn đã làm ra một lỗi lầm gì đó rất lớn vậy. Vương Tử Quân khẽ nhìn Triệu Tứ Dược rồi nói. À, phá án nặng như Thái Sơn, anh cứ đưa người đi, sự việc đã xong. Triệu Tứ Dược không ngờ Vương Tử Quân căn bản không mượn cớ mắng mình, điều này làm cho hắn không thể dùng được những lời kịch mà mình đã chuẩn bị sẵn, thế là chỉ có thể xấu hổ gật đầu đi ra bên ngoài. Trương Dân Cường đợi Triệu Tứ Dược đi xa mới khẽ nói. Bí thư Vương, cái này có vẻ trùng hợp. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn vừa định mở miệng thì chuông điện thoại vang lên. Không đợi Vương Tử Quân áp tai lên ống nghe, bên trong đã vang lên tiếng khiển trách của Bí thư Huyện ủy Tôn Lương Đống. Vương Tử Quân, cậu làm thế nào vậy? Chỉ chuyện nhỏ như vậy mà làm không xong, tôi nói cho cậu biết, đây là hạng mục lớn nhất mà chúng ta kêu gọi được. Cậu cần phải lấy đại cục làm trọng, cần phải suy xét toàn diện, nếu vấn đề nhỏ như vậy không xong thì còn ai dám đến đầu tư? Nếu tiếp tục xuất hiện nhiễu loạn như vậy, tôi sẽ yêu cầu phòng tổ chức thay người. Tôn Lương Đống tất nhiên là nói nhảm, nhưng sau khi nghe những lời quát mắng không phân biệt tốt xấu như vậy thì kẻ nào cũng không vui nổi. Vương Tử Quân lẳng lặng nghe những lời răn dạy của Bí thư Tôn, cũng không giải thích, cũng không nói lời nào, đợi đến khi Tôn Lương Đống phát tiết xong thì hắn mới dùng giọng tràn đầy khí phách đảm bảo. Bí thư Tôn, anh cứ yên tâm, tôi sẽ đảm bảo hạng mục của tập đoàn Chính Hồng khởi công đúng thời hạn. Khi Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống thì Trương Dân Cường phát hiện nụ cười trên mặt Bí thư Vương càng thêm sáng lạn. Trương Dân Cường cộng sự với Vương Tử Quân thời gian không lâu, nhưng hắn cũng biết rõ vài điều về tính cách của Bí thư. Nhìn vào biểu hiện của Vương Tử Quân vào lúc này,
Trương Dân Cường thầm cảm thấy bí thư đang thật sự nổi giận. Bí thư Vương, chuyện này hình như rất cổ quái. Trương Dân Cường trầm ngâm một chút rồi khẽ lên tiếng nhắc nhở. Tất nhiên là kỳ quái, nếu không phải kỳ quái, anh nghĩ xem sự kiện này sao lại đến tai của bí thư Tôn nhanh như vậy được. Không, nghe giọng điệu của bí thư Tôn, có lẽ sự việc đã rơi vào trong tai của bí thư Hoàng, nếu không phải bí thư Hoàng mở miệng dạy bảo, có lẽ với phong cách của bí thư Tôn, sẽ không nổi giận điên cuồng như vậy. Vương Tử Quân vừa nói vừa đốt cho mình một điếu thuốc. Bí thư Vương, ngũ hổ mạnh gia này chính là cố tình gây sự, tôi thấy không bằng sử dụng đồn công an, dứt khoát hành động với bọn họ. Trương Dân Cường trầm ngâm một lát rồi nói với Vương Tử Quân. Dứt khoát hành động. Vương Tử Quân trầm ngâm trong giây lát, sau đó gật đầu nói. Chúng ta nên hành động, nhưng nếu sử dụng công an thì hình như không phù hợp. Trong xã Tây Hà Tử có một quán ăn nhỏ, chủ yếu bán những món đặc sản thôn quê, tuy quán nhỏ nhưng vì nấu nướng ngon nên cũng có rất nhiều người đến ủng hộ. Lúc này ở một gian phòng trong quán ăn có 6 người ngồi quanh bàn, là một bàn tiệc lớn với đầy đủ các món rượu thịt, chính giữa bàn còn có một tô thịt chim chỉ rất lớn. Triệu đại ca, ly này tôi xin mời anh. Mạnh Đại Hổ dùng tay xoa xoa dầu mỡ, sau đó lớn tiếng nói với Triệu Tứ Dược. Triệu Tứ Dược yên tâm thoải mái ngồi ở vị trí chủ vị, thấy Mạnh Đại Hổ mời rượu thì trong lòng có chút xem thường nhưng vẫn khẽ nâng ly nói. Đại Hổ, huynh đệ chúng ta uống cạn ly. Bốn tên khác đang dùng cơm nghe được lời đề nghị của Triệu Tứ Dược thì cũng nhanh chóng nâng ly lên, đối với năm anh em bọn họ thì lời nói của Triệu Tứ Dược hầu như là thánh chỉ. Triệu đại ca, hôm nay thật sự quá sảng khoái, tên bí thư kia thì có năng lực gì, chỉ cần Triệu đại ca mở miệng, như vậy cứ chờ mà xem, anh em chúng tôi dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Mạnh Đại Hổ vừa nói vừa cầm lấy một đùi chim chỉ lên nhai nuốt. Triệu Tứ Dược căn bản xem thường đám người lỗ mãng này. Nhưng loại người này cũng có chỗ tốt, chỉ cần cảm thấy mình tốt, bọn họ sẽ cực kỳ trượng nghĩa, ngay cả trái tim cũng giao cho anh. Trước mắt chính là thời điểm Triệu Tứ Dược ra tay giúp đỡ Triệu Liên Sinh, hắn mới ra tay lợi dụng anh em Mạnh gia, hắn coi như cha thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân, lại đảm bảo không đi quá giới hạn. Triệu Tứ Dược uống cạn ly của mình rồi thản nhiên nói. Đại Hổ, chuyện này cậu nhất định phải nắm chắc, không cần phải ra tay trước, tôi nhắc nhở các cậu vài câu. Chỉ cần các cậu không ra tay đánh người, như vậy bọn họ sẽ không có cách nào với các cậu. Triệu đại ca, anh cứ yên tâm, chúng tôi rất biết cách kiềm chế. Tuy anh em chúng tôi thường hay dùng nắm đấm để giải quyết sự việc, nhưng có những chuyện không thể dùng vũ lực để giải quyết cho được, làm không tốt sẽ phải chịu thiệt, điều này anh em cũng hiểu. Mạnh Nhị Hổ đang buồn bực dùng cơm, hắn chợt ngẩng đầu lên dùng giọng nghiêm trang nói. Nhị Hổ nói đúng, nên làm như vậy. Những ngày này tên họ Vương kia không dám gây náo động, cũng nên cho hắn biết xã Tây Hà Tử này là do ai định đoạt. Triệu Tứ Dược nói rồi lại nhấp một ngụm rượu rồi đặt lên bàn. Đúng vậy, nên cho tiểu tử kia biết kết cụ khi đắc tội với ngài. Ngũ hổ mạnh ra nghe được lời của Triệu Tứ Dược, bây giờ cảm đám lên tiếng phụ họa. Trong lúc mọi người nâng ly cạn chén thì đám ngũ hổ mạnh ra đều ăn uống no say, sau khi Triệu Tứ Dược kiên trì tính tiền thì anh em mạnh ra thật sự xem Triệu Tứ Dược là đại ca. Nhiệt tình mời đồn trưởng Triệu nếu không có việc gì thì đến chiều về nhà chơi. Đợi năm anh em mạnh ra đi xa, Triệu Tứ Dược cũng nhàn nhã đi về một hướng khác. Sau khi đi được cả cây số thì Triệu Tứ Dược chậm rãi đứng lại, lúc này có một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Tứ Dược, thế nào rồi? Triệu Liên Sinh thò đầu ra trên ghế lái. Đại ca, em làm việc mà anh chưa yên tâm sao? Ngũ hổ mạnh ra đã được em xử lý tốt. Triệu Tứ Dược lên xe rồi dùng giọng nhẹ nhàng thản nhiên nói. À, như vậy cũng tốt, cậu nuôi vài tên này cũng có thể dùng để náo loạn, phải làm cho gà bay chó chạy mới có lợi cho chúng ta. Triệu Liên Sinh dùng giọng oán giận nói, trên mặt lại không có vẻ chán chường như trước. Triệu Tứ Dược gật đầu nói. Đại ca, nếu đã xảy ra chuyện này, dù Vương Tử Quân có tình nguyện hay không, tôi cảm thấy đối phương sẽ vận dụng lực lượng của đồn công an, chúng ta phải làm sao bây giờ? Triệu Tứ Dược giống như hiểu rất rõ về anh em mạnh gia, đừng nghĩ bọn họ vỗ ngực ầm ầm, chỉ cần bắt về đồn là sẽ biến thành một đám nhu nhược, chịu không được vài ba lời dọa nạt và vài cái tát. Nếu để người ta bắt đi hỏi cung, sợ rằng trộm gà không được còn mất nắm gạo, vậy cũng phiền toái. Vận dụng người của cậu bắt người thì tốt, nếu hắn dám làm thế thì tôi càng vui sướng hơn. Triệu Liên Sinh nói rồi móc ra một cái danh thiếp đưa cho Triệu Tứ Dược. Cậu xem đây là cái gì?
phóng viên Trần Vân Phàm của báo Đô Thị Mới. Triệu Tứ Dược khẽ ghi nhớ vài chữ này, đồng thời cũng nhớ những con số điện thoại bên dưới, sau đó hắn chợt hiểu ý của Triệu Liên Sinh, trong lòng không khỏi cảm thán. Đại ca, nếu dùng tốt thì chúng ta có thể cho tên họ Vương kia biết tay, tôi dù không cần chức đồn trưởng cũng phải lột một lớp da của hắn ra. Thế thì không nên, chúng ta không nên hy sinh vô vị. Tứ Dược, cậu cứ theo sát tình hình, tôi còn phải đi học tập vài ngày. Triệu Liên Sinh nói rồi khẽ vỗ vai Triệu Tứ Dược, bộ dạng anh em thật mật. Triệu Tứ Dược không phải kẻ ngu, trong lòng tất nhiên sẽ biết rõ tâm tư của Triệu Liên Sinh. Sự việc đã đến nước này, cũng không còn cơ hội đứng vào hàng ngũ, chỉ có thể đi bước một mà thôi. Tin tưởng lúc tôi quay lại thì xã Tây Hà Tử sẽ thay đổi lớn. Triệu Liên Sinh lái xe không khỏi tươi cười nói. Sự kiện xảy ra ở xã Hậu Chuân nhanh chóng rơi vào tai đám cán bộ xã, những người mẫn cảm thì thấy sắp có bão tố bùng lên, thế là bầu không khí ủy ban xã càng thêm nặng nề. Chương 139, dù có mất chức cũng không chịu xử lý. Sự việc ở xã Tây Hà Tử nhanh chóng đã truyền khắp huyện Hồng Bắc, đám cán bộ lãnh đạo từ trên xuống dưới ở huyện Hồng Bắc đều cực kỳ chú ý đến sự kiện này. Công ty lương thực chính là hạng mục cực lớn mà toàn thành phố Giang Châu đều chú ý, vì vậy mà những lời bất lợi với Vương Tử Quân liên tục được truyền đi khắp các cơ quan. Vương Tử Quân còn quá trẻ, ngoài miệng không dâu thì làm việc không tốn sức, những chuyện thế này nên để cho các cán bộ có năng lực và kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú đi làm, đỡ đến lúc đập bể nồi thì tình huống rất khó khăn. Những câu nói như thế này xuất hiện giống như một căn bệnh ôn dịch, liên tục lan tràn khắp huyện. Nghe nói phó bí thư huyện ủy Tiền Học Bân nghe được những tin đồn thế này thì khẽ gật đầu, dù không phát biểu điều gì nhưng lại tỏ ra chấp nhận. Mà phó bí thư quản lý khối tư pháp là Hồng An Trạch thì lại trịnh trọng lên tiếng ở hội nghị thường ủy, nói rằng đó là hạng mục lớn nhất của cả huyện trong năm nay, hôm nay rơi vào cục diện này, tuy những tin tức trời ơi kia không đáng sợ nhưng cũng đủ làm cho huyện ủy và chính quyền coi trọng, chúng ta cần hải nhìn vào mặt có lợi cho công tác, lại xuất phát từ góc độ bảo vệ các đồng chí trẻ tuổi để xử lý cho tốt. Dù phó bí thư Hồng nói vô cùng có kỹ xảo nhưng người ta chỉ cần nghe qua là biết có ý gì. Tôn Lương Đống là bí thư huyện ủy, sau khi nghe thư ký của mình nói ra những tin đồn đang lan tràn khắp huyện thì chau mày rồi mắng một câu. Miếu nhỏ thích gió lớn, nước cạn muốn đong nhiều. Bí thư huyện ủy không tỏ thái độ nhưng cũng không vì vậy mà sự kiện trở nên yên tĩnh, xã Tây Hà Tử là trung tâm của gió bão, tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Bí thư Vương, trong huyện có truyền ra câu nói anh còn trẻ, kinh nghiệm công tác nông thôn không đủ, muốn cho một đồng chí có kinh nghiệm hơn đến cầm lái thay cho anh, lại điều anh đến làm trưởng phòng văn hóa. Cửu Gia Thành nâng ly trà đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đặt quyển văn kiện trên tay xuống bàn, sau đó cười nói. Ai sau lưng mà không nói người này nọ, không bị nói này nọ, cứ để bọn họ nhiều chuyện, chúng ta xử lý chuyện của mình thôi là được. Cửu Gia Thành nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy thả lỏng hơn, nhưng cũng không phải không có chút lo lắng, vì hắn cảm thấy chuyện này cũng không thể không xảy ra. Bây giờ xã Tây Hà Tử thật sự là một mâm cổ, người nào mà chẳng biết một khi xây dựng xong hạng mục công ty lương thực thì Tây Hà Tử sẽ trở thành một trọng điểm được huyện chú ý, dù là lãnh đạo thành phố cũng phải quan tâm. Một cán bộ muốn được đề bạt thì trước tiên phải nhận được sự quan tâm chú ý của lãnh đạo, nếu anh có năng lực mà chỉ là rồng ẩn mình. Như vậy ai thèm dùng. Hơn nữa trong thể chế có một quy định bất thành văn, đó là qua tuổi 35 thì cơ bản rất khó đề bạt. Nói dễ nghe thì là đề bạt cán bộ cần trẻ hóa, nói khó nghe thì tính mạng chính trị đã đến điểm dừng. Nếu như mình không tranh thủ phô bày, đợi đến khi lãnh đạo phát hiện được mình là nhân tài, sợ rằng đến khi đó sẽ chẳng còn gì. Vì vậy người nào trong quan trường cũng hiểu một quy củ thông tục nhưng dễ hiểu, nếu có thể làm lãnh đạo thì cứ tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo. Làm tốt cũng không bằng làm cho đẹp. Vị trí bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử luôn được đám lãnh đạo trên xuống dưới chú ý cao độ, nếu như thao tác tốt thì 1-2 năm sau tiến lên cấp phó huyện cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhảy lên hái đào, bốn chữ này tuy nói ra không dễ nghe nhưng lại rất có tính thực dụng trong quan trường, Cửu Gia Thành sợ Vương Tử Quân bất bình nổi nóng, cũng là có tư tâm. Những tháng Vương Tử Quân đến xã Tây Hà Tử, vị trí của Cửu Gia Thành càng lúc càng nặng. Hơn nữa bây giờ ở xã chỉ có một mình hắn là phó chủ tịch, ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng không có, bước tiếp theo hầu như có thể dễ dàng tiến lên làm phó bí thư. Bí thư Vương, nếu muốn chặn những tin đồn nhảm kia, biện pháp tốt nhất chỉ có thể là xử lý đám ngũ hổ mạnh gia kia. Cửu Gia Thành trầm ngâm trong nháy mắt rồi trầm giọng nói.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cái này hắn cũng biết, chỉ có thể xử lý đám anh em Mạnh gia, như vậy những tin đồn kia mới tan thành mây khói. Nhưng đám anh em Mạnh gia kia rất cứng, nếu muốn để bọn họ giao đất cũng không phải dễ dàng. Tăng tiền, đây là hai chữ rất đơn giản nhưng sẽ không thể nào làm việc thiếu suy nghĩ, chưa nói đến phái tập đoàn chính Hồng sẽ nghĩ như thế nào, nếu như thật sự tăng tiền, như vậy sự việc sẽ càng thêm rối loạn. Vương Tử Quân lên tiếng nói với Cửu Gia Thành. Chủ tịch Cửu, theo ý kiến của anh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bí thư Vương, dù anh phụ trách công tác kêu gọi tập đoàn chính Hồng đầu tư vào xã, nhưng anh là bí thư, nên thống lĩnh toàn cục, nắm chắc cục diện, không nên cứ mãi suy xét vào những vấn đề thế này. Tôi thấy chúng ta không bằng mở một hội nghị đảng ủy, anh giao chuyện này cho tôi là được. Cửu Gia Thành cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi khẽ nói. Sự kiện lần này là một củ khoai lang nóng, anh em Mạnh gia lại khó trêu chọc, Cửu Gia Thành chủ động đứng ra nhận việc, rõ ràng đang muốn nghĩ ra một đường lui cho Vương Tử Quân. Nếu xử lý tốt ngũ hổ Mạnh gia thì sẽ xem như có thể giải ưu phiền cho bí thư, nếu làm không tốt thì cũng sẽ trở lại đường sống cho Vương Tử Quân, đây rõ ràng là Cửu Gia Thành coi mình như vật hy sinh. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt thật sự chân thành của Cửu Gia Thành, hắn có chút cảm động. Dù thế nào thì vào thời điểm khó khăn Cửu Gia Thành vẫn có dũng khí xông lên phía trước, thế là hắn khẽ cười hỏi. Chủ tịch Cửu, vậy anh định làm thế nào? Bí thư Vương, tôi tính toán vừa đấm vừa xoa, căn cứ vào nguyên tắc tác động để đối phương thay đổi tư tưởng trước, thế cho nên sẽ đi làm công tác tư tưởng với bọn họ. Tôi ở xã Tây Hà Tử này đã được nhiều năm, có lẽ bọn họ cũng sẽ nể mặt. Nếu thật sự không được thì xin mời các đồng chí của đồn công an tiến lên phối hợp, áp dụng biện pháp mạnh. Giọng điệu của Cửu Gia Thành vẫn không thay đổi, vẻ mặt vẫn thoải mái vô cùng. Vương Tử Quân gật đầu nói. Gia Thành, tôi biết rõ tâm ý của anh, nhưng bây giờ gặp phải hộ dân bị cưỡng chế thì tôi đã đẩy anh lên, như vậy Vương Tử Quân tôi chẳng phải không biết suy nghĩ rồi sao? Chuyện này anh chỉ cần cố gắng tận tâm tận lực là được, người nằm ân oái vẫn là tôi. Cửu Gia Thành thấy Vương Tử Quân nói một câu bày ra tâm tư của mình, thế là cũng không thấy bất ngờ, chỉ cười khẽ một tiếng nói. Bí thư Vương, vấn đề là chuyện này không phải đơn thuần như chúng ta nghĩ, tôi lo lắng có người muốn nhân cơ hội này để đẩy anh xuống đài, vì thế chuyện này anh không nên giải quyết thì hay hơn. Anh là bí thư đảng ủy xã, tất nhiên phải điều tiết khống chế vĩ mô, tôi là một phó chủ tịch xã cũng nên đứng ra làm việc, anh cứ yên tâm, sẽ không ai nói gì với những sắp xếp công tác phù hợp như vậy. Cửu Gia Thành trầm ngâm một chút rồi tiếp tục. Bí thư Vương, xã Tây Hà Tử có thể không có tôi, nhưng nó tuyệt đối không thể thiếu anh. Anh mới đến đây 2-3 tháng, anh xem xã Tây Hà Tử chúng ta đã xảy ra biến hóa như thế nào, chỉ riêng hạng mục công ty lương thực này đã có bao nhiêu tác động đến nhân dân trong xã. Nếu anh có xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn ở phương diện này, đây rõ ràng là tổn thất của toàn bộ xã Tây Hà Tử. Cửu Gia Thành tuy nói lời chất phác nhưng lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm động, hắn không ngờ lúc này Cửu Gia Thành lại có thể nói ra những lời như vậy. Vương Tử Quân đứng lên bên cạnh bàn. Hắn chủ động rót đầy ly nước trong tay Cửu Gia Thành, sau đó dùng giọng dứt khoát nói. Anh yên tâm đi, chuyện này tôi đã nghĩ kỹ rồi. Bí thư Vương, anh định làm gì? Cửu Gia Thành còn muốn khuyên nhủ thì Vương Tử Quân đã khoát tay áo nói. Nếu như biện pháp của tôi không dùng được thì sẽ để cho anh, được chưa? Tuy Vương Tử Quân nói như vậy nhưng Cửu Gia Thành cảm thấy bí thư nhất định sẽ làm tốt, dựa vào những gì hắn hiểu về Vương Tử Quân. Bí thư sẽ tuyệt đối làm việc kín kẽ, làm cho người ta không còn lời nào để nói. Chủ tịch Cửu, anh để cho Thường Hữu thông báo với các cán bộ ba thôn xung quanh và thôn Hậu Chuân, yêu cầu tất cả lên ủy ban họp. Vương Tử Quân buông ly nước, hắn khẽ phân phó. Mời các cán bộ bốn thôn kia tham dự họp, bí thư Vương muốn làm gì? Cửu Gia Thành thầm cảm thấy rất khó hiểu, thầm suy đoán, nhưng hắn cũng nhanh chóng đi ra ngoài, vội vàng làm tốt những gì mà bí thư Vương đã sắp xếp. Nói như vậy thì bí thư đảng ủy xã chỉ triệu tập 3 vị cán bộ chủ chốt của một thôn là bí thư chi bộ, trưởng thôn và kế toán viên, những cán bộ khác sẽ không có mặt trong hàng ngũ triệu tập. Lần này cũng không biết trong hồ lô của bí thư Vương sẽ có thứ gì, rõ ràng là phá lệ. Bí thư chi bộ thôn Hậu Chuân cũng họ Mạnh, nếu bàn về vai vế thì rõ ràng là ông của đám ngũ hổ Mạnh gia, vị bí thư Mạnh này có thể lên làm bí thư cũng vì mình là người có bối phận cao nhất trong gia tộc họ Mạnh. Ở nông thôn, thế lực tông tộc có một chút lực ảnh hưởng, đến kỳ tuyển cử các chức vụ trong thôn thì ảnh hưởng kia thật sự mới biểu hiện càng thêm rõ ràng. Ví dụ như ngũ hổ Mạnh gia, vì người đông thế mạnh, hơn nữa mỗi đời càng phát triển tốt hơn,
Vì vậy mà vị bí thư Mạnh kia có thể ổn định ở trên chiếc ghế bí thư chi bộ vài chục năm, hơn nữa còn có mối liên hệ mật thiết với đám con cháu trong thôn. Lúc này đám ngũ hổ Mạnh ra gây rối, bí thư Mạnh đã làm bí thư chi bộ cả đời, kinh nghiệm công tác cũng phong phú, lão đã nghĩ sẵn đối sách, đó là dù anh có thi hành chính sách thế nào, dù áp chế ra sao, tôi cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, cùng lắm thì mất chức là xong. Tuy chỉ có 4 thôn nhưng đám cán bộ tụ tập lại cũng có hơn 40 người, hơn nữa vì những thôn này ở gần nhau, vì thế mà có không ít những người có quan hệ thông gia với nhau. Mượn lời của bí thư Mạnh, đám người đang ngồi đây có hơn chục người có quan hệ họ hàng với lão, thế cho nên mới đi vào đã phải chào hỏi mời thuốc cả chục người. Anh Mạnh, anh cần chuẩn bị tư tưởng, anh cứ chờ mà xem, nhất định là bí thư Vương sẽ mở cửa phòng này cho chúng ta. Trương thôn Trương Hoa là Trương Nhị Cầu lúc này ngậm một điếu thuốc tán hoa rồi mỉm cười nói với bí thư Mạnh. Nếu nói về độ tuổi thì Trương Nhị Cầu còn nhỏ hơn bí thư Mạnh 2 tuổi, nhưng lại có một đứa cháu trong họ gả cho em họ của bí thư Mạnh, thế là vị bí thư Mạnh này vừa thấy mặt Trương Nhị Cầu thì không khỏi phải mở miệng chào một tiếng chú. Khi còn trẻ thì cũng không coi vai vế như vậy ra gì, nhưng khi độ tuổi tăng tiến, Trương Nhị Cầu này mỗi lần thấy bí thư Mạnh đều bày ra bộ dạng trưởng bối. Tuy bí thư Mạnh tỏ ra chán ghét nhưng ở nông thôn thì nhập gia tùy tục, vẫn phải chào một tiếng chú theo đúng quy củ. Sau khi nghe được câu nói Trương Nhị Cầu, bí thư Mạnh cũng không thể không lên tiếng. Hi hi, chú Nhị Cầu, chuyện này cũng không phải cháu có thể xử lý được, chú cũng không phải không biết năm tên tiểu tử kia, thậm chí là bố của chúng cũng bị bọn chúng làm cho tức chết, tôi có thể làm gì được bọn họ. Bí thư Mạnh trước nay thường gọi là trưởng thôn Trương, cho đến bây giờ vẫn thường xưng tên. Tuyệt đối không nói một tiếng chú, bây giờ nói như vậy thì hai người bọn họ đều hiểu. Trương Nhị Cầu mỗi lần chào hỏi đều thật sự nói không nên lời với bí thư Mạnh, thế nhưng lão cũng quen gọi là Nhị Cầu, coi như đã là cả đời như vậy. Hi hi, anh cứ nói là không làm, nếu bí thư Vương áp xuống thì thật sự không có quả ngon để ăn đâu. Trương Nhị Cầu cười hi hi, sau đó khẽ nói với bí thư Mạnh. Vẻ mặt bí thư Mạnh có hơi khó coi, mặc dù lão đã chuẩn bị đủ tâm lý. Thế nhưng cho dù lão lui ra thì cũng thật sự cảm thấy rất khó chịu. Cùng lắm thì tôi không thèm làm bí thư chi bộ thôn nữa. Bí thư Mạnh tuy không muốn nhưng nói đến đây cũng không còn tự ý mình quyết nữa rồi. Trương Nhị Cầu cũng xem như là một người linh hoạt, khi thấy bí thư Mạnh nổi nóng thì cũng nhanh chóng thu lời, không tiếp tục lên tiếng. Đám cán bộ thôn thấy bí thư Mạnh đã có chuẩn bị như vậy thì cũng đều cho ra quyết định của riêng mình. Một lát sau Vương Tử Quân đưa theo phó bí thư Trương Dân Cường. Phó Chủ tịch xã Cửu Gia Thành đi vào phòng họp tiến lên đài chủ tịch, thư ký đảng ủy xã là Chu Thường Hữu chờ ba vị ngồi xuống thì bắt đầu điểm danh. Vương Tử Quân phất tay nói. Không cần điểm anh, tôi tin tất cả cán bộ xã Tây Hà Tử đều là cán bộ tốt. Chu Thường Hữu vừa nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì không tiếp tục điểm danh, mà đám cán bộ thôn cũng dừng nói chuyện. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trương Dân Cường, tỏ ý Trương Dân Cường có thể bắt đầu được rồi. Đây cũng là trình tự bình thường của hội nghị, lãnh đạo nói chuyện cũng cần người chủ trì, mà Trương Dân Cường chính là một người chủ trì trên tất cả các cuộc hội nghị dù lớn hay nhỏ. Nhưng còn không đợi Trương Dân Cường kịp mở miệng, bí thư Mạnh ném điếu thuốc xuống đất, sau đó đứng lên thật mạnh nói. Bí thư Vương, hội nghị hôm nay nếu ép tôi phải nói chuyện rõ ràng với anh em Mạnh ra, tôi trước tiên nói rõ với anh, tôi cũng không có biện pháp nào khác. Vẻ mặt Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành ngồi bên cạnh Vương Tử Quân đều biến đổi, bọn họ tất nhiên biết rõ mục đích Vương Tử Quân mời họp lần này, cũng không ngờ hội nghị còn chưa kịp bắt đầu thì vị bí thư chi bộ kia đã bỏ gánh. Làm sao bây giờ, trực tiếp cách chức sao? Nhưng sau khi cách chức thì ai có thể gánh vác trách nhiệm? Đây chính là vấn đề khó khăn. Đám cán bộ thôn đều có liên quan đến các gia tộc, nếu đối phó với bọn họ thì cần chú ý đến sách lược. Tuy hai người cũng có biện pháp hóa giải. Nhưng lúc này nhân vật chính lại là Vương Tử Quân, hai người bọn họ trầm ngâm nhìn về phía Vương Tử Quân, để xem bí thư Vương có dặn dò gì không. Vị này là bí thư Mạnh sao? Xin anh yên tâm, hôm nay chúng ta không bàn về chuyện của năm anh em Mạnh ra. Vương Tử Quân khẽ vung tay lên rồi thản nhiên nói. Không phải chuyện của anh em Mạnh ra. Vương Tử Quân vừa nói xong thì đám cán bộ thôn đều ngây người, dù là Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành cũng chợt sững sờ. Bí thư muốn làm gì? Bí thư Mạnh cũng không ngờ bí thư sẽ làm như vậy, thế cho nên thật sự không biết phải làm sao, nhưng lão dù sao cũng là bí thư chi bộ có kinh nghiệm phong phú, lão tranh thủ thời gian cười cười rồi ngồi xuống. Chương 140, ngõ vắng lặng.
Hôm nay triệu tập mọi người chủ yếu là nói về vấn đề sau khi hạng mục công ty lương thực hoàn công, vấn đề đầu tiên chính là tuyển công. Vương Tử Quân uống một hớp nước, hắn hắng giọng nói. Đám cán bộ thôn vừa rồi thật sự là nghi ngờ không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ vừa nghe đến tuyển công thì ánh mắt đám người chợt bừng sáng, đây chính là chuyện tốt đưa đến cửa. Tuy đám cán bộ thôn cũng chỉ là thôn dân sáng sớm đi làm chiều tối về nhà, nhưng nếu so ra thì thật sự là gặp nhiều quen mặt hơn, cũng biết nhiều về công ty lương thực hơn so với người dân bình thường, đây chính là một nhà máy trá du được nâng cấp và đầu tư 200 triệu đồng. Nếu như có thể vào làm công nhân của công ty, như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc làm việc cực khổ ngoài đồng, mỗi ngày đổ biết bao nhiêu mồ hôi, kết quả không phải chỉ là một kẻ nghèo hèn sao. Làm một công nhân thì lại khác, có ai không ăn mặc đường hoàng hơn đám dân chúng. Chưa nói đâu xa, anh không thấy nhà máy trá du nửa sống nửa chết trước đây sao. Mỗi tháng nhận được tiền lương đúng hạn, ngày lễ Tết còn có phúc lợi, cầm theo đủ món quà biếu về nhà, thật sự làm cho các cô gái trong thôn hâm mộ chết đi được. Một nhà máy lớn sắp được mở, nhất định sẽ liên quan đến tuyển công, điều này tất nhiên sẽ rất hấp dẫn, đám cán bộ trong thôn đều trợn tròn mắt. Nhà máy trá du của chúng ta sẽ lựa chọn công nghệ cao, nhưng dù là máy móc cao cấp thế nào cũng cần nhân công, cho dù anh dùng máy tính thì cũng phải cần người xem xét. Vì thế nhân công là một vấn đề rất lớn. Vẻ mặt Vương Tử Quân rất ngưng trọng, hắn nhìn xuống đài chủ tịch rồi nói. Bí thư Vương, nếu như vào công tác ở nhà máy trá du thì sẽ có được bao nhiêu tiền? Trưởng thôn Trương Nhị Cẩu của thôn Trương Hoa hít vào một hơi thuốc thật sâu rồi trầm giọng nói. Hơn 200, tất nhiên đây không phải là số tiền nhỏ, nghe nói tập đoàn Chính Hồng đã thực hành chế độ khảo hạch tiền lương, làm nhiều còn có tiền thưởng. Vương Tử Quân cười nói với Trương Nhị Cẩu. Hơn 200. Đám cán bộ bốn thôn chợt đỏ mắt, tốt quá, đây không phải là bằng lương của đám cán bộ xã sao. Bí thư Vương, mỗi thôn cho bao nhiêu chỉ tiêu tuyển công? Bí thư Mạnh cũng đứng ngồi không yên, lão có ba con trai, trước mắt thì đất cũng không đủ canh tác, khi vào mùa thì không có vấn đề, đến lúc nông nhàn thì đám người kia ngoài lúc uống rượu chỉ biết đánh vợ, điều này làm cho lão đau cả đầu. Lúc này vừa nghe nói đến chuyện vào nhà máy làm công nhân, vẻ mặt lão chợt tỉnh táo lên vài phần. Trương Dân Cường nhìn vẻ mặt và nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ, bí thư Vương thế nào lại càng nhìn càng giống như chồn đang dụ gà như vậy. Tuyển công, đúng là chỉ có bí thư Vương mới có thể nghĩ ra được trò này, trong khi trước mắt còn có nhiều vấn đề còn chưa được giải quyết xong. Trên bàn tay đều là thịt, hạng mục này hoàn thành thì tất cả mọi người phải có được một chén canh. Dựa theo công tác chủ tính, lại theo nguyên tắc cân đối, lại trải qua đảng ủy chính quyền nghiên cứu quyết định. Từng thôn trong xã có thể đề cử 5 người. Vương Tử Quân nói rồi nhìn về phía đám người bí thư Mạnh, sau đó tiếp tục nói. Suy xét đến vấn đề nhà máy ở khá gần thôn Hậu Chuân, vì vậy mà đảng ủy xã đã trải qua vài phen đàm phán, quyết định có sự quan tâm đặc thù, tạm thời định ra 20 người, 3 thôn lân cận mỗi thôn cũng được hưởng lợi, mỗi thôn có thể được đề cử 10 người. Thôn Hậu Chuân được 20 người. Điều này làm cho đám cán bộ các thôn khác phải nhìn về phía bí thư Mạnh. Trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Lúc này vẻ mặt của bí thư Mạnh thật sự hớn hở, vừa rồi lão còn lo lắng chỉ tiêu quá ít, chính mình dù là bí thư chi bộ cũng không thể sắp xếp cả 3 đứa con trai vào công ty làm việc. Nhưng bây giờ là 30 chỉ tiêu, 3 con trai lão cũng được phân phối đủ, đợi sau khi quay về, 3 đứa con dâu nhất định sẽ nấu cho mình được bữa cơm ngon. Đây chính là phương án tuyển công, đã trải qua thảo luận, cũng có bản thảo sơ bộ, nhưng trên đời này không có tường chắn hết gió. Không biết là ai tiết lộ ra ngoài. Trước mắt hạng mục đang gặp phải vấn đề, có nhiều cán bộ thôn tìm đến tôi, chủ động nói muốn chuyển đất cho dự án, điều kiện chỉ có một, đó chính là xem xét lại vấn đề tuyển công. Vương Tử Quân nhìn đám trưởng thôn phấn chấn bên dưới mà chợt lên tiếng. Kẻ nào ở bên dưới cũng biết vấn đề khó khăn mà Vương Tử Quân đang gặp phải là gì, bọn họ càng quan tâm đến phương án tuyển công mới. Bí thư Vương, chuyển thế nào? Bí thư Mạnh vừa nghe nói đến việc phải thay đổi phương án thì lập tức nổi giận, cũng bất chấp mình đang đốt thuốc, lão đứng ngay lên, dùng giọng không thể chờ đợi được nói. Vì các thôn khác sẽ chuyển đất cho dự án, thế nên 4 thôn xung quanh đều giống như những thôn khác, chỉ có thể được 5 người. Vương Tử Quân nói lời chém đinh chặt sắt, không có chút dư âm quay về. Những thôn khác đều thiếu đi một nửa, mà thôn Hậu Chuân lại thiếu đi mất 3/4 chỉ tiêu. Thế cho nên đám cán bộ các thôn vừa rồi nghe Vương Tử Quân nói đã chuẩn bị sắp xếp nhân tuyển, bây giờ nghe thấy vậy thì phản ứng đầu tiên là không đồng ý. Bí thư Vương,
như vậy không được, đã quyết định như vậy thì không nên tính toán gì nữa hết. Bí thư Trương, anh là cán bộ lão thành của xã, anh mau tranh thủ nói với bí thư Vương, thôn chúng ta cần nhiều lao động, không thể nào bớt chỉ tiêu của chúng ta được. Trong tiếng ồn ào của đám cán bộ các thôn, Trương Nhị Cẩu chợt vỗ bàn đứng lên nói. Bí thư Vương, thôn Trường Hoa chúng tôi có đất, chỉ cần cho tôi chỉ tiêu 30 công nhân, trong vòng 3 ngày tôi sẽ phụ trách chuẩn bị sẵn đất dự án. Lúc này trưởng thôn đã mở miệng, đám cán bộ thôn Trường Hoa giống như được uống thuốc, bọn họ hét lên. Đúng vậy, Bí thư Vương, lấy đất của thôn chúng tôi, ủy ban cũng không cần lao lực, tất cả cứ chuyển lên người chúng tôi là được. Không giảm chỉ tiêu của thôn chúng tôi, Bí thư Vương, chúng tôi phụ trách việc đất dự án. Sau khi nghe đám cán bộ thôn Trường Hoa ồn ào, ba thôn khác cũng không thể không quan tâm, đặc biệt là cán bộ thôn Hậu Chuân, bọn họ càng ồn ào hơn. Nếu như chỉ có 5 chỉ tiêu, như vậy sẽ phân hết cho đám con cháu trưởng thôn, nào đến lượt đám cán bộ nhỏ như bọn họ. Đừng nói nữa, Bí thư Vương, vẫn cứ theo phương án cũ, thôn Hậu Thuân chúng tôi sẽ lo vụ anh em nhà Mạnh ra. Bí thư Mạnh hút được nửa điếu thuốc thì ném ra, sau đó dùng chân dậm thật mạnh, lại dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Đại ca, Vương Tử Quân nếu muốn dùng biện pháp cứng rắn thì thế nào? Trong nhà của đại ca Mạnh Đại Hổ, năm anh em Mạnh gia đang dùng cơm, một con gà quay bây giờ chỉ còn lại cái đầu, miệng năm anh em lại dính đầy dầu mỡ. Mạnh Đại Hổ lúc này dùng sức gặm phao câu, hắn nói. Đứa nào cũng nói ăn phao câu gà mái sẽ bị ung thư, con bà nó nếu ai mỗi ngày đều cho tao ăn gà nướng thì tao cũng không sợ. Tao ngay cả chết còn không sợ, tao còn gì phải sợ một thằng Vương Tử Quân. Mày đừng quên, đồn trưởng Triệu của đồn công an đứng về phía mình. Đại ca nói rất đúng, chúng ta dứt khoát ép tên họ Vương kia bỏ ra thêm chút tiền, lấy thêm tiền tiêu xài, biết đâu còn có thể xây được một căn nhà 2 lầu. Mạnh Tứ Hổ ném xương gà trong tay về phía con chó đang đứng cách đó không xa rồi cười hì hì nói. Đúng vậy, chính là một tòa nhà 2 tầng, đến lúc đó anh em chúng ta mỗi người lấy một bà vợ, như thế mới gọi là cuộc sống hạnh phúc. Mạnh Đại Hổ vỗ vỗ dầu dính trên tay, sau đó hắn cười lớn nói. Bốn đứa em nghĩ đến lúc có vợ, vẻ mặt tên nào cũng lộ ra nụ cười. Cốc, cốc, cốc. Tiếng đập cửa vang lên, nghe tiếng gõ cửa thì ba anh em chợt sững sờ, Mạnh Đại Hổ là đại ca chợt trợn tròn mắt nói. Có thể là người của ủy ban đến, các chú chuẩn bị một chút, đến lúc đó cứ nhìn mắt tôi mà làm việc. Nếu bọn họ dám ra tay, chúng ta lập tức nằm lăn xuống đất, hét lớn cán bộ đánh người. Ai vậy? Mạnh Đại Hổ loạng choạng đi ra mở cửa, trong miệng vang lên âm thanh mất kiên nhẫn. Là tôi. Một âm thanh già nua truyền vào, âm thanh này không giống như của đám cán bộ ủy ban, nhưng khi nghe được âm thanh này thì vẻ mặt bình tĩnh của Mạnh Đại Hổ chợt xuất hiện nụ cười. Ôi, nhị cữu đến rồi à? Mau đến đây ngồi. Mạnh Đại Hổ trước nay rất tôn trọng nhị cữu của mình, vừa thấy nhị cữu thì nhanh chóng tiến lên đón chào. Nhị cữu của Mạnh Đại Hổ là một ông lão gầy tong teo, nhưng tính tình của ông lão này lại khá nóng, khi thấy Mạnh Đại Hổ duỗi tay đến thì hừ một tiếng, trực tiếp đánh bàn tay của Mạnh Đại Hổ quay về. Không dám nhận, bây giờ tương lai của cậu sáng lạn, tôi cũng không dám để cho cậu nâng tay. Trong lúc nói chuyện thì nhị cữu của Mạnh Đại Hổ đã ngồi xuống mặt ghế. Nhị cữu của Ngũ Hổ Mạnh gia nhà ở thôn Trương Hoa, khi còn bé thì nhà của năm anh em Mạnh gia rất nghèo, không có gì ăn. Thế là nhị cữu này thường leo cây lấy trứng chim về luộc cho cháu ăn. Nghe nói có lần nhị cữu trèo quá cao, vì không cẩn thận mà ngã từ trên cao xuống, vì thế năm anh em này bình thường làm sằng làm bậy, dương nanh múa vuốt nhưng rất kính trọng nhị cữu của mình, chỉ là trong lòng thật sự nghi hoặc vì sao lúc này nhị cữu lại đến. Nhị cữu, gần đây sức khỏe của ngài hình như đã tốt hẳn lên. Mạnh Đại Hổ thấy vẻ mặt âm trầm của nhị cữu thì vội vàng dùng giọng quan tâm hỏi. Không tốt. Ông cụ lấy ra một tẩu thuốc, châm lửa rồi dùng giọng cứng rắn nói. Ai đắc tội với nhị cữu? Ngài cứ nói, cháu sẽ cho tên kia biết tay. Mạnh Đại Hổ nhìn thoáng qua bốn anh em của mình, sau đó hét lớn. Các người âm miệng lại hết cho tôi, được không? Các cậu phải để tôi nói thế nào đây? Tuổi nhỏ không chịu học hành, bây giờ còn chơi trò xỏ lá, chính quyền Trương thu đất vì muốn tốt cho dân chúng, các cậu đứng ra gây rối để làm gì? Ông lão chỉ tẩu thuốc về phía Mạnh Đại Hổ rồi lớn tiếng mắng. Cậu làm anh cả, sao có thể kéo các em nhảy cả xuống hầm? Nếu chuyện tốt của các hương thân bị quấy nhiễu, tôi nói cho các cậu biết, đừng trách nhị cữu không nhận các cậu. Ngũ Hổ Mạnh ra nghe ông cụ mắng thì thầm nghĩ đám cán bộ ủy ban quả nhiên có bản lĩnh,
có thể mời nhị cữu đứng ra, nhưng dù bọn họ có thân với nhị cữu thế nào cũng không hơn nhân dân tệ, bọn họ sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ qua. Nhị cữu, đây là chuyện của chúng cháu, ngài cũng đừng quản, ngài bảo trọng sức khỏe thì quan trọng hơn, cũng không nên tức giận mà sinh bệnh. Sinh bệnh cái gì, tôi sớm muộn gì cũng bị các cậu làm cho tức chết, tôi nói thật cho các cậu biết, đất này các cậu dù không muốn bỏ ra thì cũng phải bỏ mà thôi. Lúc này đã sắp tuyển công nhân của công ty đến nơi rồi, trong thôn đã đem anh em nhà các cậu báo lên trên, bây giờ các cậu náo loạn, chỉ tiêu dành cho anh em các cậu cũng mất. Các cậu cũng biết rồi đấy, em của các cậu cũng chưa có vợ, nhị cứu cũng chỉ dựa vào tuyển công để tìm vợ cho em trai của các cậu, nếu thất bại thì đừng trách nhị cứu gõ đầu các cậu. Đứa em của Ngũ Hổ Mạnh ra trong lời nói của nhị cứu, chính là con trai độc nhất của nhị cứu, chính là em họ của Ngũ Hổ Mạnh ra. Đã 30 mà chưa có vợ, đây hầu như biến thành tâm bệnh của nhị cứu. Ngũ Hổ Mạnh ra ngoan ngoãn nghe nhị cứu khuyên bảo một giờ, sau đó bọn họ khuyên can mãi mới có thể đuổi nhị cứu đi, nhưng trong lòng thật sự khó chịu. Hừ, tên họ Vương kia quá âm hiểm, lại lôi cả nhị cứu ra để đối phó với chúng ta, con bà nó. Lão Tam nhà Mạnh ra là người nóng tính nhất, hắn quay về nhà thì chửi ầm lên. Mạnh Đại Hổ vung tay ngăn cản. Đừng mắng. Nước miếng cũng không thể dìm chết người, mắng thế nào tên họ Vương kia cũng không chết được. Đại ca, anh đã đồng ý với nhị cứu sẽ lên ủy ban thương lượng chuyện trưng thu đất, có phải thật không? Lão Ngũ của Mạnh gia trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Tất nhiên không phải là thật, cậu tưởng rằng tôi ngốc như cậu sao? Lúc này mà cúi đầu thì cũng không có quả ngon cho chúng ta ăn. Mạnh Đại Hổ trầm ngâm một chút, sau đó ánh mắt lóe lên cái nhìn hung hăng. Năm anh em Mạnh Đại Hổ có lời cổ động, tâm tình dao động cũng yên ổn xuống. Nhưng đúng lúc này tiếng đập cửa lại vang lên, năm anh em Mạnh Đại Hổ lúc đầu còn có chút chần chừ, nhưng cuối cùng thì Mạnh Đại Hổ vẫn đi ra mở cửa. Tiểu Phương, em đến tìm Lão Ngũ sao? Em chờ chút, anh đi gọi. Khi thấy một cô gái với mái tóc dài xuất hiện, ánh mắt muốn giết người của Mạnh Đại Hổ chợt trở nên sáng lạn như mặt trời, hắn cười hì hì nói với Tiểu Phương. Ngũ Hổ Mạnh ra đều chưa có ai lập gia đình, Đại Hổ là đại ca trong nhà cũng có chút sốt ruột, hắn vô tình biết rõ Lão Ngũ có quan hệ khá tốt với cô gái Tiểu Phương cùng thôn này, thế nên hắn làm anh thì ra sức tác hợp. Mạnh Đại Hổ cũng không đợi Tiểu Phương lên tiếng, hắn lớn tiếng hô lên. Lão Ngũ, mau đến đây, Tiểu Phương đến này. Lão Ngũ nghe thấy Tiểu Phương đến thì cũng bất chấp điều gì khác, nhanh chóng lao đến. Nhưng khi hắn gặp mặt Tiểu Phương, lại phát hiện cô gái dịu dàng ngoan ngoãn này không muốn nói một lời. Nhưng có mặt đại ca Mạnh Đại Hổ thì hắn cũng không dám hỏi, Lão Ngũ Mạnh ra và Tiểu Phương đi ra ngoài cửa. Tiểu Phương nhìn dòng nước chảy êm đềm trước mắt, nàng chợt mở miệng. Ngũ Hổ ca, chúng ta hay là thôi đi. Mạnh Ngũ Hổ đang chìm đắm trong hạnh phúc nhưng nghe thấy Tiểu Phương nói như vậy cũng ngây cả người, hắn đứng đờ một lát rồi mới hỏi. Mẹ lại ép em nữa sao? Không, là bố em. Bây giờ vì sự kiện các anh không chịu cắt đất cho dự án mà ủy ban xã quyết định rời nhà máy đi sang thôn khác, trước đó vốn đồng ý cho thôn 20 chỉ tiêu công nhân, bây giờ lại không có chỉ tiêu nào. Người trong thôn bây giờ đang nổi giận vì các anh, bố của em cuối cùng cũng lên tiếng không cho em và anh lui tới nữa. Mạnh Ngũ Hổ thấy hai mắt Tiểu Phương đang thấm đẫm nước, hắn chợt sinh ra cảm giác anh hùng đoản mệnh. Tiểu Phương, điều này. Khi Lão Ngũ dao động tâm thần thì cánh cửa nhà Mạnh gia lại mở ra. Lúc này cũng không phải gõ cửa mà trực tiếp bị 10 tên thanh niên trong thôn đạp vào, một tên thanh niên cầm đầu chỉ vào Mạnh Đại Hổ rồi lớn tiếng mắng. Mạnh Đại Hổ, lần này nếu bố không có trong danh sách công nhân, bố chém mày. Trước nay vẫn là Ngũ Hổ Mạnh gia hoành hành ngang ngược trong thôn, đều là ức hiếp người ta, nào có bao giờ bị ức hiếp bao giờ. Mạnh Đại Hổ vừa bị người ta chỉ mặt mắng thì lập tức nổi trận lôi đình. Đang lúc hắn xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau thì 10 tên thanh niên vừa xông vào đã tiến lên đấm đá loạn xạ. Khi thấy đối phương người đông thế mạnh, Mạnh Đại Hổ dù là kẻ đánh đấm lão luyện cũng biết hổ không chịu nổi một đàn sói, thỏ điên cũng cắn người, hơn nữa lúc này còn liên quan đến lợi ích của bản thân đám người kia. Khi mười mấy người kia không tiếp tục đánh mắng, anh em Mạnh gia cũng chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Khi mười mấy người kia bỏ đi, vẻ kiên quyết trên mặt Mạnh Đại Hổ đã phai nhạt đi rất nhiều. Đại ca, anh xem việc này nên làm sao? Mạnh Nhị Hổ trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Đừng nói nữa Lão Nhị, anh em chúng ta đã đồng ý với đồn trưởng Triệu, không thể không nể mặt. Mạnh Đại Hổ dù nói như chém đinh chặt sắt nhưng giọng điệu đã bắt đầu có chút lo lắng.
Khi bốn anh em Mạnh gia đang bàn bạc đối sách thì lại có người đến tìm, lần này là Tam Di. Bà lão lên tiếng giảng dạy làm cho vẻ mặt đám anh em Mạnh gia ngày càng đen, nhưng bọn họ cũng không nói gì. Khó khăn lắm mới đẩy bà cụ đi, nhưng Tam Thúc lại đốt thuốc đi đến, ông cụ đến ngồi trên ghế lớn trong nhà rồi nói. Đại Hổ, bố các cháu đã mất, chú phải nói với các cháu vài lời. Từ sáng đến tối, có thể nói là nhà Mạnh gia đông vui như chảy hội, một đám trưởng bối đến nhà, hơn nữa còn mắng xối máu chó vào đầu. Đến khi trời tối mịt thì anh em Mạnh gia còn tiếp nhận một vị cửu lão gia cơ thể run rẩy đi vào trong nhà. Ngày hôm nay đúng là khó sống. Mạnh Đại Hổ nói với gương mặt đầy mỏi mệt, cứ mỗi lần nâng ly trà lên uống một ngụm là có người xông vào nhà, không có cơ hội dùng bữa cơm cho ra hồn. Thế cho nên lúc này bốn tên đàn ông vạm vỡ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Tiểu Tứ, các chú cứ ở đây, anh ra nhà bếp làm chén cơm. Mạnh Đại Hổ là đại ca, hắn chỉ ra sức lắc đầu đi vào phòng bếp. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, khi âm thanh này vang lên thì vẻ mặt Ngũ Hổ Mạnh gia đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Không mở cửa. Mạnh Đại Hổ trầm ngâm một lát thì cho ra một quyết định cực kỳ sáng suốt. Ba anh em còn lại đều gật đầu, trong lòng thầm nghĩ không cần mở cửa là xong, chính mình không thể chịu được đám ông già bà lão kia đến quấy rối. Hôm nay họ hàng đã đến gần một nửa, nếu tiếp tục sẽ không thể nào chịu được. Đại ca, mở cửa, là em đây. Âm thanh của Mạnh Ngũ Hổ từ bên ngoài truyền vào. Nghe được lời của Lão Ngũ thì bốn anh em bên trong mới thở dài một hơi. Bọn họ phát hiện Lão Ngũ còn chưa về, thế nên vội vàng ra mở cửa. Sau đó Mạnh Đại Hổ chợt phát hiện gương mặt sáng sủa của em mình đã trở nên âm trầm, vào cửa thì đi luôn về phòng. Lão Ngũ, làm sao vậy? Lão Tứ có quan hệ tốt nhất với Lão Ngũ, thấy em trai như vậy thì nhanh chóng hỏi. Mạnh Ngũ Hổ không nói gì, chỉ cúi đầu đi vào trong phòng, lần này tất cả anh em đều thấy Lão Ngũ không đúng, thế cho nên nhanh chóng đến vây quanh. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mạnh Đại Hổ lúc này mới dùng giọng anh cả để lên tiếng. Tiểu Phương, bố của cô ấy không đồng ý cho em lui tới. Mạnh Ngũ Hổ lên tiếng, sau đó hất tay của Mạnh Đại Hổ rồi dùng giọng đông cứng nói. Đều là vì chúng ta không chịu bỏ đất, bây giờ trong thôn ai cũng muốn xử lý chúng ta, nói chúng ta là khối thịt nhão không ra gì. Mạnh Đại Hổ nhìn anh em của mình đi vào trong nhà mà thật sự nổi giận đến đỉnh điểm, hắn bực mình đá mạnh về phía trước. Ôi! Mạnh Đại Hổ nổi giận mà trả giá lớn, hắn đá vào một khối đá, cảm thấy rất đau đớn. Náo loạn như vậy thì anh em Mạnh gia cũng không muốn ăn cơm, Mạnh Nhị Hổ thấy anh em đã về phòng, hắn khẽ nói. Đại ca, chuyện này. Mạnh Đại Hổ thở dài, vẻ mặt ảm đạm, vẻ mặt kiêu ngạo trước đó đã bị thay thế bằng vẻ ảm đạm, hắn lấy vài chai rượu từ trong nhà ra nói. Lão Nhị, đến uống với anh vài ly. Uống đi. Biết đại ca của mình không thoải mái. Mạnh Nhị Hổ cũng không chối từ, hai anh em nâng chai rượu lên uống. Ực, Mạnh Đại Hổ uống một hơi rượu rồi vỗ xuống mặt bàn, hắn dùng giọng hung hăng nói. Sớm biết tên họ Vương khó đối phó như vậy, lúc đầu tôi dù đâm đầu xuống đất cũng không nhây vào hắn. Qua nhiều năm cùng chung sống với nhau, đây là lần đầu tiên Mạnh Nhị Hổ thấy anh mình ủ rũ như vậy. Hắn có hơi trầm ngâm, sau đó nâng ly lên uống cạn rồi do dự nói. Đại ca! Mảnh đất hiệu ủy ban cũng đền bù kha khá, nếu không chúng ta nên dừng lại, coi như xong. Ba chữ coi như xong rơi vào trong tai Mạnh Đại Hổ giống như một cây chùy đập vào thật mạnh, hắn cắn răng dùng giọng hung hăng nói. Cứ như vậy thì anh em chúng ta vứt mặt đi đâu? Không được, dù thế nào cũng phải phân cao thấp. Một âm thanh đổ vỡ vang lên, vài miếng thủy tinh văng ra, có vài miếng văng lên người đám anh em Mạnh ra. Mạnh Đại Hổ nhìn kiếng rơi vãi đầy đất. Hắn nào không biết chuyện gì xảy ra, thế nên hắn như một con hổ, cũng không đi giày mà chạy luôn ra ngoài. Đầu hòm tối mịt, không một bóng người, chỉ có vài tiếng chó sủa. Mạnh Đại Hổ đứng đầu hẻm chửi lớn. Đứa khốn nạn nào không biết xấu hổ mà ném vỡ cửa kính nhà tao. Có giỏi thì ra đây đánh tay đôi, Mạnh Đại Hổ tao mà sợ thì làm con mày. Tiếng chửi mắng của Mạnh Đại Hổ vang rất xa trong đêm vắng, nhưng sau đó chỉ có vài tiếng chó sủa vang lên. Không còn âm thanh nào đáp lại. Mạnh Đại Hổ nổi giận còn muốn tiếp tục mắng, nhưng lúc này Mạnh Nhị Hổ từ trong nhà đi ra nói. Đại ca, oan có đầu nợ có chủ, đều là chúng ta gây náo loạn mới phát sinh vấn đề, ta về trước thôi. Mạnh Đại Hổ tuy hận không thể tìm đánh thằng khốn kia một trận, nhưng lúc này chỉ có một con ngõ vắng, cũng không thể tránh được.
Mạnh Đại Hổ nhìn vài tên anh em cũng đi ra khỏi nhà xem xét mà lắc đầu, sau đó đi vào trong. Năm anh em Mạnh ra như chim cút bại trận, bọn họ ủ rũ về nhà, không đợi anh em ngồi xuống ghế thì một tảng đá lại ném vào cửa kiếng trong nhà, lại tạo nên một lỗ hổng lớn. Lúc này cửa sổ giống như có cặp mắt hả hê nhìn anh em Mạnh ra. Mạnh Đại Hổ cuối cùng cũng không nhịn được, hắn điên cuồng phong ra khỏi nhà, lại gào lên với con hẻm vắng bóng người, nhưng không có ai đáp lời. Vương Tử Quân, con bà mày. Mạnh Đại Hổ vừa mắng xong thì cảm thấy một cơn đau bùng lên, hắn đưa tay sờ xuống chân, bên dưới là một miếng thủy tinh găm vào thịt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.